Lão Dương, chuyện cho tới nước này, quan trọng nhất chính là không để cho chuyện tình Dương Sách cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài tiết lộ ra ngoài. Hầu Đông Bình nhất châm kiến huyết nói. Một khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, cho dù tôi và ông cộng lại cũng không thể bảo vệ được hắn. Mới vừa rồi tôi đã hỏi hắn, hắn nói trừ hắn ra, chỉ có Nạp Lan Minh Châu, Lâm Tường, Ngưu Chí Quân cùng hai gã thủ hạ của hắn biết tin tức. Dương Viễn thở dài thật sâu nói. Bất quá, một gã thủ hạ của hắn hiện tại không liên lạc được. T. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Dương Viễn, Hầu Đông Bình giận đến run người. Dựa theo lời của tiểu sách mà nói, đám người lính đánh thuê kia đúng là do Vương Hùng một tay liên lạc. Tinh quang trong mắt Dương Sách lóe lên. Cho nên, mặc dù Vương Hùng rơi vào tay kẻ khác, chúng ta cũng có thể để cho Vương Hùng làm pháo hôi. Hầu Đông Bình như có điều suy nghĩ rồi cũng gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không phải lo lắng quá mức đến kết cục của Dương Sách, mà là lo lắng Dương Sách có thể đem hắn dính líu vào. Còn về phần trả thù của tiểu tử Bùi Đông Lai kia. Dương Viễn nhắc tới Bùi Đông Lai, cũng không khỏi nhức đầu một trận. Lão Hầu, ông có biết sốt cuộc tiểu tử kia cùng Trần Gia là có quan hệ như thế nào không? Tại sao Trần Quốc Đào tự nhiên lại muốn hắn gia nhập vào đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh? Nghe nói là tiểu tử kia có quan hệ rất tốt với Trần Anh. Hầu Đông Bình cũng cảm thấy Bùi Đông Lai cùng Trần Gia có mối quan hệ thực sự có chút khó giải quyết. Ông cũng biết, đời sau của Trần Gia có nhiều người như vậy nhưng Trần Quốc Đào chỉ coi Trần Anh là bảo bối. Theo ý kiến của ông, Trần Quốc Đào sẽ ra mặt vì tiểu tử kia sao? Dương Viễn hỏi ra lo lắng nhất trong lòng. Theo hắn xem ra, mặc dù Bùi Đông Lai tại Hỗ Hàng Hô Phong Hoán Vũ, có mạng lưới quan hệ kinh khủng nhưng muốn với tay tới Nam Tô thì vẫn còn kém một chút. Còn về phần Bạch Quốc Du, lấy kinh nghiệm nhiều năm của Dương Sách thì hắn không cho Bạch Quốc Du sẽ vì giúp Bùi Đông Lai mà vận dụng mạng lưới quan hệ của Bạch Gia để đối phó với Dương Sách. Dù sao, chuyện này đối với Bạch Gia mà nói cũng không có lợi ích quá lớn. Ở dưới dạng tình hình này, hắn lo lắng nhất chính là Trần Gia bên kia. Trần Quốc Đào ở trong quân có danh xưng là Diêm Vương, lúc nổi giận lên thì ngay cả những đại lão cấp trên kia cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nếu thật sự khai đao đối với Dương Sách thì đây tuyệt đối sẽ là một đại phiền toái. Chỉ cần không để cho Trần Quốc Đào biết chuyện tình Dương Sách cấu kết lính đánh thuê nước ngoài thì chắc hẳn Trần Quốc Đào sẽ không ra mặt. Hầu Đông Bình trầm mặc một hồi lâu, nói ra ý kiến của mình. Dù sao chuyện này không chỉ có liên lụy đến tôi và ông, nếu mà đem chuyện này làm lớn lên. Chân tướng lộ ra thì một nhóm người đều sẽ gặp phải tai ương. Ừ, đúng thế. Dương Viễn đồng ý với lời nói của Hầu Đông Bình, đồng thời quay đầu, hướng về phía Dương Sách, gằn từng chữ. Con lập tức nghĩ biện pháp liên lạc với tên thủ hạ Vương Hùng kia của con. Sau khi liên lạc được với hắn, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất biến khỏi Nam Tô, tốt nhất là biến mất khỏi quốc nội. Vâng, thưa cha. Sắc mặt Dương Sách khó coi đáp một tiếng. Lo lắng vẫn chưa giảm. Có phải là còn chuyện gì giấu ta và cha cậu không? Thấy sắc mặt Dương Sách có gì đó không đúng, Hầu Đông Bình nghi ngờ hỏi. Trong lòng Dương Sách run lên, sau đó giống như là phạm nhân bị tuyên án tử hình, run rẩy nói từng chữ. Bùi Đông Lai có phụ than là, Bùi Vũ Phu. Thanh âm vừa dứt, Dương Sách có cảm giác cả người giống như là bị hư thoát. Người nào? Nghe được lời nói của Dương Sách, đầu tiên Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình là sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, chăm miệng một lời hướng Dương Sách hỏi. Bùi Vũ Phu. Dương Sách không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình, mà là cúi đầu, cả người run run một lần nữa cấp ra câu trả lời chắc chắn. Mày là nói Bùi Vũ Phu mà 20 năm trước đại náo thành Yên Kinh. Dương Viễn cảm thấy trái tim của mình co quắp, giọng nói đột nhiên đề cao. Hầu Đông Bình vốn là cũng muốn hỏi như thế, thấy Dương Viễn hỏi trước thì liền im lặng không có mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sách đang đợi Dương Sách trả lời. Dường như là nhận thấy được vẻ khiếp sợ cùng khẩn trương của Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình, Dương Viễn ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên trả lời cũng không có, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Bốp! Thấy Dương Sách gật đầu, Dương Viễn thở hổn hển một lần nữa cho Dương Sách một cái tát. Nếu mày đã biết Bùi Đông Lai kia đúng là nhi tử của Bùi Vũ Phu, tại sao mày lại còn không biết trời cao đất rộng đi trêu chọc hắn? Mày muốn chết phải không? Vừa nói, Dương Viễn giận đến cả người run run không ngừng.
Bởi vì trong quá khứ 20 năm nay, Dương Viễn nhậm chức ở vùng châu thổ Trường Giang, đối với chuyện này, đối với Bùi Vũ phu nhân vật hô phong hoán vũ tại Hắc đạo Trung Quốc cùng giới võ học Trung Hoa thì hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc, biết rõ ba chữ Bùi Vũ phu lúc ấy có uy lực khủng bố đến thế nào. Mà Dương Sách biết rõ Bùi Đông Lai là nhi tử của Bùi Vũ phu thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà thuê lính đánh thuê ám sát Bùi Đông Lai, điều này làm sao có thể để cho Dương Viễn nén giận. Lão Dương, chuyện này ta không thể ra sức. Yêu nhiều, hận cũng nhiều, bởi vì Dương Viễn đã coi Dương Sách trở thành nhi tử ruột thịt cho nên sau khi giận dữ hắn lại tát Dương Sách một cái nữa. Mà Hầu Đông Bình sau khi nghe được Bùi Đông Lai đúng là nhi tử của Bùi Vũ phu xong, trực tiếp tính toán phủi sạch quan hệ. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Hầu Đông Bình trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Hầu Đông Bình rời đi, tâm tư Dương Sách trực tiếp nguội lạnh một nửa, sau đó thu hồi ánh mắt, dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn Dương Viễn. Dương Viễn thở hổn hển nhìn chằm chằm Dương Sách vài giây đồng hồ, cuối cùng phất tay áo, theo Hầu Đông Bình rời đi. Cha! Dương Sách thấy thế, trực tiếp nóng nảy. Không quay đầu lại, Dương Viễn sải bước rời khỏi biệt thự. Dương Viễn trực tiếp hỏng mất, cả người vô lực té ngã trên ghế salon. 2 phút sau, Trần Bưu hộ vệ của Dương Sách đi vào biệt thự, thấy Dương Sách giống như là một xác chết, vô lực tựa vào trên ghế salon, tiến lên cúi người nói. Dương gia, Dương thư ký ở lúc gần đi để cho ta chuyển cáo ngài, ông ấy trở về nghĩ biện pháp, mặt khác, ông ta còn nói ngài mau chóng rời khỏi nơi này. Muộn rồi cưng. Không đợi Dương Sách trả lời, một giọng nói vang lên trong đại sảnh. Bùi Đông Lai uyển chuyển như quỷ mị, từ sân thượng đi vào đại sảnh. Chấm chấm. Bá. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sắc mặt Trần Bưu biến đổi, theo bản năng hắn làm ra động tác quay người rồi rút súng. Không cần giãy giụa làm ma gì. Bùi Đông Lai không nhìn Trần Bưu, nhịp bước ổn định đi về phía Dương Sách. Tao có thể huyết tẩy Siberia dòng binh đoàn, giết ai cùng với bóp chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Lộp bộp. Trong lòng Trần Bưu chấn động, tay phải đang sờ khẩu súng trực tiếp cứng ngắc. Mặc dù hắn không biết Bùi Đông Lai nói chuyện một mình huyết tẩy Siberia dòng binh đoàn là thật hay giả, nhưng mà hắn biết Bùi Đông Lai ở trong sự mai phục hoàn hảo của dòng binh đoàn Siberia có thể bình yên vô sự còn sống mà dòng binh Siberia đoàn toàn quân bị diệt. Ngoại trừ việc đó, hắn còn biết Bùi Đông Lai là một cao thủ ám kính. Đối mặt với cao thủ ám kính, rút súng khoảng cách gần như thế tương đương muốn chết. Bù! Cuối cùng, Trần Bưu từng phục vụ trong bộ đội đặc chủng vẫn là rút súng ra, đem họng súng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Trần Bưu hạ súng xuống. Không đợi Trần Bưu bóp cò, sắc mặt Dương Sách phức tạp ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Đông Lai một cái, thanh âm khàn khàn nói. Bù! Lúc Dương Sách mở miệng, cả người Bùi Đông Lai chợt lóe lên, giống như một trận gió lốc trong nháy mắt đã tới trước mặt Trần Bưu, tay phải thuận thế xuất ra, 5 ngón tay vươn ra. Một chảo vô cùng mạnh mẽ, đánh về hướng cổ tay của Trần Bưu. Mặt Trần Bưu liền biến sắc, theo bản năng muốn bóp cò súng. Đã muộn. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên giòn tan, cổ tay Trần Bưu bị Bùi Đông Lai trực tiếp bóp nát. Bá. Súng lục từ trong tay Trần Bưu rơi xuống, Bùi Đông Lai không có buông tay phải ra, mà là đưa chân nhấc lên, trực tiếp đá khẩu súng lục lên, dùng tay trái bắt được. Trần Bưu vừa muốn giãy giụa, lại thấy Bùi Đông Lai đem nòng súng đen nhánh nhắm ngay trán của hắn. Cảm nhận được nòng súng truyền đến cảm giác lạnh như băng, Trần Bưu giống như là bị trúng thuật định thân cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Tao nhớ là, ta đã nói trước mặt mày rằng bản thân tao không thích bị người khác dùng súng chĩa vào. Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh nhìn Trần Bưu, hời hợt nói. Một chút như thế mà mày cũng không nhớ. Dứt lời. A. À, Bùi Đông Lai buông tay phải ra. Bàn tay đập vào ngay ngực của Trần Bưu. Răng rắc. Thanh âm xương gãy một lần nữa vang lên, lực đạo kinh khủng đánh nát xương sườn Trần Bưu làm cho Trần Bưu bị chấn bay ra ngoài. Bịch. Thân thể Trần Bưu hung hăng đụng vào trên vách tường, phát ra một thanh âm trầm muộn, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất không dậy nổi, cả người hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Dễ dàng giải quyết Trần Bưu, Bùi Đông Lai trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dương Sách. Nhận thấy được Bùi Đông Lai ngồi xuống cạnh mình, thân thể Dương Sách run lên kịch liệt, trở nên cực kỳ cứng ngắc. Mày không cần khẩn trương, Diêm Vương gia đang chờ mày.
Bùi Đông Lai tiện tay đem súng lục để trên bàn trà, cầm lấy gói thuốc là trên bàn, rút ra một điếu rồi đốt lên, hướng về phía Dương Sách phun ra một ngụm sương khói. Hô! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Dương Sách hung hăng phun ra một ngụm khó chịu, giống như là một hơi đem toàn bộ sợ hãi trong nội tâm phun ra ngoài, cả người lại dần dần chấn định lại. Nói đi, sao mày lại hợp tác với Nạp Lan Minh Châu? Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói, giọng nói bình tĩnh mở miệng. Không cần cố gắng lừa tao, cũng không cần giữ lại điều gì. Điều ấy chỉ khiến mày chết thống khổ hơn mà thôi. Chỉ cần mày đáp ứng một cái điều kiện của tao, tao liền sẽ toàn bộ mọi chuyện cho mày biết. Hai mắt Dương Sách phiếm hồng nhìn khuôn mặt của Bùi Đông Lai, thanh âm khàn khàn nói. Bùi Đông Lai nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã bình tĩnh trở lại của Dương Sách, mỉm cười nói. Mày cho rằng mày còn có tư cách bàn điều kiện với tao sao? Dương Sách trầm mặc. Nếu như điếu thuốc trong tay tao cháy hết, mày vẫn không muốn nói hết thảy cho tao biết thì tao đảm bảo rằng mày sẽ van xin tao giết mày. Thanh âm vừa dứt, Bùi Đông Lai dùng sức hút một hơi thuốc thật sâu, điếu thuốc trực tiếp bị đốt hết một phần, chỉ còn lại nửa đoạn. Ánh lửa tàn thuốc chiếu rọi cặp mắt kia của Bùi Đông Lai, đôi tròng mắt kia nhìn qua giống như là đang nhìn người chết, không mang theo bất cứ tia sắc thái cảm tình nào. Đây là chuyện giữa tao và mày, không cần hạ thủ đối với phụ thân của tao. Dương Sách cắn răng nói. Ách, nghe được cái điều kiện này của Dương Sách, đôi mắt Bùi Đông Lai hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có tỏ thái độ. Đáp ứng tao. Hô hấp của Dương Sách trở nên có chút dồn dập. Lời hứa của tao đối với địch nhân so sánh với trinh tiết của gái điếm còn rẻ hơn. Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc. Hô, hô. Thấy Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc, trái tim của Dương Sách treo lên tới cổ họng, cảm xúc sợ hãi một lần nữa hiện lên trên mặt hắn. Hắn liên tục hít sâu hai hơi, sau đó không đợi Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa, liền chủ động nói. Nạp Lan Minh Châu chẳng qua chỉ là bù nhìn của Diệp Tranh Vanh. Tiếp tục, lại một lần nữa nghe được cái tên Diệp Tranh Vanh này, ánh mắt Bùi Đông Lai khẽ híp vào một chút. Nạp Lan Minh Châu lợi dụng đại kỳ của Diệp ra đả động tao, tao ở Ngưu Thủ Sơn đánh chặn đường đối phó với mày đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh. Lợi dụng Ngưu Chí Quân bắt mày. Đây là bước thứ hai trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh. Có lẽ là bởi vì sợ cái chết, có lẽ là biết đến lúc này, tất cả phản kháng cũng đều trở nên vô dụng, Dương Sách lựa chọn nói ra toàn bộ. Đem mày giao vào trong tay Trần Anh, lợi dụng tính tình ghét ác như cừu của Trần Anh đối phó với mày, đây là bước thứ ba trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh. Ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại. Lợi dụng Trần gia làm cho phụ thân mày là Bùi Vũ Phu xuất thủ, để cho Trần gia cùng Bùi Vũ Phu cá chết lưới rách. Đây là bước thứ tư trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh. Dương Sách thấy Bùi Đông Lai không có mở miệng, tiếp tục nói. Mày nên biết, Trần Anh là đồ đệ của Diệp Cô Thành. Nếu như phụ thân mày đối phó với Trần Gia hoặc là Trần Anh mà nói thì Diệp Cô Thành sẽ một lần nữa xuất thủ đối phó với phụ thân mày. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh, hắn tính toán đem mày cùng phụ thân mày một lưới bắt hết. Diệp Cô Thành. Bên tai vang lên cái tên này. Chân mày của Bùi Đông Lai trao lại. Hắn nghe Liễu Nguyệt kể lại, năm đó Bùi Vũ Phu bị Diệp Cô Thành cắt đứt một chân, cuối cùng mang theo hắn mai danh ẩn tích. Người nào nói cho mày biết chuyện Diệp Cô Thành là sư phụ của Trần Anh? Trầm mặc một hồi lâu, Bùi Đông Lai mở miệng hỏi. Dương Sách không có giấu giếm, mà là trước tiên đáp. Nạp Lan Minh Châu, Nga, không, chính xác ra là Ngưu Chí Quân. Lúc mới bắt đầu, tao cũng không biết toàn bộ kế hoạch của Diệp Tranh Vanh, chỉ biết bản thân bị Diệp Tranh Vanh biến trở thành pháo hôi, mà Ngưu Chí Quân lại biết tất cả. Điểm này đúng là chính miệng Nạp Lan Minh Châu nói cho Ngưu Chí Quân biết. Bùi Đông Lai lại một lần nữa trầm mặc. Trong lúc trầm mặc, hắn một lần nữa cầm lấy gói thuốc lá ở trên bàn, rút ra một điếu, đốt, hung hăng hút. Sương khói vần quanh ở trước người Bùi Đông Lai. Trong phút chốc, Dương Sách thấy gương mặt vốn đang bình tĩnh của Bùi Đông Lai hơi có vẻ dữ tợn hơn nữa một cỗ sát ý kinh khủng đột nhiên phát ra. Cảm nhận được sát ý hiện ra trên người Bùi Đông Lai, Dương Sách chỉ cảm thấy bộ ngực giống như là bị một tòa núi lớn đè nén, khó có thể hô hấp, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng rỉ ra từ trán của hắn, chậm rãi chảy xuống. Không riêng gì Dương Sách nhận ra, Trần Bưu nằm ở góc tường cũng nhận ra sát ý khiến cho hắn sợ hết hồn hết vía, vốn là hắn nằm đó thở hổn hển không nói,
trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu. Bởi vì, lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết, Bùi Đông Lai dám giết hắn và Dương Sách. Thật sự dám. Tao đã nói hết thảy những gì tao biết cho mày. Lúc Trần Bưu khẩn trương vạn phần, Dương Sách dùng hết sức chế trụ tâm tình sợ hãi trong nội tâm của mình, không để cho nó lan ra, nhưng mà khóe mắt của hắn đã giật giật lên. Xin mày đừng động thủ với phụ thân tao. Có thể. Bùi Đông Lai một lần nữa bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi mở miệng. Thật sự. Trên mặt Dương Sách hiện lên một tia vui mừng, dường như giờ khắc này hắn đã không để ý đến sinh tử của bản thân nữa, chỉ quan tâm Bùi Đông Lai có động thủ đối với Dương Viễn hay không. Hắn biết rõ, bởi vì có chút quy tắc, Bùi Đông Lai sẽ không đối phó với Dương Viễn giống như đối phó với hắn, nhưng mà hắn tin chắc, Bùi Đông Lai có Bùi Vũ Phu làm hậu thuẫn, muốn đùa chết Dương Viễn sắp lui về tuyến hai cũng không phải là việc khó. Tao chẳng những sẽ không động thủ với phụ thân mày, còn có thể tha cho mày một mạng. Bùi Đông Lai ngữ xuất kinh nhân. Bá! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Dương Sách trực tiếp bị dọa cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Hắn không tin Bùi Đông Lai sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao, chính là hắn đã lợi dụng dòng binh đoàn Siberia tiến hành ám sát Bùi Đông Lai, làm cho tổ chức huyết sát trong tay Bùi Đông Lai toàn quân bị diệt, cũng làm cho tổ chức Phong Diệp tổn thất hơn phân nửa. Không riêng gì Dương Sách không tin, ngay cả Trần Bưu bị thương không nhẹ cũng giống như là ban ngày nhìn thấy quỷ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bùi Đông Lai. Mày muốn tao làm gì cho mày? Khiếp sợ qua đi, Dương Sách đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt kích động hướng Bùi Đông Lai hỏi. Hiển nhiên, hắn không tin cõi đời này có bữa cơm trưa miễn phí, hắn càng không tin Bùi Đông Lai vô duyên vô cớ bỏ qua cho hắn. Thần phục ta! Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng. Giọng nói không thể nghi ngờ. Ách! Dương Sách há to mồm, nhất thời quên mất cả trả lời. Mày không có lựa chọn nào khác. Bùi Đông Lai đứng lên, nói. Đi theo tao. Bá! Dương Sách phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên, giống như là một con chó Trung Quốc đi theo chủ nhân, đi theo Bùi Đông Lai. Nửa giờ sau. Quý tỷ, đó là xe của Dương Sách. Tại bãi đậu xe khách sạn Hilton trong một chiếc Mercedes-Benz S350 đang đỗ, Ân Ly hướng về phía Quý Hồng nói. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Ân Ly, Quý Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng thấy chiếc xe Lincoln kia treo biển tứ quý 4 rõ ràng là của Dương Sách, chậm rãi đã tới bãi đậu xe. Chẳng lẽ hắn không có giết Dương Sách? Mắt thấy xe ô tô của Dương Sách dừng lại, Quý Hồng biết rõ Bùi Đông Lai tự mình đi đối phó với Dương Sách, chân mày khẽ trao lại, trong lòng thầm tự hỏi. Không có giết. Trong lòng Quý Hồng tuôn ra một cái đáp án khẳng định. Bởi vì, theo nàng xem ra, lấy thực lực hôm nay của Bùi Đông Lai, thần không biết, quỷ không hay chém giết Dương Sách là một việc rất dễ dàng. Dương Sách nếu không có chết, khẳng định là Bùi Đông Lai nương tay. Hắn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Quý Hồng mê hoặc. Hắc, xem ra Dương Sách có thể ở Hắc Đạo Nam Tô lấy thúng úp voi hoàn toàn là dựa vào nghĩa phụ cùng nhạc phụ hắn a. Một chút giác ngộ đem con bỏ chợ cũng không có. Cùng lúc đó, Nạp Lan Minh Châu đứng trước cửa sổ trong phòng tổng thống khách Hilton, thấy ô tô của Dương Sách tới, cho là Dương Sách chuẩn bị van xin nàng, cười khinh miệt, đột nhiên xoay người, vẻ mặt cao cao tại thượng nói với hộ vệ của nàng. Tôi không thích bị ruồi bỏ vây quanh, cậu đi xuống bảo với Dương Sách có bao xa thì cút bấy nhiêu. Rõ, tiểu thư. Tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu lĩnh mệnh lui ra. Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách bước vào khách sạn. Chấm chấm. Ân Ly, em nói xem hắn sẽ làm gì đối với người đàn bà Nạp Lan Minh Châu kia. Trong chiếc Mercedes-Benz S350, Quý Hồng nhìn Bùi Đông Lai cùng Dương Sách đi vào khách sạn Hy Nhĩ Đốn, vẻ mặt giống như có điều gì suy nghĩ, giống như là đang hỏi Ân Ly, hoặc cũng như đang hỏi chính nàng. Chuyện tình mà Quý tỷ không nghĩ tới, Ân Ly cũng không nghĩ ra. Ân Ly trầm mặc vài giây đồng hồ, nói. Bất quá, Ân Ly cảm thấy lấy phong cách làm việc của Bùi Thiếu, kết cục của Nạp Lan Minh Châu hẳn là rất thê thảm. Không chỉ là Nạp Lan Minh Châu, còn bao gồm cả Nạp Lan gia ở Đông Bắc. Trên mặt Quý Hồng ẩn hiện lên nụ cười nũng nịu. Đáng tiếc a, vốn là Nạp Lan gia có thể dựa vào Bùi gia mà vượt qua Sơn Hải Quan xuôi Nam. Thanh âm vừa dứt, Quý Hồng thổn thức một trận. Theo nàng xem ra,
Nạp Lan gia bởi vì Nạp Lan Trường Sinh cùng phụ thân của hắn ánh mắt thiển cận đi nhầm bước đầu tiên đưa đến sai lầm ngày hôm nay, hiện giờ Nạp Lan Minh Châu nơi đó đủ để đem Nạp Lan gia đưa vào vực sâu. Đồng thời hiểu được điểm này, trong đầu Quý Hồng không khỏi hiện ra một màn Bùi Vũ Phu giống như là thiên thần hạ phàm đánh bại sư phó cô độc phong ảnh của nàng, không nhịn được cười khổ không riêng gì Nạp Lan gia, sợ rằng trên cái thế giới này tất cả mọi người đều đánh giá thấp năng lực của Bùi Vũ Phu. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người đánh giá quá thấp Bùi Đông Lai. Dương tiên sinh. Trong lúc Quý Hồng âm thầm cảm thán, Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách dưới nụ cười chức nghiệp của tên bảo vệ ở bên trong, tiến vào khách sạn Hy Nhĩ Đốn, quản lý đại sảnh khách sạn trước tiên tiến lên nghênh đón, hướng Dương Sách vấn an. Đồng thời vấn an, hắn thuận tiện đánh ra một phen Bùi Đông Lai, trong lòng âm thầm tò mò Bùi Đông Lai rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến cho Dương Sách mánh khóe thông thiên ở Nam Tô này giống như là tiểu đệ đi theo ở phía sau. Đối mặt với vẻ mặt lấy lòng của quản lý đại sảnh, Dương Sách không để ý đến, nhưng là Bùi Đông Lai lại hướng tên quản lý đại sảnh lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nụ cười của hắn không có bởi vì thân phận thay đổi làm cho người ta có một loại cảm giác kiêu ngạo, mà là như trước giống nhau không cố ý, không làm bộ. Dương tiên sinh, vị tiên sinh này là... Mặc dù biểu hiện của Bùi Đông Lai rất nhẹ nhàng, làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi, chỉ là trực giác cùng lý trí nói cho người quản lý đại sảnh, thân phận Bùi Đông Lai tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung, nếu không thế cũng không thể nào khiến Dương Sách làm như thế. Không cần nói nhảm. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Dương Sách trầm giọng nói. Chúng ta cần đến phòng Tổng thống có việc cần làm, để cho người của ngươi cách xa một chút. Đã biết, Dương tiên sinh. Quản lý đại sảnh không dám nhiều lời mà là trước tiên đồng ý, trong đầu cũng hiện ra cái ngày Dương Sách thật cẩn thận đi theo phía sau Nạp Lan Minh Châu tới khách sạn. Bởi vì quản lý đại sảnh đối với hai người Bùi Đông Lai cùng Dương Sách phá lệ nhiệt tình cùng tôn kính. Những nhân viên khác đang làm việc trong khách sạn cũng giống như vậy, bọn họ sau khi nhìn thấy Bùi Đông Lai cùng Dương Sách vội vàng dừng bước lại, khẽ khom người nở ra nụ cười sáng lan, nghênh đón hai người. Rất nhanh, Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách đi tới cửa thang máy, Dương Sách chủ động tiến lên hai bước, ấn nút mở cửa. Đinh! Kèm theo một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Bá! Trong thang máy... Tên hộ vệ của Nạp Lan gia dựa theo chỉ thị của Nạp Lan Minh Châu muốn cho Dương Sách có bao xa thì lăn bấy nhiêu, thấy Dương Sách giống như chó Trung Quốc đứng ở phía sau Bùi Đông Lai, con người đột nhiên lớn hơn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thân là hộ vệ của Nạp Lan gia tộc, hắn đối với Bùi Đông Lai cũng không xa lạ gì, ngược lại hắn trừ lần đầu tiên ở Nạp Lan trang viên chứng kiến Bùi Vũ Phu lúc ấy giống như một lão nông dân dế nhũi đánh cho Nạp Lan Trường Sinh như một con chó chết ngoài đường ra. Vẫn chịu trách nhiệm thu thập tin tức về Bùi Đông Lai cho Nạp Lan Minh Châu, cho nên hắn đối với bộ dạng của Bùi Đông Lai có thể nói là khắc sâu trong lòng. Ở dưới dạng tình hình này, hắn ngạc nhiên thấy Dương Sách bị Nạp Lan Minh Châu bỏ rơi lại giống như một con chó Trung Quốc đi theo Bùi Đông Lai đến tìm Nạp Lan Minh Châu, điều này sao có thể khiến hắn không kinh ngạc. Ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng của hắn liền tuôn ra một cái trực giác không tốt. Chính là, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bùi Đông Lai liền dẫn đầu tiến vào thang máy, nhìn hắn một cái, nói. Đừng giãy giụa vô ích. Lộp bộp. Lời nói của Bùi Đông Lai càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu, trong lòng của hắn run lên, theo bản năng định móc súng, nhưng sau khi nghĩ đến Bùi Đông Lai hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ám kính, lại trực tiếp bỏ qua cái quyết định cực kỳ ngu xuẩn này. Bởi vì, hắn biết, trong khoảng cách ngắn này, Bùi Đông Lai có thể trước khi hắn rút súng. Đã giết hắn hơn 10 lần rồi. Hô, hô. Mắt thấy Dương Sách tiến vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu chỉ cảm thấy bộ ngực giống như là bị một tòa núi lớn đè ép, hô hấp trở nên dồn dập, không nói tóc gáy trên người trong nháy mắt dựng ngược lên, từ đầu đến chân có một cảm giác lạnh như băng. Hắn rất muốn gọi điện báo cho Nạp Lan Minh Châu, chỉ là, làm như vậy sẽ khiến Bùi Đông Lai động thủ đối với hắn, chỉ dám nghĩ đến trong lòng. Hắn không dám hành động như vậy. Một giây đồng hồ sau, thang máy bắt đầu từ từ đi lên, chạy thẳng tới tầng lầu dành cho phòng Tổng thống. Bùi Đông Lai đứng ở bên cạnh tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu, sắc mặt bình tĩnh trước sau như một. Chỉ là, vẻ mặt bình tĩnh kia rơi vào trong mắt tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu so với tử thần mỉm cười còn muốn kinh khủng hơn. Đinh! Thanh âm thanh thúy một lần nữa vang lên,
thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Bùi Đông Lai quay đầu nhìn tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thản nhiên nói. Anh có thể đi vào mật báo cho chủ tử của anh. Một lần nữa nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, vẻ mặt tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu một mảnh trắng bệch, hắn không dám nói gì, mà là run run hoạt động cước bộ, đi ra khỏi thang máy. Ba bước ngắn ngủn, đối với hắn mà nói, liền giống như mấy thế kỷ trôi qua vậy, một khắc kia khi hắn đi ra khỏi thang máy, cả người hắn thậm chí có loại cảm giác hư thoát. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi trong nội tâm, bước nhanh hướng về phía cửa phòng tổng thống. Mà Bùi Đông Lai lại mang theo Dương Sách không chút hoang mang từ trong thang máy đi ra. Rất nhanh, tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu đi tới cửa phòng tổng thống, không có giống như dĩ vãng đầu tiên là gõ cửa xin chỉ thị, mà là trực tiếp dùng thẻ mở cửa. Bên trong đại sảnh căn phòng, Nạp Lan Minh Châu ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, đang muốn uống, đột nhiên phát hiện tên hộ vệ chưa được sự đồng ý của nàng liền tự tiện mở cửa phòng, chân mày lập tức nhảy lên, giọng nói tương đối bất mãn. Mãn Giang, chẳng lẽ ngươi không biết trước khi vào cửa phải xin chỉ thị của ta sao? Tiểu thư, tên hộ vệ gọi là Mãn Giang trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói chuyện cũng không lưu loát. Nạp Lan Minh Châu cho là Mãn Giang biết sai, giọng nói hỏa hoãn hơn một chút. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Dương Sách đã đi chưa? Mãn Giang lắc đầu. Hắc, hắn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn chưa đổ lệ a. Thấy Mãn Giang lắc đầu, Nạp Lan Minh Châu trong lòng có chút tức giận, theo nàng xem ra Dương Sách mặc dù ở Hắc Đạo Nam Tô mánh khóe thông thiên nhưng là so với Thái tử Diệp Tranh Vanh, ngay cả chó cũng không bằng, mà nàng đại biểu cho Diệp Tranh Vanh mà đến, Dương Sách lại dám làm trái với ý nàng, lấy tính tình tâm cao khí ngạo của nàng có thể thoải mái sao? Tiểu thư, Dương Sách cùng Bùi Đông Lai cùng tới. Liên tục làm ra ba động tác hít sâu, cảm xúc của Mãn Giang ổn định hơn một chút, nói chuyện lưu loát hơn. Bất quá lúc đang nói chuyện vẻ sợ hãi trên mặt hết sức rõ ràng. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Mãn Giang, vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu nhất thời biến đổi. Anh nói Dương Sách hắn đi theo Bùi Đông Lai tới đây. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Nạp Lan Minh Châu đột nhiên đề cao thanh âm hỏi, giọng nói vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Vốn là, Dương Sách không nghe lời của nàng đã làm cho nàng hết sức khó chịu rồi. Hiện giờ xem ra Dương Sách chẳng những đem lời của nàng trở thành giám thúi, hơn nữa rất có thể lại lâm trận phản chiến đầu phục Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, dư quang trong ánh mắt nhìn thấy Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách đang sắp tới gần, Mãn Giang chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị định thân không thể nào di chuyển, chẳng qua là vẫn gật đầu một cách máy móc. Thấy Mãn Giang gật đầu, Nạp Lan Minh Châu tức giận thiếu chút nữa đập vỡ ly rượu trong tay. Nàng hiểu được vẻ mặt kinh hồn của Mãn Giang lúc trước không phải là vì tùy tiện xông vào phòng của nàng, mà là bởi vì biết được Bùi Đông Lai tới đây. Không phải là Bùi Đông Lai tới rồi sao? Anh làm gì mà bị dọa đến thành như vậy? Tức giận thật nhiều, Nạp Lan Minh Châu mặt lạnh dạy dỗ. Lần này, phát hiện Bùi Đông Lai đã tới rất gần, Mãn Giang không trả lời, mà là trực tiếp lui trở về phòng. Anh ở bên ngoài chờ tôi. Bùi Đông Lai thấy thế. Cũng không có cản trở Mãn Giang, cũng không có phòng ngừa Mãn Giang đóng cửa mà là quay đầu lại phân phó một câu đối với Dương Sách. Rõ, Bùi thiếu. Dương Sách liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cấp ra câu trả lời, Dương Sách liền dừng lại, mà Bùi Đông Lai thì đang đứng trước cửa phòng. Bùi Đông Lai, ta với cậu đã không có bất kỳ quan hệ gì, cậu đến tìm tôi làm gì? Thấy khuôn mặt của Bùi Đông Lai khiến mình chán ghét, Nạp Lan Minh Châu mặt lạnh. Trước tiên mở miệng không chút nào che giấu hận ý trong nội tâm. Có câu nói trả lễ lại, cô đại biểu cho Diệp Tranh Vanh đưa cho tôi một phần đại lễ, ta nếu như không đáp lại mà để cho cô rời đi, chẳng phải là nói Bùi Đông Lai này không biết cách làm người sao? Bùi Đông Lai cười cười, giọng nói bình tĩnh như trước, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Chẳng qua là, lời nói hời hợt kia của Bùi Đông Lai. Rơi vào trong tai Mãn Giang giống như là nói lên cái gì khiến cho Mãn Giang trong lòng chấn động, theo bản năng một lần nữa định rút súng. Lời của ta chưa bao giờ nói hai lần. Nhận thấy được tâm tư của Mãn Giang, nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai dần dần trở nên lạnh lẽo. Cút! Một tiếng cút hời hợt, rơi vào trong tai Mãn Giang, tựa như một đạo lôi điện kinh thiên động địa, khiến cho hắn sợ đến hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất,
Sau đó, nhận thấy được ánh mắt kia của Bùi Đông Lai nhìn như bình tĩnh trên thực tế lại không mang theo bất cứ tia sắc thái cảm tình nào. Hắn chỉ cảm thấy giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh toát, làm cho động tác móc sùng của hắn dừng lại, tay phải cứng ngắc trên không trung. Bùi Đông Lai, cậu! Mắt thấy Bùi Đông Lai vừa vào cửa liền kêu hộ vệ của mình cút, Nạp Lan Minh Châu giận đến sắc mặt xanh mét, bá một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Cút, hay là không cút? Bùi Đông Lai không để ý đến vẻ tức giận của Nạp Lan Minh Châu, chẳng qua là đầy hứng thú nhìn sang Mãn Giang. Không trả lời. Mãn Giang chỉ cảm thấy lời nói của Bùi Đông Lai giống như là mang theo ma lực nào đó, khiến cho hắn bị khống chế bước ra khỏi cửa phòng. Mãn Giang, anh! Nạp Lan Minh Châu thấy thế, liền giận dữ. Thật xin lỗi, tiểu thư. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, Mãn Giang hít sâu một hơi, nói. Tôi không muốn chết. Nạp Lan Minh Châu giận đến cả người run lên, thiếu chút nữa thì ngất đi. Không để ý tới Nạp Lan Minh Châu, Mãn Giang làm ra quyết định giống như là chạy trốn rời khỏi căn phòng. Trong lúc nhất thời, phòng tổng thống lớn như thế, chỉ còn lại hai người Bùi Đông Lai cùng Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan tiểu thư, có phải cảm thấy rất không thoải mái, rất ủy khuất? Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu giận đến muốn mắng cha mắng mẹ, vẻ mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh đi về phía ghế salon. Bởi vì theo ý của cô, hộ vệ của cô hẳn là nên trung thành đỡ cho chủ mà không phải lâm trận bỏ chạy. Hoặc là nói, hắn đã khiến cho cô cảm thấy mất mặt, khiến cho Nạp Lan gia mất mặt, có phải hay không? Bùi Đông Lai, mày đừng khinh người quá đáng. Nạp Lan Minh Châu giận đến run người nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia hận không được lập tức đem Bùi Đông Lai bầm thây vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng nàng. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, nhận thấy được hận ý ngập trời kia của Nạp Lan Minh Châu, Bùi Đông Lai sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh ghế salon, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên nói. Khinh người quá đáng, Nạp Lan tiểu thư. Ta chỉ khiến cho hộ vệ của cô làm ra lựa chọn thông minh nhất mà thôi, vậy cũng là khinh người quá đáng sao? Mày! Một lần nữa Nạp Lan Minh Châu giận đến cả ngươi run lên, không biết nên phản bác như thế nào. Nói khinh người quá đáng, phải là Nạp Lan tiểu thư hoặc là Nạp Lan gia các cô mới đúng. Bùi Đông Lai vừa nói, dừng lại một chút, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi đốt, nhẹ nhàng mà hít một hơi, phun ra một ngụm sương khói. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Minh Châu, nói. Năm đó, Nạp Lan Trường Sinh bái ông nội ta để học nghệ, sau khi học được công phu, trở lại Nạp Lan gia đại triển quyền cước, áp bức những thúc thúc kia của cô trở thành gia chủ đời này của Nạp Lan gia. Bùi Đông Lai, không phải hôm nay mày tới tìm tao là vì nói những chuyện cũ năm xưa đấy chứ? Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh Châu cười, cười đến rất khinh thường. Mày có phải muốn nói phụ thân ta nên cảm kích mày cùng Bùi Vũ Phu hay không? Theo lý thuyết, Nạp Lan Trường Sinh có thể trở ra chủ Nạp Lan gia, ông nội của ta có một nửa công lao, hắn hẳn là nên cảm ơn. Nhưng mà hắn không có, 18 năm trước, lúc phụ thân ta ở thời điểm khó khăn nhất, hắn lại lựa chọn làm rùa rút đầu. Sương khói vần quanh khuôn mặt của Bùi Đông Lai, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, giọng nói không nóng không lạnh. Giống như là đang nói đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn không cảm ơn thật ra thì cũng không có gì, dù sao, ban đầu phụ thân ta chọc tới chính là Diệp gia. Chẳng qua là, 18 năm sau hắn không nên muốn làm kỹ nữ mà lại muốn lập đền thờ. Bùi Đông Lai, mày! Nạp Lan Minh Châu thấy Bùi Đông Lai nói năng lỗ mãng, lập tức vươn ra đầu ngón tay chỉ vào Bùi Đông Lai. Nạp Lan Trường Sinh vì muốn chữa bệnh cho cái lão bất tử Nạp Lan Dịch Đức kia mà quỳ gối đi cầu Miêu lão gia tử, chỉ là Miêu lão gia tử không để cho hắn mặt mũi, bất đắc dĩ, hắn lại tìm đến phụ thân ta, nói Nạp Lan gia từng bất nhân, sau này sẽ không bất nghĩa. Bùi Đông Lai hoàn toàn không thấy Nạp Lan Minh Châu kêu gào, mà là tiếp tục nói. Phụ thân ta nhớ lại ân tình năm xưa của Nạp Lan Trường Sinh nên một lần nữa ra mặt giúp Nạp Lan gia các cô một lần nữa. Bởi vì phụ thân ta mở miệng nên Miêu lão gia tử liền chữa bệnh cho cái lão bất tử Nạp Lan Dịch Đức kia, để cho hắn tiếp tục sống trên thế giới này. Sau đó, lão tử của cô Nạp Lan Trường Sinh vì muốn thực hiện cái hứa hẹn kia nên nói với phụ thân ta hôn ước giữa ta và cô. Bùi Đông Lai nói tới đây, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, tiếp tục nói. Khi đó, lúc cô biết được hôn ước, bởi vì cảm thấy phụ thân ta đã không còn phong quang như ngày xưa,
không thể mang đến lợi ích cho Nạp Lan gia các cô. Bởi vì cô cảm thấy ta Bùi Đông Lai chính là một tên phế vật, không xứng với người đại tiểu thư Nạp Lan gia cao quý, cho nên trong lúc ta không biết tình huống cô đã một mình chạy đến Trầm Thành cùng phụ thân ta giải trừ hôn ước. Hơn nữa lúc ta và ngươi vô tình gặp nhau, vì chứng minh ngươi là tiểu thư Nạp Lan gia cao quý nên cô nhục nhã ta một phen, biến ta trở thành trò cười giữa thiên hạ. Cố ý trong lúc ta khó khăn nhất thì cô nói gì nhỉ? À, chỉ cần ta có thể trở thành trạng nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô liền gả cho ta, nói, có đúng không? Bùi Đông Lai, rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Mắt thấy Bùi Đông Lai nhắc lại chuyện xưa, Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn nóng nảy. Sau đó, ta trở thành trạng nguyên cả nước. Bùi Đông Lai miệng hút điếu thuốc, như cũ không nóng không lạnh nói. Sau khi cô biết được ta trở thành trạng nguyên cả nước, cô nóng vội, người sợ chuyện cô đi tìm phụ thân ta từ hôn sẽ bị phụ thân cô biết. Vì muốn che giấu sai lầm của cô, vì chứng minh phế vật như ta quả thật không xứng với cô, vì không muốn thực hiện ước định ban đầu nên cô đem Lâm Phong của Lâm gia dẫn tới Nạp Lan Sơn Trang, khiến Nạp Lan Trường Sinh hám lợi thay đổi chủ ý, lựa chọn vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Soảng! Nạp Lan Minh Châu đột nhiên ném ly rượu đỏ trong tay, ném đến vỡ nát bấy, sắc mặt nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, nói. Đủ rồi, Bùi Đông Lai, ta nói cho mày biết, ta chính là xem thường mày, ở trong lòng ta mày chính là một tên phế vật. Trước kia là thế, bây giờ cũng thế, tương lai cũng vậy. Thế thì sao nào? Nạp Lan tiểu thư, chẳng lẽ cô không cảm thấy có mấy lời nói đó, lúc làm một ít chuyện sẽ cảm thấy khá hơn một chút sao? Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười, một chút cũng không thèm để ý đến lời nói chói tai của Nạp Lan Minh Châu. Lần này, Nạp Lan Minh Châu không có quát lên như sấm, mà là theo bản năng hỏi. Mày muốn làm gì? Thật ra thì, vô luận là lợi thế của cô cũng tốt. Dù là tầm nhìn ông già của cô hạn hẹp cũng được, ta cùng phụ thân ta đều là không thèm để ý. Ân, giống với như cô làm thôi, ta chỉ phải đi thỏa mãn nguyện vọng của cô, không hề với cao tới đại tiểu thư Nạp Lan gia, giải trừ hôn ước của chúng ta. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo nói. Vốn là, nếu các người tiếp nhận cái kết quả này, thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là cô lại đi tìm Lâm Phong đến làm bia đỡ đạn thật không vui a, hắn cố chấp nhảy ra đùa bỡn. Không chỉ như thế, Nạp Lan Trường Sinh nghĩ đến muốn liếm đầu ngón chân của Lâm gia nên trực tiếp trở mặt, lộ ra diện mục kỹ nữ chân chính, lấy oán báo ân, đứng ở phía đối lập với ta cùng phụ thân ta, kết quả chọc giận phụ thân ta, bị phụ thân ta lập tức phế đi công phu. Bùi Đông Lai, ta cho mày biết, chuyện mày vũ nhục ta cùng Nạp Lan gia, sớm muộn gì ta cũng trả lại cho mày cùng Bùi Vũ Phu. Nghe được Bùi Đông Lai nhắc tới chuyện Nạp Lan Trường Sinh bị đánh thành phế nhân, hận ý của Nạp Lan Minh Châu ngập trời. Mày đừng tưởng rằng Bùi Vũ Phu có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho mày biết, nếu như Bùi Vũ Phu thực sự là lợi hại như vậy thì 18 năm trước hắn cũng sẽ không bị Diệp Cô Thành đánh gãy một chân, giống như chó nhà có tang mà cút khỏi Yên Kinh, từ đó mai danh ẩn tích, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện gặp người khác. Nạp Lan Minh Châu, thật ra cô không nhớ kỹ lời ta nói. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu lên tiếng vũ nhục Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, giọng nói lạnh dần. Ta nói với cô nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết Bùi gia chúng ta không có bất kỳ lỗi lầm nào với Nạp Lan gia các cô, ngược lại, không chỉ một lần giúp đỡ Nạp Lan gia các cô. Nhưng mà Nạp Lan gia các phê vì lợi ích, lấy oán báo ân, cuối cùng chịu hậu quả, không thể trách người khác được. Hắc, Bùi Đông Lai, mày nói nhiều chuyện tình cảm như vậy chỉ là muốn chứng minh mày cùng phụ thân của mày là chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc a. Nạp Lan Minh Châu không ngừng cười lạnh. Bùi Đông Lai cũng cười. Nạp Lan gia có thể không cảm ơn, nhưng là không thể lấy oán báo ơn. Tất cả mọi chuyện đều là Nạp Lan gia các cô tự gây nghiệt. Bá! Thanh âm vừa dứt, Bùi Đông Lai trực tiếp đứng lên. Bùi Đông Lai, mày đừng tưởng rằng có Bùi Vũ Phu là chỗ dựa cho mày. Mày có thể muốn làm gì thì làm. Làm như nhận thấy được Bùi Đông Lai muốn động thủ, Nạp Lan Minh Châu giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, tiếng nói bén nhọn, hô lên. Lần này ta tới Giang Ninh chính là nhận được ủy thác của Diệp Thiếu Gia. Nếu mày dám động đến một đầu ngón tay của ta, Diệp Thiếu Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Phải không? Bùi Đông Lai cười, hắn một bên cười, vừa đi về phía Nạp Lan Minh Châu. Bùi Đông Lai, ta khuyên mày đừng nên đùa với lửa giận của Diệp Thiếu gia không phải bản thân mày có thể thừa nhận được.
Mắt thấy Bùi Đông Lai đi tới, trên mặt Nạp Lan Minh Châu hiện ra một tia kinh hoàng, bất quá lại vẫn như cũ kêu gào nói. Cũng như vậy, lửa giận của Diệp gia cũng không phải là Bùi Vũ Phu có thể thừa nhận. 18 năm trước chính là ví dụ tốt nhất. Bộp, bộp. Không trả lời, Bùi Đông Lai chỉ là một bước rồi lại một bước đi về phía Nạp Lan Minh Châu. Bùi Đông Lai, rốt cuộc mày muốn làm gì? Dường như là đã cảm nhận được vẻ tức giận sâu trong nội tâm Bùi Đông Lai, vẻ kinh hoàng trên mặt Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng hiện ra, lúc nàng nói chuyện không kìm lòng được mà di chuyển bước chân về phía sau, cố gắng tránh xa Bùi Đông Lai một chút. Vẫn im lặng như cũ, Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Châu, thưởng thức vẻ mặt biến hóa của Nạp Lan Minh Châu, tiếp tục đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Sau khi qua bước năm bước, Nạp Lan Minh Châu hoảng sợ đã thối lui đến trước cửa sổ, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bùi Đông Lai, mày cút cho ta, cút ngay đi. Nạp Lan Minh Châu miễn cưỡng ổn định thân hình, hai tay theo bản năng che lên ngực, hét lớn. Bùi Đông Lai lại cười một lần nữa, nụ cười kia khiến cho Nạp Lan Minh Châu không rét mà run. Nạp Lan Minh Châu, ta nói rồi, cô đại biểu cho Diệp Tranh Vanh tặng ta một phần đại lễ, ta hẳn là phải cho các người một chút lòng thành. Lộp bộp, một lần nữa nghe được những lời này của Bùi Đông Lai, nhìn thấy khuôn mặt Bùi Đông Lai đã gần trong gang tấc, Nạp Lan Minh Châu bị hù dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá rất nhanh, trong nội tâm nàng vừa động, nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt một lần nữa hiện ra nụ cười khinh thường. Bùi Đông Lai, không phải mày muốn lấy được thân thể của ta sao? Phải dùng tới một đống lý do như vậy, có giống với chính nhân quân tử sao? Ta cho mày biết. Mày trước kia ở trong lòng ta chính là một tên tiểu nhân âm hiểm hèn hạ, hiện tại lại càng như. Mặc dù mày mạnh mẽ cưỡng đoạt thân thể của ta, vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường mày thôi, ở trong lòng ta mày vĩnh viễn chính là phế vật, đồ bỏ đi. Mặt khác, mày sẽ phải thừa nhận lửa giận của Diệp thiếu gia. Nạp Lan Minh Châu thấy Bùi Đông Lai đứng ở trước người của nàng, trái tim treo lên tới cổ họng, giống như là sắp bị hiếp. Giống như một hoàng hoa đại khuê nữ, hai tay che ngực. Chân kẹp lại, bảo vệ trinh tiết, lớn tiếng giống giận. Mạnh mẽ cưỡng đoạt thân thể của cô, Nạp Lan Minh Châu, ta thật sự tò mò, rốt cuộc là cô dựa vào cái gì mà lại ảo tưởng như thế, lại tự cho mình là đúng như vậy. Đối mặt với khuôn mặt giận dữ của Nạp Lan Minh Châu, Bùi Đông Lai khẽ nghiêng thân thể về phía trước, ngưng mắt nhìn khuôn mặt sau khi trang điểm của Nạp Lan Minh Châu trong khoảng cách gần, giễu cợt nói. Nói khó nghe một chút. Thân thể mà cô vẫn lấy làm tự hào trong mắt ta so sánh với thân thể những tiểu thư gội đầu massage kia còn hèn hạ hơn. Cho dù cô khóc lóc, quỳ, van xin để cho lão tử chơi cô thì lão tử cũng nếch thèm. Đúng như lời của Nạp Lan Minh Châu, lúc Bùi Đông Lai là một tên phế vật ở Trầm Thành, nàng cho rằng Bùi Đông Lai không xứng với nàng, là thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sau này khi Bùi Đông Lai thi được 745 điểm đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học cả nước, trong nội tâm nàng vẫn cho là Bùi Đông Lai trừ thành tích học tập tốt ra thì cũng chỉ một tên phế vật, căn bản không có tư cách để xứng với nàng. Thậm chí khi nàng biết được Bùi Đông Lai lấy phương thức không thể tin nổi quật khởi ở vùng châu thổ Trường Giang, nàng vẫn xem thường Bùi Đông Lai. Bởi vì, nàng cảm thấy Bùi Đông Lai có thể quật khởi hoàn toàn là bởi vì có Bùi Vũ Phu chống lưng, nếu như không có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai không làm được, còn nữa nàng đã trở thành người tâm phúc bên cạnh Thái tử Diệp Tranh Vanh. Ở nàng xem ra cho dù có Bùi Vũ Phu chống lưng thì so với Diệp Tranh Vanh mà nói thì Bùi Đông Lai không đáng được nhắc tới. Bởi vì có loại tâm lý này, cho nên khi Bùi Đông Lai từng bước ép tới nàng, lúc cách nàng không tới nửa thước, nàng vẫn như cũ tự cao tự đại như thế, cho dù Bùi Đông Lai có quất nàng đi chăng nữa. Ở dưới dạng tình hình này, câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai giống như là một cái chủy thủ sắc bén đâm vào nơi sâu nhất trong nội tâm của Nạp Lan Minh Châu. Đem lòng kiêu ngạo mà nàng tự cho là đúng đâm nát thành từng mảnh nhỏ, làm cho vẻ mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, thân thể run run không ngừng. Ha ha! Chẳng qua là... Mười mấy giây đồng hồ sau, Nạp Lan Minh Châu bị Bùi Đông Lai hung hăng vũ nhục bỗng nhiên cười phá lên ha ha, lúc nàng cười thì buông hai tay đang che trước ngực xuống, cố ý để lộ đỉnh nhọn nhô lên trước ngực, sắc mặt khinh miệt nhìn Bùi Đông Lai, gần từng chữ. Bùi Đông Lai, không phải là mày không muốn. Mà là mày không dám. Bởi vì mày biết ta là nữ nhân của Diệp thiếu gia, mày sợ Diệp thiếu gia trả thù. Mà sự trả thù của Diệp thiếu gia hay là cả Diệp gia, mày cùng Bùi Vũ Phu không thể chịu nổi. Thật không?
Bùi Đông Lai cũng cười, đồng thời lúc hắn mỉm cười, cũng không quay đầu lại mà hô. Dương Sách, mày vào đây cho tao. Két. Tại cửa gian phòng, Dương Sách chờ trực đã lâu, đột nhiên nghe được Bùi Đông Lai gọi vào thì giống như là nô lệ nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, không nói hai lời liền đẩy cửa bước vào. Bùi thiếu. Đi vào phòng, Dương Sách trước tiên hướng về phía Bùi Đông Lai cúi người chào 90 độ, thái độ vô cùng cung kính. Dương Sách, mày lại dám phản bội Bùi thiếu gia, về phe với tên phế vật Bùi Đông Lai này. Mắt thấy Dương Sách giống như là nô tài nhìn thấy chủ nhân hành lễ với Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh Châu giận đến mức cắn răng. Phải biết rằng lần đầu tiên lúc Dương Sách đối diện với nàng thì hắn cũng không có ăn nói khép nép như vậy. Nạp Lan Minh Châu, cô nói lão tử phản bội Diệp Tranh Vanh. Ta nhổ vào, con mẹ nó hắn lợi dụng lão tử xong, đá lão tử một cước văng ra, để cho lão tử tự sanh tự diệt, ta thần phục Bùi thiếu, cái này mà là phản bội sao? Tự ý nào đó mà nói, hận ý của Dương Sách đối với Nạp Lan Minh Châu so với hận ý với Bùi Đông Lai chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc này nghe được lời nói của Nạp Lan Minh Châu thì cơn tức giận trong lòng hắn dâng lên, đồng thời vĩ nghĩ tại trước mặt Bùi Đông Lai biểu hiện một chút mà làm ra phản kích. Tốt, 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 rất tốt. Nghe được Dương Sách mắng cha chửi mẹ, Nạp Lan Minh Châu giận đến cười lạnh. Dương Sách, mày làm rất khá. Chẳng qua là, không bao lâu sau, mày sẽ biết kết quả của việc phản bội Diệp thiếu gia. Đến lúc đó, ta bảo đảm, cái thế giới này không có ai có thể cứu được mày. Lộp bộp. Lời nói của Nạp Lan Minh Châu khiến trong lòng Dương Sách không khỏi run lên một chút. Mặc dù hắn đối với Nạp Lan Minh Châu hận thấu xương, nhưng mà trong lòng hết sức kiêng kỵ với Thái tử Diệp Tranh Vanh, còn về phần hắn thần phục Bùi Đông Lai, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Bùi Đông Lai, còn mày nữa, tiếp theo mày sẽ không may mắn như lần này nữa đâu. Nạp Lan Minh Châu thấy Dương Sách bị một câu nói của mình dọa cho sợ đến không dám nói tiếp nữa, khí thế bùng lên mãnh liệt, nhìn Bùi Đông Lai cười lạnh không ngừng. Bùi Đông Lai không để ý đến Nạp Lan Minh Châu, mà là xoay người đi tới bên cạnh ghế salon, một lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Dương Sách một cái, hời hợt nói. Dương Sách, Nạp Lan tiểu thư cho tới nay đối với vóc người cùng vẻ thùy mị của mình rất có lòng tin, hơn nữa lại tự xưng là nữ nhân của Diệp Đại Thiếu Gia. Cậu có muốn thưởng thức tư vị đùa bỡn nữ nhân của Diệp Đại Thiếu Gia hay không? Vốn là Dương Sách trên đường đi tới đây thật tò mò, vì sao Bùi Đông Lai đột nhiên trong lúc đó lại muốn tha cho hắn, hiện giờ nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì hắn bừng tỉnh đại ngộ. Bùi Đông Lai muốn lợi dụng hắn đối phó với Nạp Lan Minh Châu, lấy đạo của người trị lại người, đồng thời cũng làm cho hắn hoàn toàn đắc tội với Diệp Tranh Vanh, sau này sẽ khăng khăng một mực làm chó cho Bùi Đông Lai. Sau khi hiểu được điểm này, trong con người Dương Sách hiện ra vẻ sợ hãi nồng đậm, sợ hãi thật nhiều. Cũng không dám trả lời câu hỏi của Bùi Đông Lai. Mà Nạp Lan Minh Châu giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị nhất trên cái thế giới này, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bùi Đông Lai, tựa hồ như đang hỏi, Bùi Đông Lai, mày dám? Tốt nhất là cường bạo nàng. Bùi Đông Lai đốt một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng giọng nói lại không thể nghi ngờ. Bùi Đông Lai, mày mà dám làm như vậy thì Diệp thiếu gia sẽ không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối sẽ không. Một lần nữa nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, không đợi Dương Sách làm ra lựa chọn, Nạp Lan Minh Châu giống như là bị kích động rất lớn, sắc mặt kích động vươn tay ra chỉ vào mặt Bùi Đông Lai, tiếng nói bén nhọn, giống như một con điên. Bùi Đông Lai không để ý đến Nạp Lan Minh Châu, chẳng qua là nhìn Dương Sách một cái. Chỉ nhìn một cái. Nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai, trong lòng Dương Sách chấn động kịch liệt, không dám nói nhảm, mà là cắn răng, đi thẳng đến chỗ Nạp Lan Minh Châu. Dương Sách, mày phải rõ ràng hiện tại mày đang làm cái gì. Lửa giận của Diệp thiếu gia mày không có cách nào thừa nhận đâu. Còn nữa, chẳng lẽ mày muốn liên lụy đến nghĩa phụ cùng nhạc phụ của mày sao? Mắt thấy Dương Sách hướng nàng đi tới, Nạp Lan Minh Châu giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhanh chóng dụ dỗ. Dương Sách, chỉ cần hiện tại cậu trợ giúp tôi đối phó với tên vương bát đản Bùi Đông Lai này, sau này trở về tôi nhất định sẽ tiến cử cậu với Diệp thiếu gia. Không để ý đến. Dương Sách rất rõ Diệp Tranh Vanh cùng Bùi Đông Lai hắn đều không đắc tội nổi. Đắc tội Diệp Tranh Vanh thì hắn còn có thể được Bùi Đông Lai che chở mà sống sót. Đắc tội với Bùi Đông Lai thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng lập tức hắn sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Bùi Đông Lai.
mắt thấy Dương Sách đã bất chấp bất cứ giá nào rồi, Nạp Lan Minh Châu rốt cục cũng sợ hãi, trên mặt của nàng toát ra sợ hãi nồng đậm, cả người dựa vào trên cửa sổ, cả người run rẩy nhìn Bùi Đông Lai, cố gắng nói cái gì đó nhưng là bởi vì nguyên nhân quá mức sợ hãi lúc hô lên cái tên Bùi Đông Lai xong thì một câu cũng không nói ra được. Ta biết, cô định nói, cô là nữ nhân của Diệp Tranh Vanh, ta động vào cô thì Diệp Tranh Vanh nhất định sẽ trả thù ta. Nói thật, tai ta nghe nhiều quá nên đã bị điếc rồi. Bùi Đông Lai nhìn Nạp Lan Minh Châu vùng vẫy giấy giụa, thản nhiên nói. Cô đã cảm thấy ta không dám đắc tội Diệp Tranh Vanh, như vậy hiện tại cô gọi điện thoại cho Diệp Tranh Vanh, hãy nói ta muốn tìm người để cường bạo cô. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì trong lòng Nạp Lan Minh Châu không khỏi động, giống như là một người điên nàng bước nhanh tới bên cạnh bàn trà, một tay nhấc lên điện thoại di động, tìm kiếm số điện thoại của Diệp Tranh Vanh, rồi bấm. Mặc dù nàng không có hoàn thành nhiệm vụ lần này Diệp Tranh Vanh phân phó cho nàng nhưng nàng nhớ được, Diệp Tranh Vanh cũng không có trách tội nàng. Ở dưới dạng tình hình này, nàng tin chắc Diệp Tranh Vanh sẽ bảo vệ nàng. Đô, đô. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, Nạp Lan Minh Châu giống như người bắt được ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, kích động đến không gì sánh kịp, đồng thời sắc mặt hận ý nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, thanh âm khàn khàn nói. Bùi Đông Lai, rồi mày sẽ phải hối hận. Không trả lời, Bùi Đông Lai chẳng qua là dùng ánh mắt ý bảo Dương Sách trước tiên không nên hành động. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không bắt máy. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, trong ống nghe truyền ra giọng nói dễ nghe của tiểu thư trực đài làm cho vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu trong nháy mắt đọng lại. Hô, hô. Ngay sau đó, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa, Nạp Lan Minh Châu thở hổn hển, một lần nữa bấm số điện thoại của Diệp Tranh Vanh. Lúc này đây, nàng không hề kích động giống như lúc trước, ngược lại trái tim của nàng trực tiếp treo tới tận cổ họng hơn nữa hô hấp lại trở nên dồn dập, tay phải cầm điện thoại giống như bị chạm điện vậy, không ngừng run lên. Đô, đô, thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Giọng nói của tiểu thư trực đài lại vang lên một lần nữa, cho cả người Nạp Lan Minh chấn động kịch liệt sau đó cả người giống như mất hết sức lực vậy, trực tiếp ỉu xìu. Bùi Đông Lai thấy thế, chậm rãi bóp tắt điếu thuốc. Trong đôi mắt hiện lên cử động của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh cảm giác phần kiêu ngạo kia trong lòng mình bị dẫm đạp đến nát bấy, cả người trở nên vô cùng kích động, một lần nữa lớn giọng hét lên. Bùi Đông Lai, Diệp thiếu gia chẳng qua là không tiện nghe điện thoại lúc này mà thôi. Cùng lúc trước bất đồng, giờ khắc này trên khuôn mặt Nạp Lan Minh Châu không có nửa điểm kiêu ngạo, có chẳng qua là kinh hoàng, thế cho nên nàng rất lo lắng, câu nói kế tiếp thậm chí ngay cả chính nàng cũng đều không có nghe được. Bởi vì, nàng biết cùng lần đầu tiên bất đồng, lần vừa rồi, không phải là Diệp Tranh Vanh không nghe điện thoại, mà là thấy số điện thoại của nàng gọi đến, liền cúp máy. Đồng dạng, nàng còn biết, nàng có thể với tới Diệp Tranh Vanh không phải là cái mà rất nhiều người suy đoán Diệp Tranh Vanh có hứng thú đối với thân thể của nàng. Ngược lại, nàng không chỉ một lần muốn dang rộng hai chân ra với Diệp Tranh Vanh. Nhưng mà đối với thân thể của nàng thì Diệp Tranh Vanh không có một chút hứng thú. Lúc trước nàng nói mình là nữ nhân của Diệp Tranh Vanh, chẳng qua là vì hù dọa Bùi Đông Lai mà thôi. Ở dưới dạng tình hình này, Diệp Tranh Vanh từ chối không tiếp điện thoại của nàng thì nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu sững sờ ngay tại chỗ, Bùi Đông Lai dùng ánh mắt ý bảo Dương Sách. Nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai, Dương Sách không nói lời nào, tiến lên một bước, vươn tay, một phát nắm được tóc Nạp Lan Minh Châu, dùng sức kéo đi. A, Nạp Lan Minh Châu bị Dương Sách một phát kéo đến trước người, hoảng sợ hét lên một tiếng, theo bản năng vung tay lên, hướng về phía Dương Sách hết tát lại cào, điện thoại di động cũng thuận thế bị nàng ném tới trên ghế salon. Đối mặt với Nạp Lan Minh Châu đang giãy giụa, Dương Sách đã làm ra quyết định, hắn không hề lo lắng sợ Diệp Tranh Vanh trả thù mà động chân tay, liền kích phát hận ý trong nội tâm đối với Nạp Lan Minh Châu, không nói lời nào, giơ tay lên tát cho phát. A. Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy, Nạp Lan Minh Châu bị một cái tát của Dương Sách đánh ngã xuống đất. T. Thấy Nạp Lan Minh Châu ngã xuống đất, Dương Sách không dừng lại, liền nhào tới trên người Nạp Lan Minh Châu, một tay kéo áo khoác của Nạp Lan Minh Châu, xé nát áo ở bên trong. Mất đi áo khoác cùng áo dài che phủ, nửa người trên của Nạp Lan Minh Châu chỉ còn lại có một chiếc áo ngực lây màu đen chống đỡ hai cái bánh bao trước ngực, nàng tiếp tục dùng hai tay hướng Dương Sách tát. Cấu loạn lên,
vô lực phản kháng, lời nói đứt quãng không mạch lạc. Diệp, Diệp thiếu gia sẽ giết chúng mày. A, à, trả lời Nạp Lan Minh Châu là một cái bạt tai vang dội. Một bạt tai khiến cho đầu óc của Nạp Lan Minh Châu choáng váng, ngậm miệng lại. Hai mắt Dương Sách đỏ ngầu, một phát giật cái quần của Nạp Lan Minh Châu xuống rồi nhanh chóng cởi quần của mình ra, móc súng phía dưới rồi thô lỗ dang rộng hai chân Nạp Lan Minh Châu. A, à, Bùi, Bùi Đông Lai, mày sẽ không được chết tử tế. Lúc Dương Sách hoành thương mà vào, Nạp Lan Minh Châu phát ra một tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, giống như là lệ quỷ, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai dùng một loại ánh mắt không đành thậm chí thương hại nhìn Nạp Lan Minh Châu một cái, sau đó dùng điện thoại di động của mình, bấm số điện thoại của Diệp Tranh Vanh. Hắn muốn cho Nạp Lan Minh Châu tuyệt vọng, sám hối hoàn toàn. Tinh linh 2. Bởi vì có ánh hào quang của Nạp Lan gia ở Đông Bắc, Nạp Lan Minh Châu đã đem mình trở thành cành vàng lá ngọc, trở thành Nạp Lan công chúa cao cao tại thượng, đối với những người theo đuổi xung quanh ngay cả con mắt cũng không nhìn một cái. Nàng cho rằng những người theo đuổi nàng ngay cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có. Sau đó, nàng tiến vào Yên Kinh, giống như trước gặp được rất nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu những công tử như Lâm Phong. Bởi vì gia thế sau lưng những công tử như Lâm Phong này, Nạp Lan Minh Châu không còn cảm thấy bọn họ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng mà nàng tự cho là bản thân mình bất phàm, vẫn không có đồng ý, ngược lại, những công tử ca kia theo đuổi nàng khiến cho lòng tự tin cùng kiêu ngạo trong nội tâm nàng tăng lên. Cho đến khi nàng gặp được Diệp Tranh Vanh. Sau khi nhìn thấy Diệp Tranh Vanh người giống như chân mệnh thiên tử, Nạp Lan Minh Châu mới có mục tiêu, nàng muốn làm nữ nhân của Diệp Tranh Vanh. Vì muốn thực hiện mục tiêu này, vì khiến cho Diệp Tranh Vanh chú ý, nàng không ngừng lượn lờ quanh kinh thành, bất quá, nàng vẫn bảo vệ trinh tiết của mình. Bởi vì, nàng muốn trinh tiết của mình trao cho Diệp Tranh Vanh, giống như trước nàng cảm thấy chỉ có Diệp Tranh Vanh mới có tư cách đoạt đi lần đầu tiên của nàng. Mà bởi vì ma xui quỷ khiến trở thành đại hồng nhân bên cạnh Diệp Tranh Vanh, sự tự tin cùng kiêu ngạo trong lòng Nạp Lan Minh Châu bành trướng tới cực điểm. Thế cho nên sau khi nàng nhìn thấy Dương Sách thì nàng hoàn toàn không có đem Dương Sách để vào trong mắt, thậm chí nàng đã đem Dương Sách trở thành một con chó Trung Quốc. Ở dưới dạng tình hình này, lúc này cảm nhận được phía dưới truyền đến cảm giác đau nhức, nàng liền biết lần đầu tiên của nàng định giữ lại cho Diệp Tranh Vanh đã bị con chó hạ tiện Dương Sách kia cướp đi. Nạp Lan Minh Châu chỉ cảm thấy sống không bằng chết, nàng dùng hết mọi lực lượng phản kháng, nhưng mà tất cả chỉ là phí công. Hưởng thụ lần đầu tiên của Nạp Lan Minh Châu, đối mặt với sự phản kháng của Nạp Lan Minh Châu, Dương Sách đang cưỡi ở trên người Nạp Lan Minh Châu lại không có một chút điểm khoái cảm cùng hưng phấn nào. Bởi vì, trong lòng của hắn tuôn ra một cái ý niệm đáng sợ, hắn đã triệt để đắc tội với Diệp Tranh Vanh, Bùi Đông Lai có giống với Diệp Tranh Vanh không, sẽ đem hắn bỏ rơi sao? Sẽ. Đây là đáp án trong lòng Dương Sách. Đáp án này khiến cho Dương Sách khủng hoảng. Thế cho nên hắn căn bản không có hưởng thụ cơn khoái cảm mà là máy móc di chuyển thân thể, đồng thời không nhịn được đem ánh mắt quăng về phía Bùi Đông Lai. Trên ghế salon, Bùi Đông Lai lặng lẽ ngậm lấy điếu thuốc, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, nghe thanh âm đô đô truyền vào trong tai, nhìn hết thảy chuyện xảy ra trước mắt, trên mặt không có đồng tình, không có nhân từ, không có kích động cùng hưng phấn, mà là khuôn mặt bình tĩnh không chút thay đổi. Ngoài ngàn dặm, Yên Kinh thành. Diệp Tranh Vanh đang đứng ở trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn đèn đuốc sáng trưng trong Tử Cấm Thành, cảm thụ được điện thoại di động rung lên, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn đã rõ tin tức của Bùi Đông Lai hiện nay nên hắn biết chủ nhân cuộc điện thoại chính là Bùi Đông Lai. Mà đúng như Nạp Lan Minh Châu nói lúc trước, bởi vì niềm kiêu ngạo thuộc về Diệp Đại Thiếu gia nên Diệp Tranh Vanh đã khinh thường, không muốn giao thủ cùng Bùi Đông Lai. Sau đó, khi biết được trong thời gian ngắn Bùi Đông Lai đã xưng bá hỗ hàng, hắn mới cảm thấy Bùi Đông Lai đáng giá để hắn xuất thủ chơi một chút. Cho nên, hắn mời tạo ra đại bố cục này, hoặc là nói là một hồi trò chơi. Hiện giờ, trò chơi kết thúc, Bùi Đông Lai thông qua cửa, trở thành người thắng. Vào lúc này, Bùi Đông Lai gọi điện thoại tới có dụng ý gì, Diệp Tranh Vanh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Vài giây đồng hồ sau, Diệp Tranh Vanh thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn một chút số điện thoại biểu hiện trên màn hình điện thoại di động. Cuối cùng lựa chọn nghe. Âu, xe, a, ư. Điện thoại vừa chuyển được, trong ống nghe liền truyền ra tiếng kêu sung sướng của một nữ nhân. Chỉ một lần,
Diệp Tranh Vanh liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này là Nạp Lan Minh Châu. Phát hiện này khiến trong tròng mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, bất quá, rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường. Bùi Đông Lai, cậu đang nếm quả ngọt thắng lợi sao? Giang Ninh, trong phòng tổng thống khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Sau khi Bùi Đông Lai nhận thấy được Diệp Tranh Vanh tiếp điện thoại, liền nói to lên. Diệp thiếu gia. Lúc này, giọng nói của Diệp Tranh Vanh thông qua loa ngoài vang lên truyền vào trong tai Dương Sách cùng Nạp Lan Minh Châu, làm cho hai người cùng dừng lại, không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về hướng Bùi Đông Lai. Sau phút ngây người ngắn ngủi, Nạp Lan Minh Châu xác định chủ nhân giọng nói vừa rồi đúng là Diệp Tranh Vanh, theo bản năng nàng muốn la lớn tiếng lên, hướng Diệp Tranh Vanh cầu cứu. Nhưng mà lời vừa lên đến khóe miệng thì nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, không dám gọi ra một tiếng. Bởi vì lý trí nói cho nàng biết, lấy phần kiêu ngạo cùng tự phụ kia của Diệp Tranh Vanh. Nếu để cho Diệp Tranh Vanh biết thân thể của nàng bị Dương Sách cưỡi lên, như vậy, đời này của nàng vĩnh viễn không thể nào trở thành nữ nhân của Diệp Tranh Vanh, thậm chí ngay cả cơ hội làm một cái bình hoa, một món đồ chơi cũng không có. Sau khi hiểu được điểm này, Nạp Lan Minh Châu không những đem lời nói đến khóe miệng nuốt xuống bụng, ngược lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, sắc mặt lo lắng nhìn Bùi Đông Lai. Giờ khắc này, trong ánh mắt nàng nhìn về Bùi Đông Lai không có khinh miệt, không có cao cao tại thượng, cũng không có hận ý, có chẳng qua là khẩn cầu. Khẩn cầu Bùi Đông Lai đừng nói chuyện này cho Diệp Tranh Vanh biết. Dường như đã sớm đoán được một màn này, Bùi Đông Lai dùng ánh mắt thương hại nhìn Nạp Lan Minh Châu một cái. Bùi Đông Lai. Đối với ta mà nói, chỉ có quyền lực mới có thể tượng trưng cho vinh quang cùng cường đại. Ngoài cái đó ra, nữ nhân, các nàng chỉ là những bó hoa tươi xinh đẹp, chỉ là đồ trang sức đối với vinh quang mà thôi, làm đẹp thêm cho vinh quang mà thôi. Thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, đầu bên kia điện thoại Diệp Tranh Vanh trầm mặc một hồi lâu, lại nói. Cái thế giới này, nữ nhân có thể sánh với Diệp Tranh Vanh ta không nhiều lắm, Tần Đông Tuyết coi như là một người. Cậu hiểu không, còn về Nạp Lan Minh Châu thì ngay cả tư cách làm đồ chơi cho ta cũng không có. Oanh! Lời nói hời hợt của Diệp Tranh Vanh, giống như một tia sét giữa trời nắng nổ vang bên tai Nạp Lan Minh Châu, hoặc là như một cái búa tạ, hung hăng đánh mạnh vào trái tim của nàng. Đem tự tin của nàng. Đem kiêu ngạo của nàng. Đem tia may mắn cuối cùng trong nội tâm của nàng. Toàn bộ đập nát bấy. Một cỗ khuất nhục cùng tuyệt vọng lan ra trong lòng của nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, thân thể cứng ngắc, hai mắt vô thần nhìn Bùi Đông Lai. Nạp Lan tiểu thư, chẳng lẽ cô không cảm thấy có mấy lời nói đó, lúc làm một ít chuyện sẽ cảm thấy khá hơn một chút sao? Ta mới vừa rồi nói với cô nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn nói cho người biết, Bùi gia chúng ta không có bất kỳ lỗi lầm nào với Nạp Lan gia các cô, ngược lại, không chỉ một lần giúp đỡ Nạp Lan gia các cô. Nhưng mà Nạp Lan gia các cô vì lợi ích, lấy oán báo ơn, cuối cùng chịu hậu quả. Không trách được người khác. Trong đôi mắt hiện ra khuôn mặt bình tĩnh như trước của Bùi Đông Lai, bên tai nhớ lại lời nói lúc trước của Bùi Đông Lai. Rốt cuộc Nạp Lan Minh Châu cũng hiểu được nguyên nhân những lời nói trước đó của Bùi Đông Lai. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đột nhiên Nạp Lan Minh Châu có cảm giác được rằng bản thân nàng giống như một con hề đang nhảy nhót trên sân khấu, giờ phút này, nàng đã lộ nguyên hình là một đứa hề. Dưới ánh đèn, nàng giống như là bị đánh cắp linh hồn. Hai mắt vô thần, mặt xám cho như người chết. Bùi Đông Lai, nói thật, ngay cả nữ nhân không xứng làm đồ chơi cho ta mà cậu cũng động tâm, ta thật lòng cảm thấy việc đem cậu trở thành đối thủ là chuyện tình ngu xuẩn nhất đời này của ta. Lúc này, giọng nói Diệp Tranh Vanh một lần nữa vang lên. Nếu như để cho Tần Đông Tuyết đau khổ chờ trực cậu bước vào Tử Cấm Thành biết chuyện này, nàng có hối hận không nhỉ? Giống như trước, một ngày kia khi nàng trở thành nữ nhân của ta. Nàng hẳn là nên may mắn không có trở thành nữ nhân của cậu, mà là may mắn trở thành nữ nhân của ta. Có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thật ra là ta còn rất tò mò, rốt cuộc Nạp Lan Minh Châu bằng vào cái gì, mà cứ một lần, lại một lần tự cho mình là đúng. Trên ghế salon, Bùi Đông Lai chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, cười. Hiện tại ta đã biết, nàng là học theo mày ngượng ngùng rồi, Diệp đại thiếu gia, ở trong lòng mày. Nạp Lan Minh Châu ngay cả tư cách làm đồ chơi cho ngươi cũng không có, thì ở trong lòng ta, thân thể của nàng so với thân thể của tiểu thư trên đường còn muốn rẻ hơn. Mày cảm thấy rằng tao sẽ đụng nàng ư? Ách! Bởi vì nghe được tiếng rên của Nạp Lan Minh Châu,
theo bản năng Diệp Tranh Vanh cho là Bùi Đông Lai đang hưởng trái ngọt thắng lợi, cưỡng đoạt thân thể Nạp Lan Minh Châu. Hiện giờ, Bùi Đông Lai nói như vậy cũng khiến cho Diệp Tranh Vanh khẽ ngơ ngác một chút. Diệp Tranh Vanh, tao biết nhất định mày đang hoài nghi lời nói của tao. Bùi Đông Lai dùng một loại ngữ khí giống như đang nói chuyện phiếm với lão bằng hữu nói. Nếu không, tao chụp mấy tấm ảnh cho mày nhìn xem nhé. Bá! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh Châu đã tuyệt vọng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Dương Sách lại bị hù dọa đến sắc mặt biến đổi không ngừng, trên mặt cũng tìm không được nửa điểm dục vọng nữa. À, thoạt nhìn nội tâm của mày đang dao động. Thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, vẻ mặt Bùi Đông Lai hờ hững, nói. Tao cũng không dối gạt mày, người cưỡng đoạt Nạp Lan Minh Châu chính là Dương Sách, ân, là một con cờ trong bàn cờ của mày, hoặc là nói một con chó của mày. Nhưng giờ đây hắn đã lựa chọn làm con chó của tao. Một lần nữa nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, sắc mặt Diệp Tranh Vanh rốt cục thay đổi, cảm xúc lo lắng một lần nữa hiện ra trên mặt hắn. Đối với hắn mà nói, mặc dù Nạp Lan Minh Châu ngay cả tư cách làm đồ chơi cho hắn cũng không có, nhưng mà dù sao Nạp Lan Minh Châu cũng là một con cờ của hắn. Mà Dương Sách cũng là một con cờ của hắn, thế nhưng hắn lại phản bội mình, trợ giúp Bùi Đông Lai. Điều này khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích. Bịch, bịch, bịch. Cùng lúc đó, sau khi nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Dương Sách bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng ngã quỵ xuống, dập đầu với Bùi Đông Lai, mỗi một lần dập đầu đều là ra hết sức. Bùi, Bùi thiếu, Dương Sách đúng là con chó của ngài, ngài để cho Dương Sách cắn người nào, Dương Sách liền cắn người đó. Sau mấy cái dập đầu, trán của Dương Sách bè bét máu, máu chảy không ngừng, nhưng mà hắn lại không để ý đến. Mà là hướng Bùi Đông Lai tỏ rõ lòng trung thành. Diệp thiếu gia, nghe được không, chó của mày lại muốn cắn ngược lại mày. Thấy bộ dáng ra sức dập đầu của Dương Sách, nghe những lời nói của Dương Sách, Bùi Đông Lai không nhịn được mỉm cười trêu ghẹo nói. Bùi Đông Lai, mày chớ vội đắc ý, trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Tranh Vanh giận đến không nhẹ, bất quá không có thể hiện trong giọng nói, ngữ khí của hắn vẫn tràn đầy cảm giác tự phụ. Tao nghĩ đồ trong tay tao, không có ai có thể cướp đi được, chuyện mà tao muốn làm thì không có ai có thể ngăn cản. Tần Đông Tuyết, nàng nhất định sẽ trở thành bó hoa tươi chúc mừng nghi thức lên ngôi của tao. Không có khả năng. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Bởi vì nàng sẽ trở thành bến cảng tình yêu của tao, còn mày sẽ trở thành hài cốt dưới chân của tao. Bởi vì nàng sẽ trở thành bến cảng tâm linh cho tao, mà mày sẽ trở thành hài cốt dưới chân của tao. Bên tai vang lên lời nói có vẻ hời hợt, nhưng lại như chém đinh chặt sắt của Bùi Đông Lai, cho dù Diệp Tranh Vanh tu dưỡng không tệ, lòng dạ cũng sâu, cũng bị chọc tức đến mặt mày biến sắc. A, à, ha ha, ha ha a, à, ha 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 ha. Sau đó, Diệp Tranh Vanh giống như nghe được chuyện đáng cười nhất cái thế giới này, nở nụ cười càng điên cuồng. Nghe được tiếng cười mang theo vài phần khinh thường của Diệp Tranh Vanh, Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà là trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp, tiếng cười biết mất đại sảnh lại một lần nữa khôi phục vẻ an tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe được tiếng thở hổn hển của Dương Sách. Trong phòng khách, Dương Sách vẫn giống như một con chó Trung Quốc quỳ rạp trên nền đất, cái trán hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ không nói, trên mặt còn lưu lại nhiều vết máu. Dưới ánh đèn, hắn không có đưa tay lau đi vết máu trên mặt, mà là vẫn chăm chú nhìn Bùi Đông Lai đang đợi Bùi Đông Lai cho hắn một cái hứa hẹn. Trên mặt thảm. Nạp Lan Minh Châu quần áo xộc xệch, thân thể phần lớn lõa lổ lộ ra ngoài không khí, chỉ là, nàng lại không có để ý mà là giống như một người đần độn hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đi rửa vết máu trên mặt đi. Bùi Đông Lai nhìn thoáng qua Dương Sách dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Trong con người Dương Sách hiện ra một loại cảm xúc tên là thất vọng, bất quá cũng là trước tiên đáp ứng, sau đó liền đứng dậy kéo quần lên đi về phía phòng vệ sinh. Mà Bùi Đông Lai ngay cả nhìn cũng không nhìn Nạp Lan Minh Châu một cái, đứng dậy hướng cửa phòng đi tới. Bùi Đông Lai. Ngạc nhiên nhận thấy được Bùi Đông Lai có ý định rời đi, Nạp Lan Minh Châu bỗng nhiên thức tỉnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bùi Đông Lai lớn tiếng la lên. Không để ý đến, thậm chí, nhịp bước của Bùi Đông Lai cũng không có dừng lại. Bùi Đông Lai, cậu đứng lại đó cho tôi. Nạp Lan Minh Châu chưa từ bỏ ý định. Như cũ vẫn không trả lời. Bùi Đông Lai. Cô còn gọi nữa, lão tử đem cô bán vào kỹ viện. Lúc này đây,
Không đợi Nạp Lan Minh Châu nói tiếp, Dương Sách đi rửa vết máu trên mặt từ trong phòng vệ sinh chạy ra, sắc mặt dữ tợn hướng về phía Nạp Lan Minh Châu giống một câu. Nạp Lan Minh Châu bị dọa cho sợ đến đem nửa câu nói sau nuốt trở về bụng. Dương Sách không để ý tới nàng nữa, sải bước đuổi theo Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe, Quý Hồng dựa theo phân phó của Bùi Đông Lai, cũng chưa đi lên, mà là ngồi trong chiếc Mercedes-Benz S350 kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời chờ đợi, trong lòng nàng nghĩ tới việc Bùi Đông Lai rốt cuộc thì sẽ đối phó Nạp Lan Minh Châu như thế nào. Ân Ly, đi đem cái tên kia lại đây cho chị. Đột nhiên, Quý Hồng thấy tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu giống như binh sĩ bại trận, thất kinh từ trong khách sạn đi ra, hai mắt nàng liền tỏa sáng, lập tức ra lệnh cho Ân Ly. Không trả lời, Ân Ly trước tiên mở cửa xuống xe, cả người biến thành một bóng trắng cấp tốc chạy về phía cửa khách sạn. Bá! Cửa khách sạn, tên hộ vệ mãn giang của Nạp Lan Minh Châu nhận thấy được có người tiếp cận mình, liền bị dọa cho mặt mũi biến sắc, theo bản năng cho tay vào trong ngực. Không muốn chết thì đi theo tôi. Ân Ly dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn mãn giang, phảng phất như đang nhìn một người chết. Nhận thấy được sát ý hiện lên trên người Ân Ly, cảm thụ được áp lực Ân Ly mang tới, mãn giang vừa bị Bùi Đông Lai dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, do dự một chút cuối cùng bỏ qua chống cự, đưa tay từ trong lồng ngực ra, không có móc súng ra mà là giống như một tên tù binh đi theo Ân Ly đi về hướng chiếc Mercedes-Benz S350. Quý tỷ, người đã mang đến rồi. Ân Ly mang theo mãn giang đi tới bên cạnh chiếc ô tô, cung kính hồi báo với Quý Hồng. Quý Hồng gật đầu, ánh mắt đánh giá mãn giang một phen, sau đó, theo thói quen lộ ra một nụ cười nũng nịu mê chết người không đền mạng. Tiểu đệ đệ, cậu không cần khẩn trương, tôi cũng không làm gì cậu cả, tôi chỉ là muốn hỏi cậu vài vấn đề. Thân là hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu, mãn giang trong lúc thu thập tin tức về Bùi Đông Lai từng nhiều lần biết đến tin tức về Quý Hồng nên đối với Quý Hồng cũng không xa lạ gì. Ở dưới dạng tình hình này, đối mặt với xà mỹ nữ Quý Hồng uy danh lan xa tại Nam Bán Quốc, mãn giang giống như là đứa trẻ nhìn thấy lão sư nghiêm khắc, không dám có bất kỳ cản rỡ cùng bất mãn nào mà thất kinh gật gật đầu. Vì sao cậu vứt bỏ chủ tử của mình mà một mình chạy trốn như vậy? Quý Hồng mỉm cười hỏi, cười đến giống như một ma nữ, nụ cười tràn đầy mị hoặc, người không biết còn tưởng rằng nàng đang câu dẫn nam nhân. Mắt thấy Quý Hồng lộ ra nụ cười rất dễ dàng làm cho nam nhân hiểu lầm, mãn giang chẳng những không có suy nghĩ bậy bạ, ngược lại bị dọa cho sợ đến cả người khẽ run rẩy, không dám giấu giếm, mà là biết gì đều nói hết. Là Bùi thiếu để cho tôi cút. Nga! Quý Hồng nháy mắt một chút, hứng thú hỏi. Vậy chủ tử Nạp Lan Minh Châu của cậu đâu? Lúc trước, mãn giang bị Bùi Đông Lai dọa cho sợ chạy ra khỏi căn phòng, bởi vì Bùi Đông Lai không có bảo hắn rời khỏi khách sạn, cho nên hắn không dám rời đi mà là cùng Dương Sách đứng ở cửa. Khi hắn thấy Dương Sách đi vào, nghe được Dương Sách dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai mà cường bạo Nạp Lan Minh Châu thì hắn trực tiếp bị dọa sợ mà rời đi. Dầm! Lúc này, nghe được Quý Hồng hỏi như vậy, mãn giang đầu tiên là khẩn trương nuốt nước bọt, sau đó mới lắp bắp nói. Bùi thiếu để cho Dương Sách cường bạo nàng. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của mãn giang, trên khuôn mặt lạnh lùng của Ân Ly hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ nàng không nghĩ tới Bùi Đông Lai có thể xử lý Nạp Lan Minh Châu như vậy. So ra mà nói, Quý Hồng chấn định hơn nàng nhiều, nàng chẳng qua là hơi bị giật mình, chân mày nhướng lại, sau đó lại hỏi. Cậu biết toàn bộ kế hoạch của chủ tử cậu không? Mãn giang gật đầu, đem toàn bộ kế hoạch mà Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu chế định ra nói cho Quý Hồng. Tốt lắm, nếu Bùi thiếu cho cậu đi, như vậy cậu đi đi. Nghe mãn giang trả lời xong, Quý Hồng đầu tiên là trầm ngâm trong chốc lát, sau đó khẽ vén tóc lên cười nói. Mặt khác, tôi đề nghị cậu, Bùi thiếu tha cho cậu một mạng, cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn, không cần làm chuyện không có đầu óc chạy về Nạp Lan ra báo tin. Nếu như cậu làm như vậy, tạm không nói đến có thể hay không bị người Nạp Lan ra nổi giận giết chết, ít nhất, lúc tiếp theo đối mặt với Bùi thiếu, cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ách, có lẽ không nghĩ tới xà mỹ nữ Quý Hồng tiếng xấu lan xa này lên tiếng nhắc nhở, mãn giang kinh ngạc há to miệng. Mặc dù hắn không biết Quý Hồng tại sao lại lên tiếng nhắc nhở, chỉ là, hắn biết, Quý Hồng nói một chút cũng không sai, nếu hắn trở lại Nạp Lan ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận là Nạp Lan Minh Châu hay là Nạp Lan Trường Sinh đều sẽ là không bỏ qua cho hắn. Đồng thời hiểu được điểm này,
hắn cảm kích nhìn Quý Hồng một cái không nói gì nữa mà là thật nhanh rời đi. Quý tỷ, Bùi thiếu hắn. Sau khi đợi Mãn Giang rời đi, Ân Ly vẫn trầm mặc không nhịn được mở miệng, lời tuy chưa nói xong, chính là ý tứ lại rất rõ ràng, Bùi Đông Lai tại sao phải làm như vậy? Tiểu Ly, em cảm thấy đối với Bùi Đông Lai mà nói cái gì trọng yếu nhất? Quý Hồng ngẩng đầu nhìn về khách sạn Hy Nhĩ Đốn, hỏi lại nàng. Tình cảm, hoặc là nói cô bé Tần Đông Tuyết kia. Ân Ly hơi trầm mặc, cho ra câu trả lời chắc chắn nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng biết, Bùi Đông Lai một lòng muốn đứng thẳng lưng bước vào Tử Cấm Thành, quang minh chính đại nắm tay Tần Đông Tuyết đi ra cửa chính của Tần gia. Không đúng. Quý Hồng cười lắc đầu, giọng nói phức tạp nói. Chính là phụ thân hắn Bùi Vũ Phu. Ân Ly ngạc nhiên. Bởi vì đặc thù kinh nghiệm, tình cảm của hắn và phụ thân hắn người ngoài không thể hiểu được địa vị của phụ thân hắn trong lòng hắn dù là bất luận người nào cũng không thể nào sánh bằng bao gồm cả Tần Đông Tuyết. Trong đầu Quý Hồng hiện ra thân ảnh phụ tử Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai, thở dài nói. Sông có nghịch lân của Bùi Đông Lai chính là phụ thân hắn Nạp Lan Minh Châu cùng Diệp Tranh Vanh cấu kết tính toán với Bùi Vũ Phu, tương đương với việc chạm vào nghịch lân của hắn. Nhưng mà thủ đoạn của hắn. Quý Hồng cười khổ. Hắn và phụ thân hắn bất đồng, phụ thân hắn là anh hùng mà hắn là kiêu hùng. Ân Ly bừng tỉnh đại ngộ. 18 năm trước, Diệp gia có thể đuổi đi một anh hùng, 18 năm sau, phụ tử Bùi gia cùng áp trận bản thân chỉ cũng muốn xem người Diệp gia tiếp chiêu như thế nào. Quý Hồng trong lòng thầm nghĩ một câu, trong con người hiện lên một tia hận ý đồng thời đem ánh mắt quăng về hướng cửa khách sạn. Theo ánh nhìn chăm chú của Quý Hồng ở bên trong, Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách đi ra khỏi khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Nương theo ánh đèn, Quý Hồng có thể thấy rõ ràng, Bùi Đông Lai giống hệt với lúc đi vào khách sạn, vẻ mặt giống như mặt hồ không có gợn sóng, bình tĩnh như nước nhịp bước ổn định phảng phất như không có chuyện gì phát sinh. Mà Dương Sách thì là một bộ dáng tâm sự nặng nề, nhịp bước lúc bước đi có vẻ lỗ mãng phảng phất tùy thời có thể bị một trận gió xô ngã không có một chút phong phạm của Dương gia năm xưa. Mắt thấy Bùi Đông Lai mang theo Dương Sách sắp đến gần, Quý Hồng cùng Ân Ly đều là xuống xe nghênh đón. Anh trở về đi, chờ điện thoại của tôi. Lúc tới gần chiếc Mercedes-Benz S350 của Quý Hồng, Bùi Đông Lai dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua Dương Sách. Dương Sách vội vàng cúi người gật đầu. Rõ, Bùi thiếu. Thanh âm vừa dứt, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của tên bảo vệ khách sạn Dương Sách từng tại Nam Tô không ai bì nổi, cong eo lùi bước lại lùi đến 5-6 thước. Mới khom người tựa như chó nhà có tang xám xịt đi về phía chiếc xe Lincoln treo biển Tứ Quý Bốn kia. Mặc dù hắn rất muốn từ miệng của Bùi Đông Lai nhận được một lời hứa hẹn, chính là hắn cũng biết, van xin lời hứa hẹn so sánh với trinh tiết của xử nữ còn muốn rẻ hơn. Nếu như không có đoán sai, cậu tính toán cũng không có bỏ qua cho Dương Sách đi. Mắt thấy Dương Sách lái Lincoln rời đi, Quý Hồng cười hỏi nhưng trong lòng thì đã có đáp án, sẽ không bỏ qua. Hắn làm hại huyết sát cơ hồ toàn quân bị diệt, Phong Diệp cũng chết một nửa, ta mà thả hắn tỷ cùng Liễu tỷ sẽ bỏ qua cho ta sao? Bùi Đông Lai cho ra câu trả lời cùng với đáp án trong lòng Quý Hồng giống nhau, không thể nghi ngờ. Cậu không phải là đã lợi dụng hắn trả thù Nạp Lan Minh Châu cùng Diệp Tranh Vanh sao? Vì sao còn muốn giữ hắn lại? Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của Bùi Đông Lai, Quý Hồng mang theo vài phần tò mò hỏi. Theo nàng xem ra Bùi Đông Lai lưu lại Dương Sách không phải là vì dùng phương thức gậy ông đập lưng ông trả thù Nạp Lan Minh Châu cùng Dương Sách sao? Một khi đã như vậy, để tránh phiền phức sau này, hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng. Giết người nhất định phải chính mình ra tay sao? Bùi Đông Lai nhìn Quý Hồng hỏi. Quý Hồng ngạc nhiên một trận, sau đó cặp mặt câu hồn một trận chuyển động, giống như là hiểu cái gì, nói. Lấy tính tình tự phụ của Diệp Tranh Vanh. Hành động phản bội của Dương Sách đầu nhập cho cậu trợ giúp cậu trả thù hắn, hắn hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cho Dương Sách. Không riêng gì Diệp Tranh Vanh, còn có Lâm Tường. Bùi Đông Lai nheo mắt lại nói. Tỷ làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận Hắc Đạo Nam Tô đi. Nghe Bùi Đông Lai nói một câu hai ý nghĩa, Quý Hồng trong lòng rất rõ ràng kế hoạch muốn mạ vàng của Lâm Tường ở Nam Tô đến lúc chấm dứt thất bại rồi, mà Dương Sách sẽ trở thành vật hy sinh trong chuyện này. Vận mệnh của binh sĩ, không thể sửa đổi. Diệt Hồng Trần. Giang Ninh Miếu Phu Tử được xây dựng vào đời Tống, bây giờ đã trở thành một biểu tượng cho nền giáo dục và văn hóa cho cả Giang Ninh, thậm chí được gọi là một trong bốn miếu lớn nhất của Trung Quốc.
Ban đêm, trước quảng trường Miếu Phu Tử, có rất nhiều người, những quán rượu lấp lóe ánh đèn bên bờ sông Tần Hoài, bốn chữ to Tần Hoài nhân ra chiếu sáng cảnh đêm của sông Tần Hoài. Thuyền hoa đèn lầu bỏ neo ở bờ sông, theo từng đợt sóng chập chờn, quang cảnh bên hai bờ sông lấp loáng ngũ sắc, làm cho người ta không nhịn được liên tưởng tới một câu ca đời Minh Tưởng Thanh đăng ảnh Liên Thập Lý, ca nữ hoa thuyền hí trục ba. Có rất nhiều đồ ăn vặt, thật là nhiều người Nga. Trong đám người, tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi phảng phất như một kỵ sĩ, cưỡi ở trên vai Bùi Đông Lai, hai tay ôm lấy cổ Bùi Đông Lai, nhìn hoàn cảnh náo nhiệt xung quanh, sắc mặt hưng phấn mà nói. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới tâm trí chưa thành thục, đơn thuần của Đông Phương Uyển Nhi nên ở Ngưu Thủ Sơn Bùi Đông Lai đã hai lần đem Đông Phương Uyển Nhi đánh ngất xỉu. Bất quá cũng không cách nào đảm bảo Đông Phương Uyển Nhi có nhìn được cái gì hay không, có bị ảnh hưởng gì không. Lúc này, nghe được lời nói vui vẻ của Tiểu La Lị thì Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Tiểu La Lị có biết chuyện xảy ra ở Ngưu Thủ Sơn hay không, ít nhất chuyện này đối với nàng không có tạo thành ảnh hưởng. Uyển Nhi, muốn ăn cái gì sao? Bùi Đông Lai khẽ nghiêng đầu, hướng Đông Phương Uyển Nhi hỏi. Nhật xuất Đông Lai, anh ngăn trở em, thật đáng giận. Tiểu La Lị không những không lĩnh tình, còn dùng tay đẩy đầu Bùi Đông Lai ra, sau đó nhìn đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, đem ngón trỏ đặt ở khóe miệng, một bộ dáng mèo tham ăn nói. Bánh chèo, mì hoành thánh, chân gà nướng, tiết canh vịt, thoạt nhìn tựa hồ rất ngon a. Khanh khách. Nhìn bộ dạng không ngừng do dự của Tiểu La Lị, Quý Hồng không nhịn được bật cười lên. Uyển Nhi, nếu muốn ăn thì có thể thưởng thức mỗi món một chút. Có lẽ không nghĩ tới Quý Hồng từng đối đầu sinh tử cùng Liễu Nguyệt sẽ chủ động đáp lời, Tiểu La Lị rất kỳ quái nhìn Quý Hồng một cái. Đại ma nữ, cô rất đần nha, dạ dày của ta đâu có lớn như vậy, có thể ăn nhiều như vậy sao? Lúc nói chuyện, Uyển Nhi chỉ vào dạ dày của mình, khoa tay múa chân một chút. Một lần nữa nghe được lời nói của Tiểu La Lị, thấy động tác khoa chân múa tay của Tiểu La Lị, nụ cười trên mặt Quý Hồng hơi cứng đờ, sau đó nàng lại cười sáng lạn hơn. Cho tới nay, bởi vì có nguyên nhân của mình mặc dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra vui vẻ giống như là một dâm phụ nhưng mà chỉ có nàng tự mình biết được trong quá khứ những năm trước, nàng sống trong âm mưu quỷ kế. Có thể nói, trong sinh hoạt của nàng những năm qua chẳng bao giờ thể nghiệm qua loại giờ phút mà nàng buông lòng cảnh giác này. Thậm chí, không có nghĩ qua, thì ra đi ăn đồ ăn vặt cũng có thể làm cho lòng người vui vẻ đến vậy. Không riêng Hì Quý Hồng bị Tiểu La Lị chọc cười, Bùi Đông Lai cũng không nhịn cười được, thậm chí ngay cả Liễu Nguyệt luôn luôn lạnh lùng kia cũng khẽ nở ra một nụ cười. Dường như, nàng đã bắt đầu cùng Quý Hồng học cách sống chung với nhau giải trừ những hiểu lầm. Nhận thấy được khóe miệng Liễu Nguyệt lộ ra nụ cười yếu ớt, Đông Phương Lãnh Vũ đi ở bên cạnh Liễu Nguyệt không nhịn được mà sùng bái nhìn Bùi Đông Lai một cái. Ở hắn xem ra, trên đời này có thể làm cho Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng vốn là oan gia mà sống chung giống như bây giờ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Bùi Đông Lai mới làm được. Ánh mắt Đông Phương Lãnh Vũ nhìn về phía Bùi Đông Lai tràn đầy sùng bái, mà ánh mắt những nam nhân xung quanh kia nhìn về phía Bùi Đông Lai ngoại trừ hâm mộ ghen tị hận không thể thay thế cho hắn. Vô luận là Quý Hồng hay là Liễu Nguyệt thì hai người cũng là đại mỹ nữ khó gặp, huống chi khí chất của hai người hoàn toàn bất đồng. Một người lãnh diễm cao quý, một người quyến rũ mê người. Trái ôm phải ấp là giấc mộng của nam nhân, huống chi trên vai Bùi Đông Lai còn có một Tiểu La Lị hoạt bát khả ái. Cùng nam nhân bất đồng, những nữ nhân xung quanh kia đều đem ánh mắt ném về hướng Bùi Đông Lai. Sở dĩ như vậy, là bởi vì các nàng không dám nhìn Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt. Bởi vì càng nhìn thì các nàng càng tự ti, hơn nữa. Các nàng thật sự rất tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai bằng vào cái gì mà để cho hai vị tuyệt đại mỹ nữ này đi theo bên cạnh. Đoán chừng chúng ta đều đã đói bụng rồi, ăn mì hoành thánh cho no bụng trước đã, sau đó sẽ suy nghĩ ăn những thứ khác. Bùi Đông Lai không có để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh, cũng không có giác ngộ bị vây xem, đề nghị. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Tiểu La Lị vốn đang do dự, khe khẽ thở dài. Được rồi. Nể tình anh làm ngựa cho em cưỡi nãy giờ, tối nay anh nói gì em sẽ nghe nấy. Sau đó, trong ánh mắt nhìn chăm chú của những người xung quanh, Bùi Đông Lai vai cõng Tiểu La Lị khả ái, trái mang theo băng mỹ nhân Liễu Nguyệt, phải mang theo hỏa mỹ nhân Quý Hồng, đi thẳng tới tiệm mì. Mì hoành thánh, bánh chẻo, chân gà nướng, tiết canh vịt. Tiểu La Lị thật là một người gian xảo. Nàng nhìn qua một lượt, tất cả đều nếm qua một lần.
Bởi vì Tiểu La Lị gian trá như vậy nên ba người Liễu Nguyệt, Quý Hồng, Đông Phương Lãnh Vũ cũng nếm thử một lần các món ăn vặt. Bùi Đông Lai cùng bọn họ bất đồng. Hắn đem tất cả đồ ăn vặt ăn sạch. Ôm theo nguyên tắc không lãng phí, cơ hồ tất cả đồ ăn vặt còn lại, cuối cùng cũng bị hắn một mình tiêu diệt, kết quả bị Tiểu La Lị nhìn hắn như đang nhìn quái vật. Nhật Xuất Đông Lai, anh là quỷ chết đói đầu thai à? Vô luận là tập đoàn Giang Hải hay là tập đoàn Thiên Tường đều có công ty con ở Giang Hải này, vì thế, hai người Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt chẳng những thỉnh thoảng có tới Giang Ninh thị sát công việc, hơn nữa còn có nhà ở Giang Ninh. Ở Đông Hải, chỗ ở của hai người phân biệt ở tại khu Tử Đàn, ở Giang Ninh, chỗ ở hai người đều ở khu biệt thự Trung Sơn. Lúc gần 11 giờ, một chiếc Bentley, một chiếc Rolls-Royce Phantom trong sự hộ tống 44 chiếc xe Ben, lái vào khu biệt thự Trung Sơn. Một phút đồng hồ sau, chiếc Rolls-Royce Phantom dẫn đầu kia dừng lại, Quý Hồng hạ kính xe xuống, hướng về phía ba người Bùi Đông Lai khoát tay áo, cuối cùng giống như ngày thường vứt cho Bùi Đông Lai một cái mị nhãn. Đông Lai đệ đệ, đêm dài khó ngủ, nếu không yên giấc được thì tỷ tỷ chuẩn bị rượu đỏ với cà phê, có thể sang đây đàm đạo cùng tỷ tỷ một phen. Ách! Nhìn bộ dáng câu hồn kia của Quý Hồng, nghe thấy lời nói có phần khiêu khích trần trụi của Quý Hồng, Đông Phương Lãnh Vũ khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Không riêng gì hắn, ngay cả Liễu Nguyệt cũng có chút kỳ quái nhìn Bùi Đông Lai một cái. Nhật Xuất Đông Lai, anh cùng đại ma nữ không chỉ có một chân, mà là hai chân. Cuối cùng, hành động của Quý Hồng vẫn bị tiểu ma nữ Đông Phương Uyển Nhi tổng kết lại một câu. Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Hoặc có lẽ là bởi buổi tối chơi quá mệt nên sau khi trở lại biệt thự Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi ngay cả tắm rửa cũng không làm, lập tức đi tìm Chu Công tâm sự trong mộng, mà Đông Phương Lãnh Vũ bởi vì cả ngày lo lắng cho Bùi Đông Lai nên cũng đã kiệt sức, vì vậy hắn vội vã tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ngủ. Đông Lai, cảm ơn cậu. Liễu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt phức tạp, mang theo vài phần xin lỗi, mấy phần cảm kích nhìn Bùi Đông Lai. Liễu tỷ, chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại. Bùi Đông Lai nhún vai cười cười, hắn biết Liễu Nguyệt đang bởi vì chuyện tình tới Giang Ninh tế bái Đông Phương Thần gặp phải ám sát mà cảm thấy tự trách. Ừ, Liễu Nguyệt yên lặng gật gật đầu, sau đó nặn ra một nụ cười gượng ép. Thoạt nhìn Uyển Nhi rất thích cậu, mỗi lần ở chung một chỗ cùng cậu, nó đều rất vui vẻ. Uyển Nhi rất khả ái, hoạt bát, trời sinh được người khác yêu thích. Bất luận kẻ nào ở chung một chỗ với nó thì đều cảm thấy rất vui vẻ. Bùi Đông Lai cười cười. Liễu Nguyệt lắc đầu, thở dài nói. Không phải, mặc dù bên ngoài Uyển Nhi có vẻ vô tư, hoạt bát khả ái, thật ra thì nó đã sớm quen rồi, rất nhiều chuyện nó cũng biết chẳng qua là chôn dưới đáy lòng, không muốn nói ra. Giống như trước, nó sẽ đem chuyện không vui chôn xuống dưới đáy lòng. Liễu tỷ, ta vẫn rất nghi ngờ. Uyển Nhi đúng là nữ nhi của đại ca Đông Phương Thần, cũng là nữ nhi của tỷ sao. Nghe được lời nói của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai cũng cảm thấy Đông Phương Uyển Nhi quả thật trưởng thành quá sớm, đồng thời trong lòng vừa động, hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng đã lâu. Theo hắn xem ra, Đông Phương Uyển Nhi nếu như là nữ nhi của Đông Phương Thần mà nói thì không nên gọi Liễu Nguyệt là mẹ, mà phải cùng Đông Phương Lãnh Vũ giống nhau gọi là tiểu cô. Huống chi, nếu như Đông Phương Uyển Nhi là nữ nhi của Liễu Nguyệt mà nói, như vậy thì phụ thân của Uyển Nhi là ai? Cũng không phải như vậy. Trên ghế salon, Liễu Nguyệt trầm mặc vài giây đồng hồ, cười khổ một tiếng nói. Uyển Nhi là do ta đưa về từ cô nhi viện. Nguyên lai là như vậy. Bùi Đông Lai bừng tỉnh đại ngộ. Liễu Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tựa vào trên ghế salon, phảng phất như đang nhớ lại chuyện cũ, nhẹ giọng nói. Lúc trước khi đại ca của ta còn chưa chết, có rất nhiều người theo đuổi ta, khi đó, ta cảm thấy được bọn họ theo đuổi ta không phải là vì thân thể của ta thì cũng là nhìn vào thế lực của đại ca ta. Cho nên Thủy Chung không có đáp ứng bất cứ người nào, vẫn độc thân giúp đỡ đại ca ta nuôi lớn Tiểu Vũ. Sau đó, ta cảm thấy một mình Tiểu Vũ thực sự quá cô độc, nên đã đề nghị với đại ca ta nhận nuôi một cô bé. Liễu Nguyệt nói tới đây, vẻ mặt hơi có vẻ bi thương. Sau này, đại ca của ta ngoài ý muốn rời khỏi thế giới này, ta tiếp nhận thế lực của hắn. Năng lực của ta có hạn, thao túng một thế lực khổng lồ như vậy thì thật sự có chút lực bất tòng tâm, cho nên vẫn không có suy nghĩ đến chuyện tình cảm, vẫn đối đãi với Uyển Nhi như con ruột của mình. Bùi Đông Lai trầm mặc. Lúc trước ta nói Uyển Nhi rất nhiều chuyện nó cũng biết, bao gồm cả chuyện biết ta không phải mẹ ruột của nó.
Liễu Nguyệt cười khổ, thanh âm mang theo một tia thương xót. Rất nhỏ, nhưng mà lại tồn một cách chân thật. Liễu tỷ, Bùi Đông Lai lên tiếng an ủi. Mặc dù tỷ không phải mẹ đẻ của Uyển Nhi, nhưng là ta tin tưởng, trong lòng của Uyển Nhi đã đem tỷ trở thành mẹ đẻ của nó rồi. Ta có thể nhìn ra, nó rất lệ thuộc vào tỷ, cũng rất thích Tiểu Vũ. Ừ, Liễu Nguyệt khe khẽ thở dài. Liễu tỷ, không còn sớm, tỷ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thấy tâm tình Liễu Nguyệt không quá tốt, Bùi Đông Lai định kết thúc cuộc nói chuyện. Tốt. Liễu Nguyệt cười gượng ép một tiếng, nói. Cậu cũng nghỉ sớm một chút đi. Thanh âm vừa dứt, nàng liền đứng lên, hướng phía cầu thang đi tới. Đưa mắt nhìn Liễu Nguyệt lên lầu, Bùi Đông Lai đốt một điếu thuốc lá, bắt đầu suy tư nên làm như thế nào thu thập loạn cục ở Nam Tô. Anh muốn em phải kiên cường nhưng mà tính ỷ lại trên người của em quá nặng, trước kia em lệ thuộc vào anh. Hiện tại em phát hiện mình sinh ra lệ thuộc vào nhi tử của Vũ Phu, em nên làm cái gì bây giờ? Đi lên lầu 2, Liễu Nguyệt dừng bước chân lại, không nhịn được liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, trong lòng thầm tự hỏi. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không có vẻ xa cách ngàn dặm nữa, cũng không có khí thế của kẻ nắm trong tay quyền sinh sát, có chẳng qua là vẻ nhu nhược của nữ nhân. Ngụy trang của nàng hoàn toàn rớt xuống. Diệt hồng trần, bóng đêm dày đặc. Trên đường phố người đi lại cùng xe cộ trên đường cũng bắt đầu giảm bớt, trong quân khu Giang Ninh đèn đuốc sáng trưng, bệnh viện ở trong quân khu Giang Ninh đỗ rất nhiều loại ô tô. Cha, không phải cha đã nói là có thể làm cho tên khốn kiếp Bùi Đông Lai kia phải trả giá thật nhiều sao? Làm sao lại không làm được? Trong một gian phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế đi một cánh tay đang băng vải, nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Ngưu Chí Quân hô lên. Kể từ sau khi về Giang Ninh thì Ngưu Hải Đào liền được đưa đến nơi này. Mặc dù bác sĩ ngoại khoa tốt nhất bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cho hắn, nhưng mà cánh tay của hắn vẫn bị phế đi. Đối với Ngưu Chí Quân mà nói, sau khi hắn biết được Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế đi một cánh tay thì hắn rất muốn báo thù cho Ngưu Hải Đào. Nhưng mà bởi vì kiêng kỵ Bùi Vũ Phu nên tuy giận nhưng hắn cũng không dám hành động tùy tiện. Cho đến khi Nạp Lan Minh Châu xuất hiện. Sự xuất hiện của Nạp Lan Minh Châu khiến hắn thấy được cơ hội báo thù, hơn nữa sau khi cân nhắc, cuối cùng lựa chọn hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu. Tự ý nào đó mà nói, hắn lựa chọn hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu, một là cảm thấy kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu có tính khả thi rất cao, hơn nữa hắn cảm thấy mình không có chính diện giao phong cùng Bùi Đông Lai, mà là ẩn tàng ở phía sau. Cho nên hắn không cần phải lo lắng bị Bùi Đông Lai trả thù. Chỉ là... Khi hắn biết được Bùi Đông Lai bỗng dưng được Trần Diêm Vương nhìn chúng đưa đến kế hoạch bị thất bại thì hắn cảm nhận được không khí có mùi nguy hiểm. Lúc này nghe được lời nói của Ngưu Hải Đào, nhìn sắc mặt hận ý của Ngưu Hải Đào. Ngưu Chí Quân khó dài, không biết nên trả lời như thế nào. Cha, sao cha không nói gì? Mắt thấy bộ dáng lo lắng của Ngưu Chí Quân, Ngưu Hải Đào cũng không biết tin tức gì nên thúc giục. Cho dù hắn là lão đại hắc đạo hỗ hàng thì làm sao chứ? Con cũng không tin hắn có thể chống lại nhiều thế lực bao gồm cả Lâm gia, Hà gia ở bên trong. Ngày đó lúc Ngưu Hải Đào trở lại Giang Ninh, bởi vì chảy máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, cũng không nhìn được một màn bị ngất của Hà Hoa, càng không biết bối cảnh chân chính của Bùi Đông Lai, mà lúc trước hắn cũng nghe được lời thề sắt đá của Ngưu Chí Quân là sẽ để cho Bùi Đông Lai phải trả giá thật nhiều, cho nên cho là Bùi Đông Lai chỉ nắm hắc đạo hỗ hàng ở trong tay là cùng. Hải Đào, nhớ kỹ. Sau này không nên đi trêu chọc hắn. Ngưu Chí Quân trầm mặc một hồi lâu, dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ nói với Ngưu Hải Đào. Cha, cha nói gì? Ngưu Hải Đào mở to mắt, cho là mình nghe nhầm. Ngưu Chí Quân khe khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mặc dù hắn không cam lòng cứ bỏ qua như vậy nhưng mà đến bước này rồi, việc hắn có thể làm chỉ là cầu xin Bùi Đông Lai bỏ qua cho hắn. Nếu không, hắn có một vạn lý do để tin tưởng. Không đề cập tới Bùi Vũ Phu sau lưng Bùi Đông Lai. Chỉ bằng vào việc hắn làm ở Ngưu Thủ Sơn lúc đó thì bản thân hắn sẽ gặp bi kịch. Cha, rốt cuộc là tại sao? Cha, mắt thấy Ngưu Chí Quân xoay người rời khỏi phòng bệnh, Ngưu Hải Đào từ ngạc nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng gào thét. Không để ý đến, Ngưu Chí Quân trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Giang Ninh cuối mùa thu không tính là quá lạnh, nhưng vừa từ trong phòng bệnh đi ra. Cảm nhận được gió đêm thổi đến, Ngưu Chí Quân cảm thấy ở cổ không khỏi lạnh lẽo.
sửa sang lại một chút cổ áo, Ngưu Chí Quân đi về phía xe ô tô của hắn. Tư. Cùng lúc đó, một chiếc xe Jeep đột nhiên dừng lại phía trước cửa bãi đậu xe, một gã quân nhân mặc đồng phục từ trên xe Jeep nhảy xuống, bước nhanh về hướng Ngưu Chí Quân. Ân. Ngạc nhiên thấy một quân nhân mặc đồng phục, Ngưu Chí Quân hơi ngẩn ra, dừng bước. Nhị thúc. Rất nhanh, tên quân nhân mặc đồng phục chạy đến bên cạnh Ngưu Chí Quân, không có chào, mà là rất thân thiết cùng Ngưu Chí Quân lên tiếng chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Chí Quân hết sức tôn kính. Hết thảy đơn giản bởi vì hắn thân là đội trưởng đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh, là cháu của Ngưu Chí Quân, hắn có thể từ một thanh niên nông thôn trưởng thành cho tới ngày hôm nay ngoại trừ bỏ tự thân cố gắng ra thì không thể bỏ qua công lao trợ giúp của Ngưu Chí Quân. Tiểu Lỗi, sao cháu lại tới đây? Nhìn thân thể Ngưu Lỗi giống như một cây thương đứng trước mặt mình, Ngưu Chí Quân hơi có nghi ngờ nói. Không phải cháu đang ở trại tập huấn sao? Bọn cháu hôm nay mới vừa kết thúc tập huấn. Nhị thúc, nghe nói Hải Đào bị phế đi một cánh tay cho nên cháu tới hỏi thăm. Ngưu Lỗi vừa nói, trong đôi mắt Ti hiện lên một tia tức giận. Bởi vì cảm kích với Ngưu Chí Quân, Ngưu Lỗi đã Ngưu Hải Đào trở thành thân đệ đệ của mình. Sở dĩ Ngưu Hải Đào có tính cách hung hăng hằng càn quấy như vậy là có liên quan rất lớn với sự bao che của Ngưu Chí Quân cùng Ngưu Lỗi. Nó mới vừa nằm ngủ, cháu không nên tới thăm nó bây giờ. Ngưu Chí Quân suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không để cho Ngưu Lỗi cùng Ngưu Hải Đào gặp mặt, nếu không hơn phân nửa Ngưu Hải Đào sẽ kể khổ với Ngưu Lỗi. Bởi như vậy, lấy tính cách của Ngưu Lỗi cùng với sự thương yêu đối với Ngưu Hải Đào thì hơn phân nửa Ngưu Lỗi sẽ đi tìm Bùi Đông Lai tính sổ. Vậy sáng mai cháu trở lại thăm nó. Ngưu Lỗi trầm ngâm chốc lát, lại hỏi. Đúng rồi, nhị thúc, cháu nghe nói người đả thương Hải Đào có liên quan đến sự tình ở Ngưu Thủ Sơn, hơn nữa hắn còn được Trần Thủ trưởng nhìn chúng, muốn đi vào đại đội đặc chủng. Ừ. Sắc mặt Ngưu Chí Quân phức tạp gật gật đầu, vẻ khủng hoảng che giấu sâu trong đôi mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Nhị thúc, cháu không rõ tại sao một đầu mục xã hội đen lại được thủ trưởng nhìn chúng. Ngưu Lỗi mang theo vài phần tức giận nói, cảm giác kia của hắn xem ra, Trần Quốc Đào đã khinh nhờn mấy chữ đại đội đặc chủng. Tiểu tử kia cùng Trần Anh có quan hệ rất tốt, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Sắc mặt Ngưu Chí Quân khó coi nói. Hắc, nguyên lại là dựa vào mối quan hệ. Ngưu Lỗi khinh thường cười một tiếng, căn bản là không có cảm thấy thân thủ Bùi Đông Lai có điểm nào hơn mình. Ngưu Chí Quân thấy thế, trong lòng cả kinh, nhắc nhở. Tiểu Lỗi. Thúc thúc biết cháu đau lòng chuyện của Hải Đào, nhưng là tốt nhất đừng có trêu chọc tiểu tử kia, cũng đừng đi tìm hắn. Được rồi. Ngưu Lỗi vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhận thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt Ngưu Chí Quân, cho là Ngưu Chí Quân sợ trêu chọc tới Bùi Đông Lai, dẫn tới Trần Quốc Đào nổi giận, cho nên gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, Tiểu Lỗi, thời gian cũng không còn sớm, cháu mới vừa kết thúc tập huấn, khẳng định là mệt chết đi rồi, về nghỉ ngơi đi. Thấy Ngưu Lỗi đáp ứng, Ngưu Chí Quân yên lòng nói. Ngưu Lỗi gật đầu, không nói gì thêm, mà là cung kính tiễn Ngưu Chí Quân lên xe ô tô, sau khi đưa mắt nhìn Ngưu Chí Quân rời đi, mới nhảy lên xe Jeep, trở về quân doanh. Một giờ sau, cách Giang Ninh khoảng 50 km là một bãi huấn luyện quân sự bí mật. Một đám quân nhân đặc chủng mặc áo màu đen, quần màu sắc rực rỡ cùng giày quân nhân đặc chủng, thân thể thẳng tắp đứng thành một đội. Ta trễ như thế này còn triệu tập mọi người đến đây là bởi vì có một việc phải nói cho mọi người biết. Ngưu Lỗi đứng trước đội ngũ hình vuông này, ánh mắt như đao quét qua trên người hơn 100 tên quân nhân đặc chủng, trầm giọng nói. Đội trưởng, chẳng lẽ có nhiệm vụ mới hoặc là đợt tập huấn mới? Một gã bộ đội đặc chủng tính cách hướng ngoại mở miệng hỏi. Hắn vừa thốt lên xong, những người khác không phụ họa, mà là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Ngưu Lỗi, đang đợi Ngưu Lỗi trả lời. Lúc trở lại đây, ta nhận được tin tức từ thượng cấp. Ngưu Lỗi cau mày nói. Căn cứ theo như lời thủ trưởng nói, ngày mai thủ trưởng sẽ đến quân khu của chúng ta. Hắc hắc, đội trưởng, thủ trưởng muốn tới xem thành quả huấn luyện của chúng ta sao? Đội trưởng, chúng ta nhất định phải biểu hiện hết sức, để cho thủ trưởng mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, phần lớn người trong đội ngũ này nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết Trần Quốc Đào Thiên vị bộ đội đặc chủng. Đối với đại đội đặc chủng đầu tư nhân lực, vật lực vượt xa những chi bộ đội khác, cho nên đều là rất tự hào. Không phải thế. Bên tai vang lên lời nói cùng tiếng cười của các chiến hữu, sắc mặt Ngưu Lỗi có chút khó coi, cảm giác kia theo hắn xem ra,
Trần Quốc Đào tới nơi này hẳn là vì quan sát bọn họ mà đến, mà không phải là vì đem một người nhờ mối quan hệ nhét tới đây. Vậy là sao? Ngày mai chúng ta sẽ nghênh đón một gã thành viên mới. Ngưu Lỗi trầm giọng nói. Hơn nữa nghe nói người kia được thủ trưởng quân khu tự mình thưởng thức. Đội trưởng, người nào mà ngưu bức như vậy? Đúng vậy à, có thể làm cho thủ trưởng quân khu tự mình phê chuẩn, thực lực của tên kia nhất định rất mạnh mẽ đi. Lời nói của Ngưu Lỗi nhất thời gợi lên lòng hiếu kỳ trong lòng mọi người, bọn họ rất muốn biết, chiến hữu mới lợi hại đến cỡ nào, có thể để cho thủ trưởng quân khu tự mình phê chuẩn. Hắn có mạnh hay không thì ta không biết. Ánh mắt Ngưu Lỗi trở nên sắc bén hẳn lên. Ta chỉ biết là, hắn và cháu gái thủ trưởng quân khu có quan hệ không bình thường, là nhờ mối quan hệ, hơn nữa quan trọng hơn chính là thân phận chân thật của hắn là lão đại hắc đạo hỗ hàng. Dầm. Lời nói của Ngưu Lỗi giống như một quả bom tấn ném vào sân. Cả sân huấn luyện đang an tĩnh bỗng trở nên xôn xao. Những thành viên đại đội đặc chủng kia mở to hai mắt ra nhìn, nhìn Ngưu Lỗi, cảm giác kia tựa hồ như đang hỏi, đội trưởng, ngài có nhầm không? Một lão đại xã hội đen làm sao có thể được thủ trưởng quân khu tự mình dẫn vào bộ đội đặc chủng? Ta biết mọi người rất kinh ngạc, trên thực tế, ta cũng là như thế. Ngưu Lỗi càng nói càng nén giận. Một trinh sát binh mũi nhọn tốn bao nhiêu công sức cũng là không vào được đại đội đặc chủng, một lão đại hắc đạo muốn trở thành một thành viên của đại đội đặc chủng, điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự là quá hoang đường. Đội trưởng, để cho một đầu lĩnh hắc đạo gia nhập vào chúng ta, đây không phải là hạ nhục chúng ta sao? Sau khi kinh ngạc, có người đưa ra bất mãn. Người nọ vừa thốt lên xong, những người khác mặc không có nói ra, chỉ là trên mặt họ chứng minh những gì họ suy nghĩ cũng giống với những lời kia. Ta cũng cho là như vậy. Đại đội đặc chủng chúng ta chính là bộ đội ưu tú nhất quân khu, là niềm kiêu ngạo trong suy nghĩ của những người khác. Giống như vậy, chúng ta ở nơi này không phải là địa phương để mạ vàng, những kẻ dựa vào mối quan hệ không nên tới nơi này của chúng ta, mà là nên đưa đến địa phương khác. Ngưu Lỗi nhíu mày nói. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của thượng cấp, chúng ta không có quyền chất vấn cùng phản bác, chỉ có thể thi hành. Quân nhân lấy thi hành mệnh lệnh là thiên chức. Nghe được lời nói của Ngưu Lỗi, mặc dù mọi người bất mãn, nhưng đều là trầm mặc. Bất quá, cá nhân ta cho rằng mặc dù chúng ta không cách nào làm trái với mệnh lệnh của thượng cấp nhưng mà chúng ta có thể làm cho khối u ác tính của xã hội kia biết khó mà lui, chủ động cút ra khỏi nơi này. Ngưu Lỗi nói tới đây, ánh mắt một lần nữa quét về phía mọi người. Đây cũng là mục đích mà ta triệu tập mọi người, ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Đội trưởng, ta tán thành ý kiến của ngài. Ta cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lên tiếng phụ họa, ý kiến tương đối thống nhất. Tốt. Thấy toàn bộ mọi người đều tán thành, Ngưu Lỗi nghĩ đến chuyện tay của Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế bỏ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói. Ngày mai ta sẽ cho hắn biết, nơi này của chúng ta không chứa chấp phế vật. Sáng sớm, khi mặt trời đã mọc, Bùi Đông Lai không hề gián đoạn thói quen luyện công buổi sáng, giống như mọi ngày hắn tỉnh dậy thay bộ đồ thể thao đi ra biệt thự, bắt đầu buổi luyện công sáng. Cũng như rất nhiều khu nhà giàu khác, khu biệt thự Trung Sơn có rất nhiều biệt thự nhưng cũng không có nhiều người. Các biệt thự nơi đây phần lớn thời gian đều bỏ không, những người ở biệt thự phần lớn là các người giàu nuôi dưỡng chim hoàng yến. Đi gì, chắc là chăn bồ về bỏ đây quá. Đối với những cô gái này, bọn họ thích chính là quần áo hàng hiệu. Dày xịn, trang sức, họ để ý chính là làn da, dáng người của mình còn có hai con sò giữa đùi. Đi gì, nguyên văn là mộc nhĩ nhưng mà dịch thành sò cho nó thuần khiết. Bọn họ có thể dùng phần lớn thời gian đi spa, cũng có thể vì giảm béo mà không ăn cơm chỉ ăn trái cây trừ bữa, thậm chí vì để cho đại gia bao nuôi không chê, không vứt bỏ mình, họ còn học cả phương pháp nuôi sò. Đi gì, ôi mẹ ơi chết cười. Thế nhưng... bọn họ chắc chắn sẽ không hao phí thời gian đi luyện công buổi sáng. Bởi vì họ cảm thấy làm thế là lãng phí thời gian. Nguyên bản số người ở trong khu biệt thự Trung Sơn cũng rất ít, thêm vào những cô gái bao này rất thích ngủ nướng. Khi Bùi Đông Lai rời biệt thự bắt đầu luyện công buổi sáng, cả khu biệt thự rộng lớn có vẻ cô cùng hưu quạnh dường như không nhìn thấy người tập thể dục buổi sáng. Bùi Đông Lai không hề để ý tất cả những điều này, hắn tiếp tục chạy thể dục. Sau đó dựa theo cách huấn luyện hắn lúc trước của Jason dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, cả người uyển chuyển như một đạo mị ảnh làm cho người ta không thấy hành tung của hắn.
chạy như điên gần 20 phút, Bùi Đông Lai dừng bước ở một địa phương vắng vẻ. Lúc này, mặt trời chậm rãi mọc lên ở phía đỉnh núi, nhuộm bầu trời bởi ánh rạng đông, trên người của Bùi Đông Lai toát ra một cỗ xương trắng bao phủ toàn thân hắn, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác như tiến vào tiên cảnh. Lão bản thần mến, cảnh giới của cậu lại có sự tăng lên. Khi trên người Bùi Đông Lai toát ra xương trắng bị gió thổi đi, Quý Hồng ở không xa mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ xuất hiện. Trước khi Bùi Đông Lai chấm dứt việc chạy như bị anh Tào đuổi theo, Quý Hồng cũng vừa mới bắt đầu việc luyện công buổi sáng. Thấy được Bùi Đông Lai chạy như điên, trong nội tâm nàng vừa động, dốc toàn bộ tốc độ cố gắng đuổi theo Bùi Đông Lai, nhưng mà cảnh giới của nàng so với Bùi Đông Lai kém hơn nên căn bản không thể đuổi kịp Bùi Đông Lai. Lúc này, thấy chung quanh thân thể của Bùi Đông Lai toát ra xương trắng, trên mặt nàng vẫn toát ra vẻ yểu điệu tươi cười, bát quá sâu trong con mắt vẫn lóe lên sự kinh ngạc. Đồng dạng là cao thủ ám kính, nàng rất rõ ràng, vừa rồi trong quá trình Bùi Đông Lai chạy như điên đã phong bế toàn bộ lỗ chân lông để không cho tinh khí hóa thành mồ hôi tiết ra ngoài, mà là chờ đến khi kết thúc việc chạy mới buông lỗ chân lông, tạo thành cảnh sương mù vần quanh như lúc này. Thông thường thì cao thủ mới bước vào ám kính, thì có thể khi cùng người quyết đấu phong bế lỗ chân lông không cho tinh khí tiết ra ngoài, làm cho toàn thân lực lượng tập trung vào một kích tạo thành một kích toàn lực. Bùi Đông Lai có thể vừa chạy mà vẫn phong bế lỗ chân lông, sự khống chế lực lượng này không phải người mới bước vào ám kính có thể thực hiện được. So với cô mà nói thì vẫn có chút chênh lệch. Bùi Đông Lai cũng thấy Quý Hồng đuổi theo phía sau mình, như lúc này trên mặt nàng không hề có một giọt mồ hôi, cười nói. Luận về cảnh giới thì cậu còn kém ta một chút. Quý Hồng vừa cười vừa bước về phía Bùi Đông Lai. Bất quá về quyết chiến, thực lực của cậu cũng không kém gì ta. Nếu không vừa rồi ta đã đuổi kịp cậu. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Bởi vì tố chất thân thể hắn thật sự quá biến thái, cộng thêm hắn kết hợp việc tập luyện nội công và ngoại công, đã giúp hắn khôi phục một số kỹ xảo chiến đấu của Tiêu Phi, đã giúp hắn trong cùng cảnh giới là vô địch, mặc dù gặp phải cao thủ ám kính đại thành cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu như đồng ý sử dụng súng, thì ta thà đi mua khối đậu hũ đập đầu tự sát cũng không cùng cậu quyết đấu. Quý Hồng bổ sung thêm một câu, nàng biết Bùi Đông Lai một mình huyết tẩy dòng binh đoàn Siberia, lúc biết được tin tức ấy nàng cũng cực kỳ rung động. Nếu như sử dụng vũ khí lạnh thì khó mà nói được. Bùi Đông Lai biết Quý Hồng là đồ đệ của cô Độc Phong Ảnh, biết nàng có một tay kiếm thuật tuy chưa phải là xuất thần nhập hóa, nhưng mà nếu kết hợp với ám kính thì cho dù hắn vận dụng vũ khí lạnh cũng không nắm chắc thắng được nàng. Lão bản thân ái, cậu đã nói như thế không bằng chúng ta luận bàn một phen. Quý Hồng cười xấu xa nói. Ta dùng kiếm, cậu dùng tay không, thế nào? Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến. Nếu không thì ta sử dụng kiếm, cậu dùng song thiết côn của mình. Hai mắt Quý Hồng mị mị nhìn Bùi Đông Lai. Cút! Bùi Đông Lai tức giận mắng. Khanh khách! Nghe được tiền Bùi Đông Lai chửi bới, Quý Hồng không giận mà lại cười đầy dâm đãng, nguyên văn là thế đó, sau khi ngưng cười nàng bình tĩnh nói. Ngày hôm qua cậu nói Trần Quốc Đào muốn dẫn cậu đi đại đội đặc chủng, lúc nào mới đi? Sau khi luyện công buổi sáng xong thì qua. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ nói. Cậu tiếp tục lưu lại Giang Ninh đi, để Liễu tỷ về Đông Hải trước. Tốt! Quý Hồng hiểu rõ việc Diệp Tranh Vanh rất muốn trừng phạt Dương Sách, Bùi Đông Lai muốn nàng lưu lại là vì ngư ông đắc lợi. Nếu ta đoán không sai, hôm nay ta đi sẽ bị kiểm tra, nếu không chúng ra luận bàn làm nóng người. Bùi Đông Lai chủ động đưa ra đề nghị. Lần này, Quý Hồng trừng mắt nhìn hắn. Cút! Bùi Đông Lai cười hắc hắc, không nói gì nữa, giống như mọi ngày lại luyện tập bộ quyền pháp vô danh mà Bùi Vũ Phu đã dạy. Đại đội trưởng đặc khu Giang Ninh là Ngưu Lỗi, là cháu của Ngưu Chí Quân. Khi Bùi Đông Lai đánh xong một bài quyền, Quý Hồng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Nga! Bùi Đông Lai dừng lại, như có suy nghĩ gì. Ở trong mắt của người dân, quân đội là anh hùng bảo vệ quốc gia, trong mắt người cầm quyền, quân nhân là súng, quân nhân dùng hài cốt của mình xây dựng nên giang sơn của họ. Quý Hồng như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười trên môi chợt biến mất, giọng nói mang theo vài phần lãnh ý. Diệp Cô Thành còn như thế, huống hồ là một đại đội trưởng quân khu đặc chủng, cậu cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Nếu như hắn đem mình như là một gã quân nhân, ta sẽ dành cho hắn đủ sự tôn trọng. Bùi Đông Lai cười nhạt.
Bùi Đông Lai tuy không nói nửa câu sau nhưng Quý Hồng trong lòng lại vì nhiêu lỗi mà mặc niệm. 7 giờ 40 phút, Bùi Đông Lai đến cửa của quân khu Giang Ninh. Xin xuất trình giấy tờ. Tên lính gác cũng không biết thân phận của Bùi Đông Lai, thấy hắn dừng xe bèn lập tức tiến lên hỏi. Mặc dù Bùi Đông Lai nhìn ra tính của mình và Trần Quốc Hòa rất hợp nhau, đối với hắn cũng rất thưởng thức, nhưng hắn vẫn mỉm cười đem giấy căn cước đưa cho lính gác. Bá! Chứng kiến trên căn cước của Bùi Đông Lai viết 3 chữ Bùi Đông Lai thì hai mắt tên lính gác đột nhiên mở to ra, sau đó đem căn cước trả lại cho Bùi Đông Lai rồi cúi chào. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi vì sáng nay có người phân phó hắn, có một người tên là Bùi Đông Lai sẽ tiến vào quân khu, cấp trên yêu cầu cho hắn tự do ra vào. Cảm ơn. Mắt thấy tên lính gác ra hiệu được phép đi, Bùi Đông Lai mỉm cười cảm ơn, lái chiếc Mercedes-Benz S350 Quý Hồng lái hôm qua đi vào quân khu. Sau khi tiến vào quân khu, Bùi Đông Lai một đường thông suốt không ai hỏi hắn, còn cúi chào hoan nghênh. Mà lính gác ở các vị trí bí mật cũng không xuất hiện. Dọc theo đường đi trong quân khu, Bùi Đông Lai đi ô tô tới khu nhà của sĩ quan cao cấp. Đông Lai, thủ trưởng đợi cậu đã lâu. Thấy Bùi Đông Lai nhảy xuống xe, cảnh vệ của Trần Quốc Đào vừa cười cùng Bùi Đông Lai chào hỏi. Tôi sợ ảnh hưởng tới Trần Gia Gia, không dám đến quá sớm. Bùi Đông Lai xấu hổ cười. Trung Cương cười nói. Mấy năm trước mỗi ngày thủ trưởng đều dậy từ sáng sớm để bắn súng, hiện tại không luyện súng nữa mà luyện quyền. Thân thể người già tập quyền rất thích hợp. Trung Cương vừa dứt lời, Trần Quốc Đào từ trong đi ra. Trần Quốc Đào mặc một thân quân trang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi mạnh mẽ. Thủ trưởng tốt. Mặc dù vừa làm trò trước mặt Trung Nhất xưng hô Trần Quốc Đào là Gia Gia, nhưng mà khi nhìn thấy Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai vẫn cúi đầu xưng hô thủ trưởng. Ha ha! Dường như đối với biểu hiện của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào rất hài lòng, hắn cười ha ha nói. Đi, lão tử mang cậu đi trại huấn luyện lính đặc chủng. Lời nói của Trần Quốc Đào làm Bùi Đông Lai ngẩn ra. Bởi vì ở xã hội bây giờ khi lãnh đạo đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, có người xách cặp, mở cửa xe, mà Trần Quốc Đào đều bỏ qua chỉ đem mình hắn đi quân doanh. Hai loại cách nhau một trời một vực. Hiểu được điều này, ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn Trần Quốc Đào nhiều thêm vài phần tôn kính, không nói một lời theo Trần Quốc Đào đi vào xe. Ô tô khởi động, một vài tòa nhà xung quanh chính là cha vợ của Dương Sách, Hầu Đông Bình, bên trong không ít quan lớn của quân khu nhìn chiếc ô tô chạy phía xa đều có vẻ suy nghĩ, nhưng không biết được trong lòng họ nghĩ điều gì. Xe chạy ra khỏi quân khu, ở đó đã sớm có 4 chiếc xe Việt giã đợi sẵn, 2 trước 2 sau. Bên trong xe Việt giã đều là cảnh vệ binh phụ trách bảo vệ Trần Quốc Đào, tuy rằng Trần Quốc Đào không thích phô trương nhưng thân phận hắn dù đi đâu cũng cần người bảo vệ. Đông Lai A, đại đội lính đặc chủng kia, cả một đám thằng nhãi con, ai cũng kiêu ngạo vì không muốn để bọn chúng cảm thấy cậu là lão tử cố ý nhét vào bọn chúng nên khi đến đó cậu dùng cứ dùng toàn lực, hảo hảo dạy dỗ bọn chúng cho lão tử. Thấy cảnh vệ viên đi theo, Trần Quốc Đào cũng không có để ý mà híp mắt cười. Nói xong những câu này, cặp mắt sắc bén của Trần Quốc Đào lóe lên vẻ chờ mong, hiển nhiên hắn thực sự muốn biết Bùi Đông Lai mạnh đến mức nào. Vâng thưa thủ trưởng, Bùi Đông Lai trả lời ngắn gọn, đầy vẻ quân nhân, nhưng trong lòng thấm nghĩ, không sợ ngạo khí, chỉ sợ có sát khí. Bộ đội đặc chủng được chấp nhận nhiều nhiệm vụ nhưng trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hành động trực tiếp cùng trinh sát điều tra. Hành động trực tiếp có 5 loại, hành động trảm thủ. Hành động gây rối, hành động bảo vệ, hành động chống khủng bố cùng cứu viện. Vượt qua ngàn dặm vào cứ điểm để cướp đoạt, xâm nhập sau lưng địch để tạo nên yếu tố bất ngờ, vào đầm rồng hang hổ để cứu con tin. Đây chính là những lời dùng để hình dung bọn họ. Mãnh hổ trong rừng, giao long trên biển, liệp ưng trên trời. Đây là những lời ca tụng tốt đẹp cho bọn họ. Đối với một quân nhân đặc chủng chân chính mà nói, mỗi một nhiệm vụ đều không cố định nơi trốn. Có thể là nơi đầy băng giá, có thể là trong những khu rừng nhiệt đới, cũng có thể là trong những khu đô thị phồn hoa hay là những nơi sa mạc. Dưới tình hình như thế cường độ cao, độ khó cao, độ nguy hiểm cao vượt xa người thường, huấn luyện đặc chủng là phải hoàn thành những bài huấn luyện này. Quân khu Giang Ninh đại đội đặc chủng có tên là Đằng Long, trại huấn luyện đại đội đặc chủng của Đằng Long nằm ở vùng Tử Kim Sơn, thông thường bọn hắn sẽ tập luyện ở nơi này. Nếu tập ở trên biển hoặc trên không thì sẽ di chuyển đến một trụ sở khác. Lúc 9 giờ,
hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long thân mặc quân phục, giày chiến trường, vai mang ba lô, cả người giống như một cây súng đứng thẳng trên một bãi đất trống thành một đội ngũ để đợi Trần Quốc Đào đến. Đội ngũ hình vuông, phía trước là một vị đại tá, cả người đứng thẳng tắp ở đầu hàng. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe chở theo Trần Quốc Đào cùng với 4 chiếc xe Jeep bảo vệ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trong ô tô, Trần Quốc Đào thấy được trại huấn luyện trước mắt thì nở ra nụ cười sáng lạn, mà Bùi Đông Lai thì đang nhìn về hình vẽ ở trước cửa trại. Hình vẽ này là một con cự long, cũng chính là dấu hiệu của đại đội đặc chủng Đằng Long. Khoảng cách giữa ô tô và doanh trại càng lúc càng gần, Bùi Đông Lai có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng trong doanh trại, hắn thấy được trong quân doanh chủ yếu là những bãi tập bắn cũng với nhiều thiết bị dùng để huấn luyện. Toàn đội cúi chào. Mắt thấy ô tô Trần Quốc Đào đi vào quân doanh thì tên đại tá đứng ở đầu hàng hô to. Bộp! Lời hắn vừa nói xong, hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long liền cúi chào cùng một lúc, lớn tiếng hô to. Thủ trưởng, tốt! Giọng nói của hơn 100 người vang lên cùng một lúc, giống như là một tiếng sấm, ngay cả Bùi Đông Lai ngồi trong xe cũng nghe rõ. Nghe được những tiếng hô to, nhìn vào thân ảnh mạnh mẽ của bọn họ, trong lòng Bùi Đông Lai hiện lên cảm xúc. Quen thuộc. Lúc huấn luyện quân sự, hắn đã từng bước vào quân doanh nhưng chưa có được cái cảm giác mãnh liệt như thế này. Giờ phút này, hắn cảm thấy quân doanh giống như nhà của hắn. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, Bùi Đông Lai rất rõ ràng nguyên nhân chính là linh hồn của hắn dung hợp với Tiêu Phi. Cùng lúc đó, tên đại tá kia liền đi về phía ô tô của Trần Quốc Đào. Tiểu tử, thấy nơi này thế nào? Mắt thấy ô tô sắp dừng lại. Trần Quốc Đào nhịn không được mà mở miệng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, nơi này tốt lắm. Bùi Đông Lai nghiêm trang đáp. Nếu đã tốt như vậy thì cậu hãy bỏ học mà đến đây đi. Biết Bùi Đông Lai là sinh viên của Đại học Đông Hải nên Trần Quốc Đào đưa ra cái chủ ý dám chó này. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không có cấp ra trả lời thuyết phục. Trần Quốc Đào cười mắng. Nếu cậu không đồng ý thì lão tử cũng không miễn cưỡng, bất quá. Nhất định trong lần đại bỉ vũ lần này, cậu phải giành chức quán quân cho lão tử. Vâng, thủ trưởng. Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh nói. Trần Quốc Đào cười cười. Hắc, trả lời tự tin nhanh như vậy ư. Để hôm nay lão tử cho cậu nhìn thấy cái gì gọi là tự tin. Nói xong, ánh mắt Trần Quốc Đào hiện lên vẻ mong chờ. Khi xe dừng lại, cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào tiến đến mở cửa, Trần Quốc Đào liền bước xuống xe. Cùng lúc đó, ánh mắt của hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long nhìn về phía Trần Quốc Đào, bọn hắn muốn nhìn xem là thần thánh phương nào đến đây cùng với Trần Quốc Đào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của hơn 100 người, Bùi Đông Lai bước xuống xe. Ách, thấy người xuống xe là một người trẻ tuổi thì tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều kinh ngạc. Dựa vào tình báo thì bọn hắn biết Bùi Đông Lai là đại ca hắc đạo ở Hàng Hồ, mà lúc này nhìn Bùi Đông Lai thoạt chưa quá 20 tê. Một người không đến 20 tuổi lại có thể làm đại cao hắc đạo. Nếu tin tức này không phải chính miệng Ngưu Lỗi nói ra thì toàn bộ mọi người sẽ không tin. Sau đó, ánh mắt mọi người thu lại, vẻ khinh miệt trong lòng thoáng giảm đi một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, cái gọi là đại ca hắc đạo trong mắt bọn hắn cũng giống như bọn chó gà, không chịu nổi một kích mà thôi. Bá! Mắt thấy Trần Quốc Đào xuống xe. Tên đại tá liền cúi chào, lớn tiếng. Hoan nghênh thủ trưởng đã đến trại huấn luyện của đại đội đặc chủng Đằng Long để chỉ đạo công tác. Trần Quốc Đào hoàn lễ, sau đó không nói gì, đi thẳng đến chỗ đám người đại đội đặc chủng ấy đứng, tên đại tá kia đi sát theo sau mà Bùi Đông Lai cũng đi theo cùng. Mặc dù là hơi khinh thường Bùi Đông Lai, bất quá thấy Trần Quốc Đào đi tới, thì tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều không có đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Mà là ánh mắt nhìn về phía trước, cả người thẳng tắp, không nhúc nhích. Đám thọ tử các ngươi. Rất nhanh, Trần Quốc Đào đã đi đến trước đội ngũ, sau đó ánh mắt hắn đảo qua hơn 100 thành viên này, giọng nói to. Tuy rằng các anh đã trải qua một thời gian huấn luyện, đạt được tiến bộ lớn, nhưng ta hy vọng các anh nên biết, khoảng cách đến ngày tổ chức đại hội đại bỉ vũ đã trở nên rất gần, kế tiếp ta không muốn nói nhiều lời. Các anh cần phải sử dụng toàn bộ sức mạnh để ra sức tập luyện. Vâng, thủ trưởng. Bởi vì xuất thân của Trần Quốc Đào là trinh sát cho nên hắn vô cùng thiên vị đối với bộ đội đặc chủng. Thường xuyên đến đại đội đặc chủng Đằng Long để kiểm tra công việc,
đối với việc này tất cả thành viên ở trong này cũng không xa lạ gì, ngược lại mọi người đều quen với cách phát biểu thô lỗ của Trần Quốc Đào. Nói cho các anh biết, hôm nay mục đích ta đến đây là để giới thiệu với các anh một chiến hữu mới. Trần Quốc Đào nói xong, thoáng dừng lại một chút, sau đó la lớn. Bùi Đông Lai! Đến! Bên tai vang lên thanh âm điếc tai nhức óc của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai tiến tới một bước, cúi chào. Bá! Bởi vì Trần Quốc Đào giới thiệu nên tất cả mọi thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với hàng trăm ánh mắt như vậy, Bùi Đông Lai vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Là ta tiến cử hắn gia nhập vào đại đội đặc chủng Đằng Long. Trần Quốc Đào thấy được ánh mắt khinh thường của mọi người thì trong lòng cười thầm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vì để công bằng, không để cho đám nhóc các anh nói là ta thiên vị. Nên Bùi Đông Lai sẽ tiến hành tỉ thí bắn súng cùng với cách đấu với các anh, nếu hắn thua, ta sẽ để hắn cút đi. Nghe được Trần Quốc Đào nói thế, trong lòng Ngưu Lỗi vừa động, rất muốn chủ động tiến lệnh để nghênh chiến với Bùi Đông Lai. Nhưng mà bởi vì tên đại tá kia chưa nói gì cho nên hắn chỉ có thể cố nén ý muốn ra nghênh chiến lại. Trong các anh, ai muốn ra? Đội trưởng của đại đội Đằng Chủng Đằng Long trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tôi nguyện ý. Báo cáo thủ trưởng, tôi cũng nguyện ý. Tên đại tá vừa nói xong, vài tên thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long liền hô to. Để Ngưu Lỗi ra. Không đợi tên đại tá kia lên tiếng, Trần Quốc Đào đã nói. Ách, nghe Trần Quốc Đào nói thế, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Bởi vì, mọi người đều biết luận về bắn súng hay cách đấu thì Ngưu Lỗi rất mạnh, trong đại đội đặc chủng Đằng Long không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí trong lần đại hội đại bỉ võ lần trước thì Ngưu Lỗi chính là người đứng thứ ba. Dưới tình hình như vậy, Trần Quốc Đào lại kêu Ngưu Lỗi ra để tỉ thí với Bùi Đông Lai, điều này có thể khiến bọn hắn không khiếp sợ sao? Không riêng gì bọn hắn, ngay cả đương sự là Ngưu Lỗi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, trong phút chốc, hắn liền hưng phấn, vốn hắn định kiếm cái cớ để được tỉ thí với Bùi Đông Lai, nhưng mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại gọi tên chính mình ra. Thật sự là tốt quá mà. Vâng, thủ trưởng. Trong lòng vô cùng kích động nhưng Ngưu Lỗi không có biểu hiện lên trên mặt mà là bước lên một bước, cúi chào Trần Quốc Đào. Lúc cúi chào, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Bùi Đông Lai, khóe miệng nở nụ cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thấy được ánh mắt Ngưu Lỗi hiện lên vẻ tàn nhẫn, Bùi Đông Lai cũng không để ý, mà ánh mắt hắn nhìn về phía cột cờ của Tung Cẩu. Tiêu Phi, anh đừng nói để cho tổ chức Long nha. Thậm chí là cả Tung Cẩu vì ta mà kiêu ngạo, Đằng Long chính là của ta. Ánh mặt trời chiều lên lá cờ Tung Cẩu, Bùi Đông Lai nắm chặt hai tay. Ngày này, hắn bước chân vào quân doanh. Sau khi làm ra quyết định, Bùi Đông Lai không dám chậm trễ, trực tiếp đi về phía Ngưu Lỗi. Cậu là người được thủ trưởng tiến cử, nói như vậy chắc hẳn là thuật bắn súng rất tốt, xin được chỉ giáo. Vẻ mặt Ngưu Lỗi nghiêm túc nói. Nhưng mà trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích thậm chí là châm chọc. Dù sao, người trong quân đội có thể bắn giỏi hơn hắn thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên, hắn sẽ không coi Bùi Đông Lai là một trong số đó. Nếu là chỉ giáo thì không thành vấn đề. Nghe được vẻ trào phúng trong giọng nói của Ngưu Lỗi, Bùi Đông Lai không nóng không lạnh đáp lại, chẳng những lựa chọn đối chọi gay gắt, còn phát ra cảnh cáo đối với Ngưu Lỗi. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, sắc mặt của Ngưu Lỗi trở nên âm trầm, hắn hử lạnh một tiếng. Đưa súng cho Bùi Đông Lai rồi quay trở lại vị trí của mình, khi cùng Bùi Đông Lai gặp thoáng qua thì vẻ âm tàn trong đôi mắt hắn chợt lóe lên. Thủ trưởng, đổi thành 6 cái đi. Nhận lấy súng, Bùi Đông Lai không để ý đến Ngưu Lỗi mà cầm lên tay, sau đó quay mặt lại nói với tên đại tá kia. 6 cái. Tên đại tá kia nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì liền nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vẻ mặt khác lạ nhìn Bùi Đông Lai. Hắn biết rõ, nếu đổi thành 6 dĩa bay thì trong vòng 46S Bùi Đông Lai nhất định phải bắn liên tục 6 phát, hơn nữa tất cả đều phải trúng đích. Dưới tình hình như thế, cần phải cam đoan 6 phát trúng cả 6, đây là một điều không thể. Lúc tên đại tá kinh ngạc thì tất cả thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long cũng tỏ ra nghi hoặc. Bọn hắn cảm thấy được nếu đem bọn hắn đổi thành Bùi Đông Lai thì bọn hắn sẽ trực tiếp nhận thua để tránh mất mặt, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại thay đổi từ 3 cái lên 6 cái, điều này có thể khiến bọn hắn không khiếp sợ sao?
không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Ngưu Lỗi đang quay lại đội hình cũng phải dừng bước. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của hắn mở to ra. Hắn từng thử qua bắn 6 cái, kết quả là hắn chỉ có thể bắn trúng 3 cái. Tất cả chuyện này đơn giản là 3 cái cùng 6 cái hoàn toàn là hai việc, không phải đơn giản như vậy. Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai lại đề nghị thành đổi từ 3 thành 6, điều này vượt xa suy nghĩ của hắn. Hắn biết rõ, dùng súng trường 95 trong vòng 46S để bắn trúng cả 6 mục tiêu thì đây là việc chỉ tồn tại trên lý thuyết. Hắn cho rằng dù là thành viên của Long Nha cũng không thể làm được. Hắn nhất định là muốn dùng phương thức này để giảm bớt sỉ nhục. Trong đầu Ngưu Lỗi suy nghĩ như vậy, Bùi Đông Lai dùng 6 cái nhưng chỉ cần bắn trúng 3 cái thì như vậy cũng có thể ngẩng mặt rồi. Cứ đổi thành 6 cái đi. Trần Quốc Đào cũng bị Bùi Đông Lai làm cho cả kinh, nhưng mà hắn liền trở nên bình tĩnh lại, giống lớn. Bởi vì hắn rất muốn xem Bùi Đông Lai biểu diễn. Đổi thành 6 dĩa bay đi. Mắt thấy Trần Quốc Đào hạ mệnh lệnh, tên đại tá kia tuy rằng khiếp sợ nhưng mà hắn liền lấy lại tinh thần, vội vàng hạ lệnh cho tên thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long. Sau đó, Bùi Đông Lai liền bước đến phía trước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cầm súng lên, tinh thần tập trung cao độ. Vù, 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 vù. Sau đó, 6 chiếc dĩa bay được bắn lên. Nhắm, bắn, bằng. Một tiếng súng vang, một chiếc dĩa bay nổ tung. Bằng. Tiếng súng thứ 2 vang lên, thêm một cái nữa bị nổ tung. Bằng. Cái thứ 3. Bằng. Bằng. Trong chớp mắt, 5 dĩa bay đã bị nổ tung. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai bắn lần thứ 6, dĩa bay thứ 6 đã rơi xuống đất. Ách. Mặc dù Bùi Đông Lai không bắn chúng toàn bộ, nhưng mà đã khiến toàn bộ mọi người khiếp sợ. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn đứng ngây ngốc giống như một pho tượng. Vèo 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 vèo. Sau đó, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, 6 cái dĩa bay khác lại được bắn lên. Pằng 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 pằng. Lúc này đây, Bùi Đông Lai liên tục nổ súng 6 lần. Lúc này đây, toàn bộ dĩa bay trên không trung đã bị nổ tung. Ngây người. Thấy như vậy một màn, bao gồm cả Trần Quốc Đào ở bên trong, tất cả mọi người ngây người. Bùi Đông Lai bắn trúng 5 cái đã khiến Trần Quốc Đào chấn kinh rồi, hiện giờ Bùi Đông Lai lại bắn trúng hết 6 cái, điều này có thể khiến Trần Quốc Đào không khiếp sợ sao? Phải biết rằng, bắn trúng 5 cái và 6 cái là một chuyện khác xa nhau. Trong lúc nhất thời, đám người Trần Quốc Đào đều không thể tưởng tượng nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, điều này làm sao có thể? Trong chuyện này, người kinh hãi nhất chính là Ngưu Lỗi và Trần Quốc Đào. Bởi vì 2 năm trước đây, trong lúc tham gia đại bí võ thì đã từng thấy một người được xưng là thần súng dùng súng trường 95 bắn dĩa bay, hắn chỉ bắn 4 lần, một lần trúng 3 cái, 2 lần trúng 4 cái và chỉ có một lần trúng 5 cái. Mà mới rồi Bùi Đông Lai bắn một lần trúng 5 cái, một lần bắn trúng 6 cái. Đó cũng chính là nói, thuật bắn súng của Bùi Đông Lai so với người xưng là thần súng kia còn ngưu bức hơn. Mà trước khi tỉ thí, hắn cho rằng BDLD không có khả năng bắn trúng 3 cái. Lúc này, hắn cảm giác được bản thân mình đã bị tát một bạt tai vào mặt, hắn không rõ được cảnh tượng trước mắt là thật hay mơ. So sánh với Ngưu Lỗi mà nói thì trong lòng của Trần Quốc Đào rung động còn nhiều hơn. Lúc trước hắn mang theo Trần Anh và Tiêu Phi trở về Giang Ninh, đã từng nổi hứng mang theo Trần Anh và Tiêu Phi bắn dĩa bay. Kết quả là Trần Anh chỉ có thể bắn trúng nhiều nhất là 5 cái, cho dù người được xưng là Long Nha thứ 3 Tiêu Phi cũng không chắc 100% có thể bắn được 6 cái. Mà Bùi Đông Lai chỉ bắn 2 lần đã bắn được 6 cái. Không có để ý đến vẻ khiếp sợ của mọi người, Bùi Đông Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì chưa bao giờ dùng súng trường 95 bắn dĩa bay cho nên lúc khi Ngưu Lỗi bước lên bắn thì hắn đã cẩn thận quan sát, hơn nữa còn tính đến tốc độ và quy luật bay của nó. Thông qua 2 lần quan sát, thì hắn đã nắm rõ. Lúc sau, đến lượt hắn bắn thì lần đầu tiên vì muốn an toàn cho nên hắn chỉ bắn trúng 5 cái. Đến lần thứ 2, cả người hắn tiến vào một trạng thái không minh. Trong đầu dần hiện ra hình ảnh 6 cái dĩa bay, hắn cứ vậy mà bắn rớt cả 6 cái. Xem ra, bản thân đã dung hợp được kỹ năng tác chiến của Tiêu Phi rồi. Bùi Đông Lai cầm súng xoay người trở lại, không để ý đến gã đại tá đang khiếp sợ,
mà là đi đến chỗ của thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long. Ngưu đội trưởng, còn muốn tiếp tục tỉ thí sao? Rất nhanh, Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh Trần Quốc Đào, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Quốc Đào hỏi. Nghe được Bùi Đông Lai nói vậy, toàn bộ thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bọn hắn đã thu liễm lại vẻ cuồng ngạo kia. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Bùi Đông Lai không có một chút khinh miệt, nếu có thì đó chính là vẻ sùng bái, so với Ngưu Lỗi thì chỉ có hơn chứ không kém. Cường giả vi tôn. Đây là một đạo lý ở khắp mọi nơi. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, bọn hắn chưa bao giờ ngồi ăn nhậu với Bùi Đông Lai, chẳng qua Bùi Đông Lai bằng thân phận của đại ca hắc đạo hơn nữa lại được Trần Quốc Đào đặc cách để gia nhập vào Đằng Long, điều này làm cho bọn hắn có chút khó chịu. Giờ phút này, bọn hắn thấy thuật bắn súng của Bùi Đông Lai ngưu bước đến như thế, điều đó làm cho bọn hắn tin rằng tuyệt đối Bùi Đông Lai sẽ không giống như những gì Ngưu Lỗi nói ra. Bởi vì biểu hiện của Bùi Đông Lai mà thái độ toàn bộ đám thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đã thay đổi, mà vẻ mặt của Ngưu Lỗi thì trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn không tin Bùi Đông Lai có thể dùng súng trường 95 bắn hết 6 cái dĩa bay, nhưng mà nhìn vẻ mặt biến hóa của những chiếu hữu bên cạnh hắn, thì hắn biết tất cả mọi chuyện là sự thật. Còn muốn tỉ thí sao? Đáp án đã quá rõ ràng. Ở Ngưu Lỗi xem ra, lấy thuật bắn súng biến thái của Bùi Đông Lai, nếu như hắn còn vác mặt tỉ thí tiếp với Bùi Đông Lai thì quả thật đây chính là tự tìm lấy nhục. Kỹ thuật bắn súng của cậu hơn xa ta thua tâm phục khẩu phục. Bởi vì có Trần Quốc Đào và tên đại tá kia đứng đây nên Ngưu Lỗi chỉ có thể ngăn chặn cơn phẫn nộ trong lòng, bộ dạng làm ra vẻ tâm phục khẩu phục. Bị người tát một phát vào mặt hơn nữa còn lại tới trước mặt người tát mình, cúi người nói. Ra ra, ngài đánh tốt lắm. Đây là hình ảnh miêu tả chân thật của Ngưu Lỗi ngay lúc này. Nhưng mà, mặc dù Ngưu Lỗi đã cố gắng che giấu vẻ hận ý nhưng Bùi Đông Lai đã nhận thấy. Trời có lúc mưa, gái lớn lấy chồng, nếu mày muốn tàn phế thì tao liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Bên tai vang lên lời nói biệt khuất của Ngưu Lỗi, nhìn thấy vẻ hận ý chôn sâu trong ánh mắt của hắn, trong lòng Bùi Đông Lai không có một chút nhân từ. Ha ha, tốt. Mắt thấy Ngưu Lỗi mở miệng cam tâm nhận thua, Trần Quốc Đào cười ha ha. Đám tiểu tử các cậu, chính miệng đội trưởng các cậu đã mở miệng nhận thua, việc này có tính là công bằng không? Báo cáo thủ trưởng, công bằng. Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào, trừ Ngưu Lỗi ra thì toàn bộ thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều trả lời một cách thuyết phục. Dường như, bọn hắn muốn dùng phương thức này để biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình dành cho Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên những tiếng đinh tai nhức óc của đám chiến hữu, Ngưu Lỗi chỉ cảm thấy dường như đó là âm thanh khó nghe nhất trong cuộc đời. Vì vậy, lòng hận ý của hắn đối với Bùi Đông Lai lại tăng cao lên, thậm chí đã biến thành sát ý. Tỉ thí bắn súng đã kết thúc, kế tiếp là tiến hành cách đấu. Trần Quốc Đào tươi cười nói. Vẫn là quy cũ, chỉ cần Bùi Đông Lai bại, ta sẽ để hắn cút khỏi đây. Chẳng lẽ thực lực cách đấu của người kia cũng khủng bố như thuật bắn súng sao? Mặt thấy Trần Quốc Đào vô cùng tin tưởng Bùi Đông Lai, các thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền không nhịn được mà thầm hỏi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong lòng của Ngưu Lỗi cũng thầm nói. Bất quá, rất nhanh hắn liền bỏ qua ý định này. Hắn và đại đa số thành viên đặc chủng quân nhân đều giống nhau, đều luyện ngoại công, có thân hình cứng rắn như sắt. Hơn nữa năng lực đánh nhau lại mạnh mẽ, tốc độ, lực lượng, sức bật cùng tốc độ phản ứng có thể nói là đứng đầu, trong quân đội người có thể chiến thắng hắn là không nhiều. Ngược lại, trong lần tham gia đại hội bộ đội đặc chủng đại bỉ võ toàn quốc thì hắn đã nằm trong top 3 của phần cách đấu. Đây cũng nói là trong quân đội, người có thể chiến thắng cũng chỉ có 2 người. Dưới tình hình như vậy, hắn cảm thấy được. Nếu khả năng cách đấu của Bùi Đông Lai biến thái như thế thì hắn đã vào Long Nha rồi mà không cần phải vào đại đội đặc chủng Đặc Long làm gì. Thủ trưởng, tỉ thí cách đấu cùng bắn súng khác nhau, sẽ dễ gây tổn thương. Lúc này, tên đại tá kia liền chạy đến bên cạnh Trần Quốc Đào, mang theo vài phần lo lắng nói. Nghe được tên đại tá kia nói vậy, Trần Quốc Đào cau mày nói. Nam nhân chiến đấu tại sao lại không thể bị thương? Thủ trưởng. Ý của tôi không phải là như vậy, ý của tôi chính là sau này Bùi Đông Lai kia đại biểu cho đại đội đặc chủng Đằng Long tham gia đại bỉ võ mà Ngưu Lỗi cũng sẽ thi, nếu hai người họ tỉ thí dẫn đến bị thương thì. Tên đại tá kia biết tuy Trần Quốc Đào đã cao tuổi nhưng mà lòng lại chưa lạnh,
đành phải cười khổ nói. Tôi đề nghị để bọn họ đến điểm thì nên dừng. Như thế thì, Trần Quốc Đào hơi trầm ngâm, cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của tên đại tá kia. Được rồi, tới điểm là dừng. Trước khi đến, Bùi Đông Lai đã tôn trọng Trần Quốc Đào, tôn trọng với một người quân nhân. Chỉ cần Ngưu Lỗi không chủ động bới móc hắn thì hắn sẽ không để cho Ngưu Lỗi khó chịu. Hiện giờ, nghe được Trần Quốc Đào nói vậy thì Bùi Đông Lai không có phản bác. Mà Ngưu Lỗi cũng không phản bác, chỉ là trên mặt hắn hiện lên vẻ chần chờ. Trôi qua rồi biến mất. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Ngưu Lỗi đã trở nên kiên định. Cuối cùng hắn quyết định phế một bàn tay của Bùi Đông Lai. Bởi vì chỉ có như thế thì hắn mới có thể báo thù giúp Ngưu Hải Đào, mới có thể rửa sạch nổi sỉ nhục mà Bùi Đông Lai gây ra cho hắn lúc nãy. Còn về phần Trần Quốc Đào vừa nói đến điểm là dừng, hắn có thể giải thích. Cũng không cần phải đi đến sân thi đấu làm gì, hai người tỉ thí ở đây đi. Xin chỉ giáo. Nghe được Trần Quốc Đào nói thế, Ngưu Lỗi không hề lãnh đạm mà bước ra ý bảo với Bùi Đông Lai, sau đó bước lên vẻ đất trống bên cạnh, bước đi vô cùng tự tin. Nếu Bùi Đông Lai không thấy được vẻ âm tàm trong mắt Ngưu Lỗi thì chắc chắn hắn sẽ đáp lại cùng nhau học tập. Hiện giờ, Bùi Đông Lai đã xác định Ngưu Lỗi muốn mượn cớ lần này để trả thù thì hắn cũng không cần khách sáo, hắn chỉ im lặng bước lên phía trước. Vô thanh thắng hữu thanh. Bùi Đông Lai trầm mặc, điều này làm cho Ngưu Lỗi căm tức. Vài giây sau, trên bãi đất trống. Vẻ mặt của Ngưu Lỗi đã trở nên bình thường, không có phẫn nộ, chỉ có nghiêm túc. Sau đó, Bùi Đông Lai bước đi tới, hai người cách nhau khoảng 15 mét. 15 mét, đối với người thường mà nói thì đó là một khoảng cách khá xa. Nhưng mà đối với Bùi Đông Lai, người đã đạt đến cảnh giới ám kính thì khoảng cách ấy nói xa cũng không xa mà gần cũng không gần. Bởi vì cậu là người thủ trưởng tiến cử, vì muốn tôn trọng ông, ta có thể nhường cậu 5 chiêu. Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng lại, cả người Ngưu Lỗi giống như một thanh lợi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Làm cho người ta có cảm giác phát lạnh. Từ lúc ta luyện võ đến giờ, có chưa có người nào nhường ta 5 chiêu. Đối mặt với lời khiêu khích của Ngưu Lỗi, Bùi Đông Lai chỉ cười cười. Bởi vì, ở trong 5 chiêu bọn hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại. Dưới ánh mặt trời, giọng nói Bùi Đông Lai không lớn, nhưng lại đủ để cho Ngưu Lỗi thậm chí là đám người Trần Quốc Đào nghe rõ. Ách! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, trừ Trần Quốc Đào ra thì toàn bộ mọi người đều hiện lên vẻ quái dị. Khóe mặt Ngưu Lỗi giật giật, vừa rồi sở dĩ hắn nói như vậy là muốn đả kích khí thế của Bùi Đông Lai, ngoài ra hắn còn muốn lấy lại một chút mặt mũi. Mà Bùi Đông Lai trực tiếp đem lời hắn trở thành giấm thối. Xuất chiêu đi. Mắt thấy Ngưu Lỗi bị tức giận, Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, nhưng mà lời nói của hắn thiếu chút nữa làm toàn bộ mọi người hộc máu. Cơ hội chỉ có một lần. Bịch. Lúc này đây, Ngưu Lỗi không nói nhiều, chân phải hắm dậm xuống đất. Cả người Ngưu Lỗi trực tiếp bay thẳng đến Bùi Đông Lai, giống như là tên rời khỏi cung, tốc độ vô cùng khủng khiếp, phát ra những tiếng vù. Vù. Thấy được Ngưu Lỗi ra tay, Bùi Đông Lai liền biết rõ thực lực của Ngưu Lỗi không thua gì so với Jason, thậm chí có thể nói là hắn sàn sàn với Lúc Phu. Nếu là lúc Bùi Đông Lai chưa bước vào cảnh giới ám kính, chưa cùng Lúc Phu trải qua sinh tử chiến thì chắc chắn hắn không phải là đối thủ của Ngưu Lỗi. Thế giới này không có nếu. Đối với Bùi Đông Lai hiện giờ mà nói, mặc dù thực lực cách đấu của Ngưu Lỗi có thể nói là người đứng đầu trong quân đội, nhưng mà trong mắt hắn không đáng giá để nhắc tới. Đối mặt với khí thế như cầu vòng của Ngưu Lỗi thì, Bùi Đông Lai vẫn bất động, cả người vững vàng đứng nguyên tại chỗ. 3. Rất nhanh. Cả người Ngưu Lỗi giống như một trận gió lướt đến bên người cách Bùi Đông Lai khoảng 3 mét, chân phải hắn lại phát lực. Không thể không nói, Ngưu Lỗi có thể đạt được hạng 3 trong lần đại bỉ võ là một điều xứng đáng. Lần này, chẳng những hắn cải biến tiết tấu tấn công, hơn nữa thông qua thanh ẩm để làm quấy nhiều tầm mắt cùng hơi thở của Bùi Đông Lai, khiến Bùi Đông Lai trong giây phát không thể phát động công kích. Nếu là đối thủ bình thường, Ngưu Lỗi làm như vậy, hơn phân nữa sẽ thành công. Nhưng mà, người hắn đối mặt chính là Bùi Đông Lai. Hô! Một cước dậm xuống đất, cả người hắn thay đổi phương hướng, một cước nhắm ngay mắt cá chân của Bùi Đông Lai đá vào. Trong cơ thể con người, các khớp xương chính là một trong những nơi yếu nhất, một khi bị đánh chúng sẽ gãy. Lần này, Ngưu Lỗi muốn đá gãy chân của Bùi Đông Lai. Ánh mặt trời chói mắt,
bụi đất tung bay. Đối mặt với thế công hung ác của Ngưu Lỗi, Bùi Đông Lai nhắm hai mắt mình lại. Ngưu Lỗi thấy vậy thì tưởng rằng mắt của Bùi Đông Lai đã bị bụi đất bay vào. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, khóe miệng hắn nở lên nụ cười lạnh. Nhưng mà, rất nhanh, khóe miệng hắn đã cứng lại. Bởi vì, đối mặt với một cước của Ngưu Lỗi, Bùi Đông Lai nhắm mắt nhưng lại có thể dễ dàng né tránh một đòn này. Hô! Thấy vậy, sắc mặt Ngưu Lỗi hơi đổi, sau đó hắn cũng không dừng lại, hóa thủ vi đao, trực tiếp chém về phía xương bả vai của Bùi Đông Lai. Một khi xương bả vai bị tổn thương, căn bản sẽ không thể làm việc nặng, thậm chí là không thể luyện võ. Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền muốn phế bỏ công phu của Bùi Đông Lai. Lần ra tay này của Ngưu Lỗi, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Đối với một tên phú hào mà nói, trong một đêm hắn từ một tên tỷ phú biến thành một tên ăn mày, điều này so với giết hắn còn đau khổ hơn. Đồng dạng, đối với người luyện võ mà nói, một khi phế đi võ công thì điều này sẽ làm hắn sống không bằng chết. Mục đích của Ngưu Lỗi rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân là Trần Quốc Đào nên hắn không thể giết chết Bùi Đông Lai, nhưng mà hắn có thể phế đi công phu của Bùi Đông Lai, khiến Bùi Đông Lai sống không bằng chết. Hô! Nương theo một tiếng xé gió, cánh tay của Ngưu Lỗi giống như một thanh đao chém thẳng về phía xương tỳ bà của Bùi Đông Lai, kính phong sắc bén làm lông tơ của Bùi Đông Lai dựng đứng lên. Hai chân Bùi Đông Lai mới chạm đất, cảm nhận được kình phong đánh đến, cả thân hình hắn liền nghiêng qua, trực tiếp để tay của Ngưu Lỗi đánh vào không khí. Bá! Sau khi né tránh, Bùi Đông Lai không đợi Ngưu Lỗi phát động lần công kích thứ ba, hai mắt đang nhắm của hắn đột nhiên mở ra. Lúc nãy, tuy rằng hai mắt Bùi Đông Lai nhắm lại nhưng mà hắn đã đạt đến cảnh giới ám kính, cho nên căn bản không cần dùng mắt để nhìn công kích của đối thủ, mà hắn thông qua sự biến đổi khí huyết của đối thủ mà đoán được những đòn công kích của đối phương. Cho nên, mở mắt hay nhắm mắt đối với hắn không quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân mà Bùi Đông Lai có thể thoải mái tránh khỏi một kích của Ngưu Lỗi. Lúc này, hai mắt hắn mở ra, giống như là hai thanh đao nhìn tập trung vào Ngưu Lỗi. Một cỗ chiến ý sôi trào trong người hắn, cả người giống như là chiến thần hạ phàm, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chiến thắng. Ách! Ngưu Lỗi vốn định rèn sát khi còn nóng muốn phát động công kích, nhưng mà khi thấy được đôi mắt Bùi Đông Lai tràn ngập sát ý, chiến ý cả người Bùi Đông Lai bùng nổ thì Ngưu Lỗi giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi, lông tơ cả người dựng đứng lên, lập tức lui lại. Bởi vì trong lòng hắn dâng lên một cỗ nguy hiểm. Ngưu đội trưởng làm sao vậy? Bên ngoài, tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long thấy một màn như vậy thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Quốc Đào không có nghi hoặc. Hắn biết rõ thực lực của Bùi Đông Lai, biết được lúc này Bùi Đông Lai đã không còn che giấu thực lực nữa, điều ấy đã khiến Ngưu Lỗi nhận ra nguy cơ. Sao lại thế này? Khí thế của hắn làm sao mà tăng mạnh như thế? Bởi vì bị khí thế của Bùi Đông Lai dọa cho hoảng sợ, cho nên sau khi lùi lại khoảng 10 mét thì Ngưu Lỗi mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn mang theo vài phần sợ hãi. Ở hắn xem ra, mặc dù là khi hắn thi đấu ở Đại Bỉ Võ cũng không ai có khí thế khủng bố như Bùi Đông Lai được. Khiếp sợ đồng thời Ngưu Lỗi nhận thấy được ánh mắt của Bùi Đông Lai vẫn tập trung vào mình, hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Chỉ cần Bùi Đông Lai nguyện ý, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị chém giết. Nỗi sợ hãi trong lòng của Ngưu Lỗi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân. Sau đó, ở lúc Ngưu Lỗi kinh hồn, ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người Trần Quốc Đào, cuối cùng Bùi Đông Lai cũng động. Chính xác ra là bọn hắn không thấy được Bùi Đông Lai động như thế nào, chỉ là phát hiện được Bùi Đông Lai đã biến mất. Đúng vậy. Dưới ánh mặt trời, hắn biến mất giống như là một u linh. Ực, ở trong nháy mắt Bùi Đông Lai biến mất, sắc mặt Ngưu Lỗi đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không suy nghĩ sẽ đánh vỡ xương tỳ bà của BDL đi nữa, mà cả người hắn bị một cổ hơi thở nguy hiểm bao phủ. Điều này đã bắt đầu làm cho hắn muốn lui ra phía sau. Dường như hắn muốn cách xa Bùi Đông Lai ra một chút. Chuyện gì? Mắt thấy Bùi Đông Lai đột nhiên biến mất, Ngưu Lỗi thì lui lại phía sau. Một gã thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long không nhịn được mà hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức tới sai lầm của mình, vội vàng nhìn Trần Quốc Đào một cái, phát hiện Trần Quốc Đào cũng không thèm để ý,
mà lúc này Trần Quốc Đào đang chăm chú nhìn vào cuộc quyết đấu giữa sân, điều này mới làm cho hắn cảm thấy yên lòng. Sao lại thế này? Đây cũng là chuyện mà tất cả thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long muốn biết. Chuyện gì? Bùi Đông Lai đã trả lời cho câu hỏi của bọn hắn. Bên trong sân, thân ảnh Bùi Đông Lai lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn trừng to mắt, đờ người ra. Bởi vì, Bùi Đông Lai xuất hiện ở sau lưng của Ngưu Lỗi. Lui đủ chưa? Bùi Đông Lai dùng một loại ngữ khí hài hước hỏi. Bá! Nghe được từ sau lưng truyền đến giọng nói của BDDL, sắc mặt của Ngưu Lỗi đại biến. Hô! Trong lúc nguy cấp, hắn không suy nghĩ nhiều mà là xoay người, tay phải như chớp, chém vào giữa hai đùi của Bùi Đông Lai. Hầu tử thâu đào. Lúc này, lấy kinh nghiệm nhiều năm, Ngưu Lỗi liền phản kích, cố gắng lấy công làm thủ. Mắt thấy Ngưu Lỗi xuất chiêu, Bùi Đông Lai không có né tránh, tay phải đột nhiên chém xuống cánh tay của Ngưu Lỗi. Bụp! Ám kình bùng nổ. Bởi vì ngoại công của Ngưu Lỗi đã luyện đến cự hạn, xương cốt vô cùng cứng rắn cho nên cánh tay của hắn không bị ám kình làm vỡ ra, nhưng mà cánh tay của hắn cũng run lên. Bất chi bất giác, khí huyết cả người quay cuồng, thân thể cũng theo đó mà dừng lại. Bá! Sau đó, không đợi Ngưu Lỗi rút tay ra, năm ngón tay của Bùi Đông Lai đã nhanh như chớp chụp vào, chế trụ cánh tay của Ngưu Lỗi. Ta nói rồi, mày chỉ có một cơ hội. Nói xong, cánh tay Bùi Đông Lai phát lực, trực tiếp kéo Ngưu Lỗi đến trước người mình. Vù! Cùng lúc đó, tay trái Bùi Đông Lai chém ra, hướng về khuôn mặt của Ngưu Lỗi. Khí huyết cả người Ngưu Lỗi vốn quay xuống, đột nhiên bị Bùi Đông Lai kéo một cái, trọng tâm hoàn toàn mất đi, căn bản không thể làm ra hành động phản kháng hay trốn tránh. Bốp! Ngay sau đó, một tiếng tát vang lên, bàn tay của Bùi Đông Lai đã tát vào mặt Ngưu Lỗi. Một tát, hai tát, ba tát, bốn tát. Động tác của Bùi Đông Lai hành văn liền mạch lưu loát. Một tát này, mặc dù Bùi Đông Lai không có phát ra ám kình nhưng mà lực đạo cũng vô cùng khủng bố, cả thân thể của Ngưu Lỗi liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, khóe miệng Ngưu Lỗi đầy máu, máu tươi cùng răng của hắn rơi xuống đất. Bên ngoài, tất cả mọi người thấy Ngưu Lỗi bị đánh văng ra ngoài thì hoàn toàn sợ ngây người. Phải biết rằng, thực lực cách đấu của Ngưu Lỗi trong cả đại đội đặc chủng Đằng Long là lợi hại nhất, hơn nữa hắn từng đứng thứ ba trong đại bỉ võ. Huống chi, bọn hắn đều rõ nếu vừa rồi Bùi Đông Lai hạ sát thì rất có thể Ngưu Lỗi cũng sẽ không thể ngăn cản nổi. Một người đứng thứ ba trong đại bỉ võ lại bị Bùi Đông Lai trêu chọc. Nếu không phải tận mắt thấy thì bọn hắn sẽ không tin tất cả mọi chuyện. Thậm chí, ở nhóm bọn hắn xem ra, ngay cả cái gọi là thành viên Long Nha cũng không được. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Trần Quốc Đào cũng bị cả kinh không nhẹ. Bởi vì cháu gái hắn là Trần Anh từng là thành viên của Long Nha cho nên Trần Quốc Đào rất rõ ràng, thành viên Long Nha được chia thành rất nhiều loại, cũng giống như trong tung của thì trừ Diệp Cô Thành ra thì Tiêu Phi chính là người mạnh nhất, mà thân là đồ đệ của Diệp Cô Thành, Trần Anh cũng được coi là một tinh anh. Nguyên bản khi nghe Trần Anh nói không chắc thắng được Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào có lòng tin vào thực lực cách đấu của Bùi Đông Lai. Hiện giờ thấy được Bùi Đông Lai ra tay, Trần Quốc Đào rất rõ ràng, lấy thực lực cách đấu của Bùi Đông Lai thì cho dù là thành viên yếu nhất của Long Nha cũng không thể miễu sát được Ngưu Lỗi nhưng mà Bùi Đông Lai lại có thể làm được. Mà hiện tại đúng là như thế, giờ đây Bùi Đông Lai đã bước vào cảnh giới ám kính. Dưới tình hình như vậy, hắn dựa vào thân thể biến thái cùng với năng lực tiên thiên vốn có, chẳng những có thể vô địch trong những người cùng cảnh giới thậm chí là có thể khiêu chiến vượt cấp. Lúc đối mặt với cao thủ ám kính đỉnh phong thì cũng không thể rơi vào thế hạ phong được. Mà Diệp Cô Thành, người mạnh nhất trong Long Nha cũng chỉ là ám kính đại thành mà thôi. Dầm! Lúc này Ngưu Lỗi bị một tát của Bùi Đông Lai bắn văng ra ngoài, trực tiếp rớt xuống đất. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn thì cho dù chúng một đòn cũng có thể đứng vững, lúc này hắn chật vật như thế chính là trong lúc giao đấu, Bùi Đông Lai đã lặng yên phát lực, làm cho hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Mắt thấy Ngưu Lỗi nằm chật vật dưới đất, tên đại tá cùng với thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền hiện ra vẻ quái dị. Tốt! Trần Quốc Đào thì vô cùng hưng phấn, hắn không ngừng vỗ tay kêu hay. Thủ trưởng, thực lực của Ngưu Lỗi và Bùi Đông Lai căn bản là cách xa nhau, tỉ thí nên dừng lại ở đây. Mắt thấy Ngưu Lỗi ngã xuống đất không dậy nổi, nghe được Trần Quốc Đào hô tốt thì tên đại tá kia liền xin ý kiến.
Tốt. Trần Quốc Đào lại nói ra một chữ tốt, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, mặt mày tràn đầy ý cười. Tỷ thí đến đây kết thúc. Nghe được Trần Quốc Đào nói vậy, tên đại tá liền quát. Bởi vì Trần Quốc Đào nói đến điểm là dừng cho nên Bùi Đông Lai không hạ sát chiêu, chỉ là vũ nhục ngưu lỗi một phen mà thôi. Lúc này nghe tên đại tá nói ngừng thì hắn không có thừa thắng xông lên mà là bước về phía đám người Trần Quốc Đào. Trên mặt đất, bởi vì bị một tát của Bùi Đông Lai cho nên trong lòng ngưu lỗi vô cùng tức giận và khuất nhục, hắn lấy hết dũng khí để đứng dậy. Lúc này, thấy Bùi Đông Lai sắp đến bên cạnh hắn, hắn liền rút thanh chủy thủ căm ở bắp chân lên, cả người nhảy lên, đâm về phía Bùi Đông Lai. Cơn giận trong lòng tăng lên, ác đảm sinh ra. Ngưu lỗi đưa Bùi Đông Lai vào chỗ chết. Vù! Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, ngưu lỗi nắm thanh chủy thủ, cả người hướng Bùi Đông Lai đâm tới, thanh chủy thủ lạnh lẽo hóa thành một đạo bạch quang, hàn khí bức người. Đánh lén! Bởi vì không thể chịu nổi cảnh nhục nhã, bởi vì muốn báo thù cho Ngưu Hải Đào, cho nên ngưu lỗi liền dùng phương pháp đê tiện nhất là đánh lén. Lần đánh lén này, từ khi ngã xuống đất ngưu lỗi đã tính toán trước, hơn nữa, khoảng cách lại gần như thế, lựa chọn thời cơ tốt nhất ra tay, có thể nói là quyết tâm giết chết Bùi Đông Lai. Thấy được ngưu lỗi đánh lén, sắc mặt đám người Trần Quốc Đào thay đổi, miệng mở ra, cố gắng muốn nhắc nhở. Chết! Không đợi đám người Trần Quốc Đào ngăn cản, vẻ mặt ngưu lỗi hung tợn nắm chỉ thủy, hung hăng nhắm ngay trái tim Bùi Đông Lai đâm tới. Bởi vì đã đạt đến cảnh giới ám kính cho nên thông qua khí huyết của đối thủ mà Bùi Đông Lai mới có thể đoán được đòn công kích tiếp theo của đối thủ. Ngoài ra, bởi vì dung hợp với linh hồn tiêu phi nên khả năng cảm ứng nguy cơ của hắn vượt xa hơn người thường. Vì thế, ngay lúc trong lòng Ngưu Lỗi động sát cơ thì Bùi Đông Lai đã biết, ngay khi Ngưu Lỗi phát động đánh lén thì hắn đã cảm ứng rõ ràng. Cho nên... một kích này đối với đám người Trần Quốc Đào là nguy hiểm đáng sợ nhưng đối với Bùi Đông Lai cũng không có chút nguy hiểm nào để đáng nói. Hô! Ngay sau đó, khoảng cách của thanh chủy thủ cách ngực của Bùi Đông Lai không đến 3 cm thì chân trái của Bùi Đông Lai đột nhiên bước ra sau, thân mình ngã qua một bên, trực tiếp làm cho thanh chủy thủ của Ngưu Lỗi đâm vào không khí. Bá! Mắt thấy một kích đánh lén đã thất bại, Ngưu Lỗi cả kinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại não hắn liền trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Một cỗ khiếp sợ bắt đầu chiếm lấy trong thân thể của hắn khiến thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, hắn liền quên thu lực, cả người đổ ập về phía trước. Nhưng mà, ngắn ngủi sợ hãi đi qua, trong lòng Ngưu Lỗi cũng hiểu được, hắn hiểu được mặc kệ lần đánh lén này có thành công hay không thì một bản án cũng đang đợi hắn. Vù, hiểu được điểm này, cho nên sau khi thân thể hắn rơi xuống đất thì hắn liền quay đầu lên, cổ tay vung lên. Thanh chủy thủ liền bắn vào Bùi Đông Lai. Bởi vì tốc độ của thanh chủy thủ quá nhanh, Bùi Đông Lai không kịp nhảy lên hay né tránh, chỉ có thể ưỡn lưng ra sau, hai chân bám trụ vào mặt đất. Thiết bản kiều. Thời khắc nguy hiểm nhất, Bùi Đông Lai liền làm ra chiêu thiết bản kiều. Thanh chủy thủ lướt ngang qua người hắn. Bịch. Mắt thấy chủy thủ không đánh trúng, đôi mắt Ngưu Lỗi hiện lên vẻ tuyệt vọng, thân hình hắn hung hăng té ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Tư thế vô cùng chật vật. Dầm. Sau khi né được thanh chủy thủ thì Bùi Đông Lai liền lý ngư đả đính để đứng dậy, hai chân dậm xuống mặt đất. Thấy một màn như vậy, Trần Quốc Đào và tên đại tá kia đều thở phào một hơi. Mà đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long lại há hốc mồm. Dường như bọn hắn không tin, người mà bọn hắn sùng bái nhất sau khi thất bại lại làm ra hành vi đê tiện này. Người đâu, đem Ngưu Lỗi trói lại cho ta. Sau đó, Trần Quốc Đào liền giống lên một tiếng lớn. Thân là người cầm quyền của quân khu Giang Ninh, uy vọng của hắn rất cao, chưa từng có người nào dám đối nghịch với hắn. Mà vừa rồi, rõ ràng là hắn nói tỉ thí đến điểm là dừng, kết quả là sau khi thấy Ngưu Lỗi thấy bại thì Bùi Đông Lai đã dừng tay, nhưng mà Ngưu Lỗi lại không. Hắn thừa dịp Bùi Đông Lai không chú ý mà đánh lén, hơn nữa không chỉ đánh lén một lần. Điều này chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của Trần Quốc Đào. Có thể làm cho Trần Quốc Đào không tức giận sao? Nhưng mà, không đợi đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long phản ứng, sau khi đứng dậy, sắc mặt Bùi Đông Lai âm trầm hướng về phía Ngưu Lỗi đi tới. Thấy được Bùi Đông Lai đi tới, Ngưu Lỗi biết rõ kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Trong lòng muốn sống cho nên hắn liền đứng dậy, cất bước bỏ chạy. Đánh lén thất bại, hắn lựa chọn chạy trốn. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ có chạy trốn,
hắn có thể có một đường sinh cơ. Chạy đi đâu? Mắt thấy Ngưu Lỗi chạy trốn, Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn, đồng thời cả người hắn liền bắn ra, đuổi theo Ngưu Lỗi. Bên tai vang lên tiếng rít gào của Bùi Đông Lai, Ngưu Lỗi chỉ cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh hãi. Hô! Sau đó, không đợi Ngưu Lỗi khôi phục lại vẻ bình thường, Bùi Đông Lai giống như quỷ mị xuất hiện phía sau Ngưu Lỗi, tay phải của hắn vung ra, chụp vào gáy của Ngưu Lỗi. Bá! Một chảo của Bùi Đông Lai, giống như là chảo của chim ưng bắt lấy gà con. Hô! Cảm thấy được mình bị Bùi Đông Lai nắm lấy, Ngưu Lỗi liền vùng vẫy, hắn hóa thủ vi đao, chém về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với sự phản kích của Ngưu Lỗi, tay trái Bùi Đông Lai vung lên, ám kình tụ tập ở cánh tay, làm ra tư thế ngăn cản. Bịch! Ngưu Lỗi chỉ cảm giác bàn tay của mình chém vào một khối thép cứng rắn, lực phản chấn thiếu chút nữa làm cho xương cánh tay hắn gãy ra. Bá! Sau đó, không đợi Ngưu Lỗi thu thay, tay trái của Bùi Đông Lai liền nắm lấy cổ tay của Ngưu Lỗi, không cho hắn động đậy. Sau đó, Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại, tay trái hắn phát lực. Rắc! Một tiếng gãy xương vang lên, cổ tay của Ngưu Lỗi đã bị Bùi Đông Lai vặn nát. T! Đau đớn kịch liệt làm cho Ngưu Lỗi hít sâu một hơi, sau đó hắn cố gắng giãy giụa nhưng lại phát hiện cổ tay mình căn bản là không động đậy được. Mày đã muốn chết, tao liền thanh toàn giúp mày. Nhìn vẻ mặt thống khổ cùng sợ hãi của Ngưu Lỗi, sắc mặt Bùi Đông Lai lãnh mạc, mở miệng. Nói xong, Bùi Đông Lai liền thảy Ngưu Lỗi xuống, sau đó hỏa trảo thành trưởng đập thẳng vào gáy của Ngưu Lỗi. 3. Bùi Đông Lai giống như là đập một con dươi, trực tiếp làm cho Ngưu Lỗi ngã xuống đất. Trên mặt đất, trong miệng Ngưu Lỗi phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ, cả người giống như là bị điện giật, run rẩy không ngừng. Thấy một màn như vậy, vô luận là Trần Quốc Đào, tên đại tá hay là thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long cũng đều trầm mặc lại. Trong đó, sắc mặt Trần Quốc Đào nghiêm túc nhìn vào Ngưu Lỗi, mà tên đại tá cùng đội viên của đại đội đặc chủng Đằng Long lại lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn không ngờ rằng người mà mình từng sùng bái nhất lại có thể chết một cách như vậy. Dưới cái nhìn của đám người Trần Quốc Đào, trên mặt đất, ánh mắt của Ngưu Lỗi nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, phẫn nộ, cừu hận. Mày đã vũ nhục hai chữ quân nhân. Thấy được hận ý trong ánh mắt Ngưu Lỗi, sắc mặt Bùi Đông Lai không thay đổi liếc nhìn Ngưu Lỗi một cái, sau đó xoay người, đi về phía đám người Trần Quốc Đào. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi. Ngưu Lỗi muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể há mồm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai rời đi. Phía trước, đám người Trần Quốc Đào thấy Bùi Đông Lai đi tới, sắc mặt của hắn liền trở nên phức tạp. Đối với Trần Quốc Đào mà nói, bởi vì đã thấy được thật lực chân chính của Bùi Đông Lai, vì muốn áp chế nhuệ khí của đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long, vì không muốn ai nói sau lưng cho nên hắn mới quyết định để Bùi Đông Lai tỉ thí với Ngưu Lỗi. Nhưng mà, kết quả lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với tên đại tá mà nói, bởi vì hắn là người chủ quản của đại đội đặc chủng Đằng Long lại có quan hệ cá nhân không tồi với Ngưu Lỗi. Nhưng mà, một màn vừa rồi của Ngưu Lỗi làm cho hắn cảm thấy thất vọng, hơn nữa trong lòng lại dâng lên vài phần khủng hoảng. Hắn sợ rằng hành động của Ngưu Lỗi sẽ liên lụy đến cả đại đội đặc chủng Đằng Long, thậm chí liên lụy đến chính hắn. Đối với đám thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long mà nói, bởi vì mọi mặt của Ngưu Lỗi đều ưu tú cho nên hắn là niềm kiêu ngạo của đại đội đặc chủng Đằng Long, là đối tượng sùng bái của mọi người. Lần này, khi nghe Trần Quốc Đào nói để Ngưu Lỗi tỉ thí với Bùi Đông Lai thì bọn hắn đều cho rằng Bùi Đông Lai sẽ bị Ngưu Lỗi hung hăng hạ nhục, tự động cút khỏi đại đội đặc chủng Đằng Long. Mà hiện giờ, Ngưu Lỗi chẳng những có thể vũ nhục Bùi Đông Lai. Ngược lại, sau khi bị Bùi Đông Lai hung hăng vũ nhục thì hắn đã phạm sai lầm chí mạng, bị Bùi Đông Lai phế đi, sống chết không rõ. Kết quả này khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Lấy tình cảm giữa đồng đội thì bọn hắn đồng tính với cách làm của Ngưu Lỗi, nhưng mà lý trí lại nói cho bọn hắn biết Bùi Đông Lai không sai, tất cả mọi chuyện là do Ngưu Lỗi tự chuốc lấy. Mà câu cuối cùng mày đã vũ nhục hai chữ quân nhân của Bùi Đông Lai dường như đã đánh thức lòng tự trọng là một người quân nhân của bọn hắn, cho nên bọn hắn hoàn toàn không có địch ý gì với Bùi Đông Lai, thậm chí cảm giác bài xích cũng không có. Bởi vì Ngưu Lỗi đã làm bẩn đi quang vinh của quân nhân. Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi.
thương nhân giả, tất tự thương chi. Ngưu Lỗi không phải là người đầu tiên cũng không phải là kẻ cuối cùng. Sao, hai câu này mình cũng cô hiểu lắm, nói thế này cho đơn giản, ví dụ như một người nào đó muốn đánh, muốn giết một kẻ nào khác, kết quả cuối cùng là chính bản thân mình bị. Trong nhất thời, hiện trường liền trở nên yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi đám người Trần Quốc Đào có thể nghe được tiếng bước chân của Bùi Đông Lai. Dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. 30 giây sau, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Bùi Đông Lai đã đi đến trước người Trần Quốc Đào. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào rất rõ ràng, tuy rằng giờ phút này người ngã xuống là Ngưu Lỗi nhưng mà Bùi Đông Lai không làm ra điều gì sai. Ngược lại, sau khi đến điểm dừng Bùi Đông Lai đã dừng tay, chẳng qua là do Ngưu Lỗi liều lĩnh cho nên Bùi Đông Lai mới hạ thủ tàn nhẫn. Trước khi tỉ thí ta đã nói nếu Bùi Đông Lai thua trận này thì hắn sẽ cút đi. Sau một lúc trầm mặc, sắc mặt Trần Quốc Đào nghiêm túc nói. Vừa rồi hai người tỉ thí, mọi người cũng đã thấy được, mọi người cho rằng Bùi Đông Lai có tư cách trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long không? Có. Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào, tất cả thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long không hẹn mà cùng trả lời một câu thuyết phục. Từ đại hữu. Nghe được câu trả lời của mọi người, Trần Quốc Đào đột nhiên quát lớn. Đến. Từ đại hữu liền tiến lên một bước, cúi đầu chào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Từ hôm nay trở đi Bùi Đông Lai chính thức trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long. Hơn nữa để cho hắn và 7 thành viên khác tạo thành một tiểu đội quân khu Giang Ninh, tham gia cuộc tỉ thí bộ đội cả nước đại bỉ võ. Trần Quốc Đào ra lệnh. Còn chuyện cụ thể thì ông hãy xử lý đi. Vâng, thủ trưởng. Từ đại hữu không dám chậm trễ, vội vàng trả lời một câu thuyết phục. Hắn biết rõ, tạm thời không nói đến biểu hiện lúc nãy của Bùi Đông Lai. Lấy thân phận cùng uy tín của Trần Quốc Đào ở quân khu Giang Ninh này thì chỉ cần Trần Quốc Đào nói một câu, không chỉ từ đại hữu hắn mà cả nhân vật có máu mặt trong quân khu Giang Ninh cũng không dám thờ ơ. Ngưu Lỗi thân là thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long nhưng coi thường mệnh lệnh cấp trên. Sau khi tỉ thí thất bại thì đã dùng cách đánh lén đê tiện. Trần Quốc Đào nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Lỗi đang nằm dưới đất, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hỏi. Mọi người nói nên xử trí hắn như thế nào? Trầm mặc. Lúc này đây, đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào, vô luận là từ đại hữu, tên đại tá kia hay tất cả thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều lâm vào trầm mặc. Từ đại hữu, ta hạn cho ông đến 6 giờ chiều hôm nay phải đến báo cáo về vấn đề này. Mắt thấy mọi người trầm mặc, Trần Quốc Đào lạnh lùng nói. Vâng, thủ trưởng. Trái tim từ đại hữu trầm xuống, cũng không dám phản bác mà là đáp ứng. Bùi Đông Lai, cậu đã trở thành người của đại đội đặc chủng Đằng Long, sau này phải nghe theo sự bố trí của từ đại hữu. Cuối cùng ánh mắt của Trần Quốc Đào nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có may mắn, cũng có tiếc nuối. May mắn chính là hắn cảm thấy thực lực của Bùi Đông Lai vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nuối tiếc chính là tuy rằng Ngưu Lỗi không bằng Bùi Đông Lai nhưng cũng là một hảo thủ nhất đẳng. Giờ đây Ngưu Lỗi đã thảm bại trong tay của Bùi Đông Lai, trực tiếp làm cho quân khu Giang Ninh mất đi một viên đại tướng cho lần tham gia đại bỉ võ. Vâng, thủ trưởng. Đối mặt với mệnh lệnh của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai không có dị nghị, trước tiên cúi chào, trả lời thuyết phục. Bên tai vang lên câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai, Trần Quốc Đào không nói cái gì nữa, mà là liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn chờ mong Bùi Đông Lai sẽ đem lại vinh quang cho quân khu Giang Ninh trong lần tham gia vào đại bỉ võ sắp tới. Thấy được ánh mắt của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai không nói gì mà Trần Quốc Đào lại xoay người rời đi. Cúi chào. Thấy Trần Quốc Đào rời đi, từ đại hữu thét một tiếng, sau đó khom mình xuống. Bá. Tất cả mọi người đều cúi chào, nhìn vào bóng lưng Trần Quốc Đào rời đi. Mấy phút sau, đám người Bùi Đông Lai buông cánh tay xuống. Nghiêm mình đứng thẳng. Lập tức khiêng Ngưu Lỗi vào phòng cứu thương. Ánh mắt THD quét khắp thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long, trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh. 30 phút sau sẽ họp tại phòng hội nghị, giải tán. Bùi Đông Lai, cậu đi theo ta một chuyến. Nói xong, vẻ mặt từ đại hữu phức tạp nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Vâng, thủ trưởng. Bởi vì một câu của Trần Quốc Đào, cho nên Bùi Đông Lai đã trở thành thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long.
lúc này nghe THD nói vậy thì lập tức trả lời. 10 phút sau, trong một gian phòng của trại huấn luyện, Từ Đại Hữu ngồi ở trước bàn, châm một điếu thuốc lát, hung hăng hút một hơi, dường như hắn muốn dùng thuốc để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Ở phía đối diện, Bùi Đông Lai đứng thẳng tắp, đợi Từ Đại Hữu mở miệng. Bùi Đông Lai, cậu là người được thủ trưởng tiến cử vào, hơn nữa cậu đã dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình. Sau một lúc trầm mặc, Từ Đại Hữu chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ sẽ hướng lên thủ trưởng tiến cử cậu làm đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long, cậu có ý kiến gì không? Báo cáo thủ trưởng, cá nhân tôi cho rằng không thích hợp. Mặc dù Bùi Đông Lai không ngờ Từ Đại Hữu sẽ làm ra quyết định như vậy nhưng bất quá hắn vẫn từ chối. Âu, có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ cự tuyệt, Từ Đại Hữu hơi kinh ngạc. Báo cáo thủ trưởng, cá nhân tôi cho rằng có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập đại đội đặc chủng Đằng Long mà trước đây lại chưa bao giờ đi lính, không có bất kỳ thành tích gì, nếu đảm nhận chức đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long thì sẽ làm cho những chiến hữu khác bất mãn. Thứ hai, đúng như lời ngài vừa nói, tôi là do thủ trưởng tự mình tiến cử, nếu tôi trở thành đội trưởng thì tất có người nói ra nói vào. Thứ ba, giống như lời tôi vừa nói, tôi chưa bao giờ đi lính cho nên đối với mọi chuyện trong quân ngũ cũng không rõ lắm, không thể đảm nhận chức vụ đội trưởng này. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì Từ Đại Hữu lại trầm mặc. Bùi Đông Lai cũng không có tiếp tục bổ sung cái gì. Đối với hắn mà nói, hắn gia nhập quân khu Giang Ninh theo ý nào mà nói chính là trao đổi điều kiện với Trần Quốc Đào, Trần Quốc Đào sẽ cho hắn một món đồ để bảo vệ. Nhưng mà hắn phải giúp Trần Quốc Đào giành được chức quán quân của lần tỷ thí đại bỉ võ sắp tới. Đây cũng chính là nói hắn không có khả năng trở thành một người quân nhân, ở trong bộ đội chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cậu nói cũng có lý, chuyện này tạm thời để qua một bên. Từ Đại Hữu trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Đông Lai. Vừa rồi, lúc thủ trưởng rời đi cũng đã nói muốn để cậu cùng dẫn dắt 7 người khác cùng tham gia lần đại bỉ võ sắp tới. Bùi Đông Lai gật đầu, ý bảo chính mình nghe được. Trừ tỉ thí cá nhân ở đại bỉ võ ra thì còn có hạng mục tập thể, đó chính là khảo nghiệm về tinh thần, khả năng phối hợp của toàn đội. Từ Đại Hữu lại nói. Năng lực cá nhân của cậu thì không thể nghi ngờ, nhưng mà để bảo đảm ở hạng mục tập thể có thể giành được thành tích xuất sắc nhất cho nên những ngày tiếp theo cậu cần phải làm quen với các chiến hữu khác. Nhất định trước khi đại bỉ võ bắt đầu, mọi người phải quen thuộc với nhau. Báo cáo thủ trưởng, ngài có điều không biết, trước mắt tôi vẫn còn là sinh viên của Đại học Đông Hải. Bùi Đông Lai nói. Cho nên, tôi không cam đoan mỗi ngày có thể đứng ở trại huấn luyện cùng huấn luyện với những chiến hữu khác. Tôi chỉ có thể huấn luyện ở đây vào 2 ngày cuối tuần cùng bọn họ. Lúc này đây, Từ Đại Hữu không khó nhíu mày. Nếu không phải Bùi Đông Lai là người do Trần Quốc Đào tiến cử, nếu không phải Bùi Đông Lai có thực lực cao cường như vậy thì hắn sớm đã đuổi Bùi Đông Lai ra khỏi đại đội đặc chủng Đằng Long. Nhưng mà, thế giới này không có nếu. Điều này ta không thể đáp ứng cậu, cần xin chỉ thị của thủ trưởng. Bởi vì Bùi Đông Lai cùng Trần Quốc Đào có quan hệ không bình thường hơn nữa thực lực của Bùi Đông Lai cao cường cho nên Từ Đại Hữu không phát hỏa, ngược lại hắn biểu hiện vô cùng khách khí. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn muốn Bùi Đông Lai đảm nhận chức đội trưởng. Vâng, thủ trưởng. Mặc dù Bùi Đông Lai biết Trần Quốc Đào nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng mà hắn không có nói ra. Bùi Đông Lai, cậu cảm thấy nên xử trí Ngưu Lỗi như thế nào? Từ Đại Hữu bóp tàn thuốc. Chuyển sang chuyện khác. Dường như sớm đã đoán được Từ Đại Hữu sẽ nói đến vấn đề này cho nên Bùi Đông Lai liền trả lời. Mọi chuyện đều do thủ trưởng làm chủ, bất kể là quyết định gì thì tôi cũng không có ý kiến. Từ Đại Hữu một trận không nói gì. Tuy rằng Trần Quốc Đào bảo rằng 6 giờ là Từ Đại Hữu phải lên báo cáo nhưng mà lúc 4 giờ chiều hắn cùng Lý Tham Mưu đã xuất hiện trong phòng làm việc của Trần Quốc Đào. Báo cáo thủ trưởng, Từ Đại Hữu đến để báo cáo. Vào đi. Trần Quốc Đào buông tài liệu trong tay ra, ngẩng đầu nhìn Từ Đại Hữu và Lý Tham Mưu một cái. Báo cáo thủ trưởng, sau khi tiến hành thảo luận xong thì chúng tôi xét thấy đối với hành động đánh lén của Ngưu Lỗi vô cùng nghiêm trọng, trải qua thảo luận, chúng tôi đã quyết định tước bỏ quân tịch của Ngưu Lỗi đồng thời đưa hắn ra tòa án quân sự để xử lý. Mặc dù buổi sáng Trần Quốc Đào yêu cầu Từ Đại Hữu báo cáo nhưng mà lúc này đây người mở miệng là Lý Tham Mưu. Tiểu Lý, các cậu có hỏi Ngưu Lỗi,
vì sao hắn phải làm như vậy không? Trần Quốc Đào không đề cập tới một chữ nào của bảo báo cáo này. Báo cáo thủ trưởng, Ngưu Lỗi có nói đường đệ của hắn là Ngưu Hải Đào đã bị Bùi Đông Lai phế đi một bàn tay, ngày hôm qua sau khi tiến hành huấn luyện xong thì hắn đã đến bệnh viện để thăm Ngưu Hải Đào. Ở bệnh viện hắn đã gặp Ngưu Chí Quân, Ngưu Chí Quân lại muốn lợi dụng cơ hội Ngưu Lỗi tỉ tí với Bùi Đông Lai, để Ngưu Lỗi trả thù. Có lẽ sớm đoán được Trần Quốc Đào sẽ hỏi như vậy, Lý Tham Mưu vội vàng cấp ra câu trả lời thuyết phục. Mà trên thực tế đúng là như thế. So với bất kỳ kẻ nào thì Lý Tham Mưu biết quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Trần Anh tốt đến cỡ nào. Mà Trần Anh lại là người Trần Quốc Đào yêu thương nhất. Đối với chuyện Bùi Đông Lai bị Ngưu Lỗi đánh lén như thế, lửa giận trong lòng Trần Quốc Đào không nói cũng có thể biết. Cho nên, Lý Tham Mưu biết Ngưu Lỗi không có khả năng chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Ngược lại, chuyện này cần phải có một nhân vật có phân lượng không nhỏ đi ra tính tiền. Ngưu Chí Quân là sự chọn lựa tốt nhất. Ngưu Chí Quân tránh được mồng 1 nhưng không tránh được 15. Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon bao phủ khắp Giang Ninh, làm cho Giang Ninh giống như một người phụ nữ hiện đại khoác lên một bộ trang phục cổ xưa, làm cho người ta cảm thấy ghen tị. Ban đêm 9 giờ, trong thư phòng của một khu biệt thự ở Giang Ninh. Ngưu Chí Quân ngồi trên ghế trong thư phòng, ngửa đầu, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, suy nghĩ xuất thần. Trên bàn sách, trong gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc, khói thuốc tràn ngập khắp phòng. Két! Lúc này, đột nhiên cửa thư phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ có dáng người mập mạp bước vào. Ngưu Chí Quân, ông hút hay ăn thuốc đó hả? Bởi vì một tay Ngưu Hải Đào đã bị phế đi, cho nên gần đây tâm tình mẹ của Ngưu Hải Đào luôn không tốt, lúc này thấy trong phòng toàn là khói thuốc thì cau mày, vẻ mặt hờn giận. Dường như là Ngưu Chí Quân không nghe được những lời của Ngưu Mẫu nói, hắn không thèm để ý. Vẫn nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ngưu Chí Quân, ông còn giả vờ ư? Thấy Ngưu Chí Quân không nói lời nào, Ngưu Mẫu vội vàng bước đến. Không phải là ông luôn nói báo thù cho Hải Đào sao? Nhiều ngày đã trôi qua rồi, sao ông lại không báo thù cho Hải Đào? Còn nữa, tôi nghe Hải Đào nói, ông bắt nó không nên đi trên ghẹo cái tên Vương Bát Đản kia nữa sao? Lại nghe được Ngưu Mẫu nói như vậy, Ngưu Hải Đào gật đầu. Không phải ông đã thổi phồng rằng các chiến hữu của ông lợi hại lắm hay sao? Sao đến giờ phút này mà trước mặt hai mẹ con tôi ông vẫn không làm gì, không phải là ông đang khoác lác đấy chứ? Có lẽ là lâu nay chịu quá nhiều áp lực nên lúc này Ngưu Mẫu liền đem toàn bộ oán khí phát tiết trên người Ngưu Chí Quân. Bà câm miệng cho tôi. Rốt cuộc Ngưu Chí Quân cũng đã nổi giận. Tốt, Ngưu Chí Quân, ông không báo thù cho con, hơn nữa lại còn muốn nổi giận với mẹ con tôi nữa phải không? Thấy Ngưu Chí Quân phát hỏa thì Ngưu Mẫu vốn ngẩn ra, sau đó giận dữ, kêu gào. Dầm! Ngưu Chí Quân nắm gạt tàn thuốc lên rồi đập xuống đất. Tôi nói một lần nữa, bà im miệng cho tôi. Ngưu Chí Quân liền từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt dữ tợn nói. Ngưu Chí Quân! Ngưu Mẫu cũng mặc kệ, lúc này nàng liền chìa tay chỉ thẳng vào mặt Ngưu Chí Quân, rồi hét lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta CMN, bà im miệng đi, bà không hiểu tiếng người à? Ngưu Chí Quân cơ hồ là giống lên, sau đó bước tới tát vào mặt Ngưu Mẫu. Bốp! Cái tát vang dội, Ngưu Mẫu lập tức ngã xuống đất. Cảm thấy được cơn đau từ trên mặt truyền đến, Ngưu Mẫu vốn là sửng sốt, sau đó liền khàn giọng. Ông đánh tôi, tại sao ông đánh tôi? Mắt thấy Ngưu Mẫu còn lại nhảy, Ngưu Chí Quân tức giận đến mức muốn đạp một phát vào người Ngưu Mẫu. Nhưng cuối cùng là vẫn thu chân lại. Dưới ánh đèn, cả người hắn run lên, hai mắt nhắm lại, run rẩy nói. Chẳng lẽ bà nghĩ rằng tôi không muốn báo thù sao? Nói cho bà biết, tôi cũng đã cố gắng báo thù cho Hải Đào, nhưng mà, bà có biết kết quả là cái gì không? Dường như là nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt Ngưu Chí Quân, Ngưu Mẫu bỗng im lặng. Hải Đào bị phế một cánh tay, Ngưu Lỗi bị đánh trở thành người sống đời sống thực vật. Mà tôi, rất nhanh chóng sẽ bị chuyển khỏi XX quân đoàn, mọi cố gắng cả đời đều trở thành bọt nước. Bên tai nhớ lại cuộc điện thoại kia, Ngưu Chí Quân chỉ cảm thấy tương lai trước mặt là một mảnh đen tối. Sao, .sao lại thế? Nghe được Ngưu Chí Quân nói vậy, vẻ mặt Ngưu Mẫu sợ tới mức không còn giọt máu. Trên thế giới này, có vài người mà chúng ta không thể trêu vào. Ngưu Chí Quân cắn chặt môi,
chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hối hận. Ông nói là... Ngưu Mẫu sợ tới mức nằm sụi lơ trên mặt đất. Ngưu Chí Quân trầm mặc. Hắn biết trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, có một số việc đã làm nhất định phải trả giá. Bởi vì Ngưu Chí Quân biết được chuyện của Ngưu Lỗi nên tâm tình của hắn trở nên không xong. So sánh với Ngưu Chí Quân mà nói, lần này Lâm đại thiếu gia Lâm Tường xuôi nam cũng trở nên không xong. Lần này hắn đảm nhận nhiệm vụ xuôi nam, chuẩn bị thi triển quyền cước, muốn lấy được Giang Ninh. Cho nên, hiểu được điểm này chẳng những hắn có được người trong Lâm gia ủng hộ hắn, hơn nữa hắn lại kết thân với Dương Sách, cố gắng muốn thông qua Dương Sách để đánh đổ cây vàng này. Nhưng mà, lý tưởng thì phong phú nhưng sự thật lại tàn khốc. Sự thật nghiền nát lý tưởng, không thể thay đổi. Tất cả mọi chuyện mà hắn cố gắng đã tan thành bọt nước. Dương Sách, tên vương bát đản nhà mày, tuyệt đối tao sẽ không tha cho mày. Lúc này, Lâm Tường vừa mới kết thúc tham dự hội nghị thường ủy, hắn nghĩ đến Dương Sách thì tức giận đến xanh mặt. Nhưng mà, tuy rằng nói là như thế nhưng hắn cũng biết, bởi vì Dương Sách dám mạo hiểm để đắc tội cùng với Lâm gia hoàn toàn là bởi vì sau lưng có Bùi Đông Lai ra lệnh. Vừa nghĩ tới Bùi Đông Lai, Lâm Tường hận đến nghiến răng, nhưng mà cũng hết cách. 3. Rơi vào đường cùng, Lâm Tường lại châm một điếu thuốc lá, hung hăng hút một hơi. Reng, reng. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Sắc mặt Lâm Tường khó coi rút điện thoại ra, thì thấy người gọi chính là gia gia của hắn. Lúc này, hắn vội tắt điếu thuốc, mang theo vài phần lo lắng hỏi. Ông nội, Tiểu Tường, chuyện bên cháu thì ta đã nghe nói cả rồi. Ngoài dự đoán của Lâm Tường, thân là gia chủ của Lâm gia, Lâm Trạch Hải gia gia của hắn lại không trách cứ hắn mà mang theo vài phần bình thản nói. Vừa rồi ông cũng đã nói chuyện với ba của cháu, chúng ta chuẩn bị để cho cháu rời khỏi Giang Ninh, cháu đi chuẩn bị một chút. Ông nội, nghe được câu nói của Lâm Trạch Hải thì Lâm Tường vốn là ngẩn ra, sau đó cố gắng muốn nói cái gì. Tiểu Tường, ông biết cháu không cam lòng nhưng mà cháu cũng biết người trẻ tuổi Dương Sách kia nhắm vào cháu là do Bùi Đông Lai ra lệnh, tiểu tử Bùi gia muốn đối phó với cháu. Không đợi Lâm Tường nói ra câu nói kế tiếp, Lâm Trạch Hải mở miệng lần nữa. Lâm Tường trầm mặc. Theo ta được biết Diệp Tranh Vanh sẽ lợi dụng một ít quan hệ để khai đao với Dương Sách, kể từ đó, Giang Ninh sẽ trở thành chiến trường tranh đấu giữa Bùi gia và Diệp gia, nếu cháu còn ở lại nơi này thì sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Lâm Trạch Hải giận dữ, nói. Đây là nguyên nhân mà ông muốn cháu rời đi. Đã biết, ông nội. Lâm Tường liền hiểu ra, thì ra Lâm Trạch Hải muốn hắn thờ ơ nhìn Bùi gia và Diệp gia tranh đấu. Cháu chuẩn bị đi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau này cháu sẽ bị điều đi đến Tây Bộ. Lâm Trạch Hải lại nói. Xin ông nội yên tâm, Tiểu Tường tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của ông nội. Trong lòng Lâm Tường rất rõ ràng, may mắn là hắn xuất thân từ Lâm gia, nếu hắn chỉ là một kẻ bình thường thì chắc chắn con đường làm quan sau này của hắn coi như là bị chấm dứt. Nhưng mà, hắn cảm thấy may mắn đồng thời hắn lại vô cùng hận Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lợi dụng Dương Sách để trả thù, trực tiếp làm cho lần xuôi nam của hắn thất bại, mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, trong biệt thự Đế Hào ở Giang Ninh, sau khi nhận được điện thoại của nghĩa phụ Dương Viễn thì Dương Sách sợ tới mức xanh mặt, hắn không do dự là bấm lấy số điện thoại của Bùi Đông Lai. Bùi thiếu. Sau khi điện thoại được chuyển, Dương Sách cố gắng khống chế tâm tình của mình nhưng mà nghĩ lại những lời nói của Dương Viễn lúc nãy thì cả người hắn không thể chấn định được. Bởi vì, trong điện thoại Dương Viễn đã nói cho hắn biết rằng Diệp Tranh Vanh đã coi Dương Sách là cây đinh trong mắt, nhất định phải nhổ. Có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, đang ở khu nhà Trung Sơn, Bùi Đông Lai mở miệng hỏi. Bẩm Bùi thiếu, dựa vào yêu cầu của ngài thì tôi đã khiến cho Lâm Tường rơi vào khốn cảnh. Dương Sách không nói chuyện bị Diệp Tranh Vanh khai đao với hắn mà trước hết bẩm báo lại nhiệm vụ mà Bùi Đông Lai giao cho hắn. Ừ, đầu bên kia điện thoại, thông qua Quý Hồng thì Bùi Đông Lai đã biết chuyện Dương Sách trả thù Lâm Tường. Bùi thiếu, nghĩa phụ tôi vừa mới gọi nói cho tôi biết, nói Diệp Tranh Vanh tính toán sẽ khai đao với tôi. Dương Sách lấy hết súng khí nói ra mục đích khi mình gọi điện đến cho Bùi Đông Lai. Xin Bùi thiếu cứu tôi. Nói xong, Dương Sách khẩn trương đến cả ngừng thở. Bởi vì hắn biết rõ,
nếu Bùi Đông Lai không ra mặt giúp hắn thì chắc chắn hắn phải chết. Dương Sách, mày hẳn là rõ ràng, từ sau khi mày lựa chọn hợp tác với Nạp Lan Minh Châu thì kết cục của mày đã được định sẵn rồi. Bùi Đông Lai không mang theo chút cảm tình nào nói. Trong lòng Dương Sách liền lộp bộp, vẻ tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, cả người hắn run rẩy, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại. Hô, hô, hắn cố gắng muốn nói một chữ gì, nhưng mà lại không thể nói được. Tao đáp ứng lời hứa với này, không hề động vào nghĩa phụ của mày. Thấy được hơi thở dồn dập của Dương Sách, bên tai lại nhớ đến lời thỉnh cầu ngày đó của Dương Sách, trong đầu hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu thì giọng nói của Bùi Đông Lai có chút phức tạp. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, Bùi Đông Lai thân một bộ quần áo thể thao, chạy bộ trong khu nhà giàu Trung Sơn. Ánh dạng đông, hắn đem tốc độ phát huy đến mức cực hạn, thân thể giống như một u linh. Một đường chạy như điên, sau khi dừng lại, hắn liền đi tới rừng cây để luyện quyền. Trong rừng cây, Quý Hồng thân mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ, quơ bảo kiếm trong tay giống như những con bùm búm đang nhảy múa. Lão bản thân ái. Tôi đã đợi cậu 20 phút rồi. Thấy Bùi Đông Lai đến, Quý Hồng liền dừng lại, sắc mặt hơi đỏ nhìn Bùi Đông Lai nói. Tối hôm qua, Dương Sách có gọi điện nói cho tôi rằng Diệp Tranh Vanh sẽ khai đao đối với hắn, cô có nghe được tiếng gió gì sao? Bùi Đông Lai đi tới trước mặt Quý Hồng hỏi. Dương Sách tự sát. Quý Hồng đem tin tức này nói cho Bùi Đông Lai. Tự sát. Nghe Quý Hồng nói như thế thì Bùi Đông Lai hơi ngẩn ra. Sau đó hắn nhớ lại cách đây mấy ngày Dương Sách nói mình tha cho Dương Viễn thì hắn liền trở lại bình thường. Nếu tôi đoán không sai, Dương Sách tự biết khó thoát khỏi cái chết, vì không muốn liên lụy nhạc phụ và nghĩa phụ Há Nhật Bản cho nên hắn mới tự sát. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Quý Hồng nói ra giải thích của mình. Bùi Đông Lai bội phục nhìn Quý Hồng một cái, gật đầu nói. Đúng là như thế. Tuy rằng Dương Viễn không phải là người sinh ra Dương Sách nhưng mà Dương Sách coi mạng của Dương Viễn còn quan trọng hơn mạng của bản thân. Ở bên trên đã muốn khai đao đối với hắn, một khi hắn rơi vào trong tay cảnh sát thì khó tránh sẽ liên lụy đến Dương Viễn. Hiện giờ hắn lựa chọn tự sát, coi như Diệp Tranh Vanh muốn nhắm vào Dương Viễn hoặc Hầu Đông Bình thì cũng không còn cách nào. Huống chi, cá nhân tôi cho rằng, nếu Diệp Tranh Vanh không có Diệp gia ủng hộ thì căn bản hắn không có khả năng động thủ với Dương Viễn và Hầu Đông Bình. Ngay cả đảm lượng động vào Dương Viễn và Hầu Đông Bình không có thì Diệp Tranh Vanh càng không có khả năng động vào cậu. Quý Hồng mỉm cười, liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái. Lúc này đây Bùi Đông Lai không có hé răng mà là chấp nhận cách nói của Quý Hồng. Từ sau khi biết được người đưa ra kế hoạch này là Diệp Tranh Vanh, thì Bùi Đông Lai xem như đã biết được thế lực của Bùi Vũ Phu. Hắn biết rõ, một lần nữa qua Tử Rời Núi, chỉ cần Diệp Cô Thành không ra mặt. Ngay cả gia chủ của Diệp gia cũng không dám tùy tiện động thủ đối với Bùi gia. Một lát nữa sau khi ăn sáng xong tôi sẽ trở lại Đông Hải, mọi chuyện còn lại cô cứ xử lý. Hiểu được điểm này, đồng thời Bùi Đông Lai cũng biết, Dương Sách chết, chuyện ở Giang Ninh cần phải có một người lưu lại để thu thập lấy thế lực của Dương Sách. Hiện giờ cậu đã có Trần gia làm chỗ dựa vững chắc, mà Hầu Đông Bình lại là một kẻ hám lợi, hơn nữa luôn luôn khinh thường Dương Sách, chúng ta tiếp nhận thế lực của Dương Sách. Thế lực bên kia cũng không thể ngăn cản. Quý Hồng nhíu mày nói. Nhưng mà Dương Viễn thì lại khó nói, tuy rằng bên ngoài Dương Sách tự vẫn là do Diệp Tranh Vanh bức tử nhưng trên thực tế thì hắn chết trong tay cậu. Đến lúc luống tuổi Dương Viễn mới có một người con nuôi là Dương Sách, cho nên hắn coi Dương Sách như là đứa con ruột của mình. Điều quan trọng hơn chính là quyền thế đối với hắn đã không còn tác dụng, sắp tới hắn sẽ lui lại tuyến hai. Nếu làm không tốt chuyện này sẽ dẫn đến cá chết lưới rách. Đúng là như thế, nhưng bằng thực lực của chính mình mà Dương Viễn có thể hỗn đến ngày hôm nay cho nên hắn hiểu được, Diệp Tranh Vanh không dám động đến chúng ta, nếu lúc tuổi già này hắn có ra mặt thì mạng của hắn cũng khó giữ. Bùi Đông Lai mặt không đổi sắc nói. Quý Hồng hơi trầm ngâm, cảm thấy được Bùi Đông Lai nói không sai. So sánh với việc tiếp lấy thế lực Phương gia thì lúc này đã hơi chậm. Chúng ta không có Dương Viễn ủng hộ, hơn nữa cũng đã đánh mất đi một bộ phận quan trọng của Dương Sách. Còn nữa, có Diệp Tranh Vanh ra tay đối phó với Dương Sách, phỏng chừng đối với chuyện này thì có không ít quan lão gia ở phía trên sẽ kiêng kỵ. Cá nhân tôi cho rằng, trong lúc cô tiếp nhận thế lực của Dương Sách thì cô cần phải phân chia lợi ích cho bọn hắn, đồng thời cũng nhắc nhở bọn hắn rằng bây giờ bọn hắn và chúng ta đã đứng cùng trên một chiếc thuyền,
nếu bọn hắn muốn nhảy xuống thì chúng ta cũng mặc kệ. Thấy Quý Hồng không nói lời nào, Bùi Đông Lai đề nghị. Lão án thân ái, ngài thật là tiến bộ một cách nhanh chóng. Bên tai vang lên lời nói Bùi Đông Lai, Quý Hồng không nhịn được mà cảm thán một câu. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, cũng không nói gì mà tiếp tục luyện quyền. Nói vậy một ngày nào đó Bùi Đông Lai bước vào Yên Kinh thì toàn bộ thế lực của Bùi Vũ Phu sẽ nổi lên mặt nước sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai luyện quyền, trong lòng Quý Hồng thầm hỏi một câu, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Đông Bắc, trang viện của Nạp Lan. Nạp Lan Trường Sinh không có luyện võ ở bên ngoài trang viện, từ sau khi hắn bị Bùi Vũ Phu phế đi công phu thì hắn đã không còn làm việc này nữa. Nhưng mà, tuy vậy, nhưng sáng nào Nạp Lan Trường Sinh cũng vẫn dậy sớm. Khi ánh dạng đông chiếu vào trang viện của Nạp Lan gia, Nạp Lan Trường Sinh thân mặc một bộ trường bào ngồi ở trên ghế thư phòng, một tay nắm lấy hai viên ngọc châu, một tay cầm lấy cái tẩu hút thuốc. Tiểu vương gia, dựa vào tin tức bên Giang Ninh truyền về, đêm qua Dương Sách đã tự sát. Sau khi tin tức Dương Sách chết được truyền ra ngoài thì dựa vào tin tức nhận được ở Yên Kinh thì toàn bộ người của Diệp gia đã hủy bỏ kế hoạch đối phó với Dương Sách. A Cửu đứng ở một bên báo cáo tình hình cho Nạp Lan Trường Sinh nghe. Nghe được A Cửu báo cáo, Nạp Lan Trường Sinh cau mày, liên tục hút thuốc, không có hé răng. Cậu đi ra ngoài đi. Qua một lúc, Nạp Lan Trường Sinh dập tàn thuốc, nói. Vâng, tiểu vương ra. A Cửu khom mình rồi bước ra. Thấy A Cửu rời đi, Nạp Lan Trường Sinh trầm ngâm trong thư phòng gần 5 phút rồi mới đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. 10 phút sau. Nạp Lan Trường Sinh một mình đi tới phòng của Nạp Lan Dịch Đức. Cha! Thấy Nạp Lan Dịch Đức, Nạp Lan Trường Sinh giống như ngày thường, cúi người hành lễ. Ngồi xuống đi! Nạp Lan Dịch Đức bảo Nạp Lan Trường Sinh ngồi xuống, đôi chân mày cũng nhíu lại, dường như là tâm tình không được tốt lắm. Mà đúng là như thế. Từ sau khi biết chuyện của Nạp Lan Minh Châu ở Giang Ninh thì tâm tình của toàn bộ thành viên trong Nạp Lan gia đều không tốt. Cha! Vừa rồi con nghe A Cửu nói về tin tức bên Giang Ninh cũng với Yên Kinh. Sau khi ngồi xuống, Nạp Lan Trường Sinh liền hướng Nạp Lan Dịch Đức báo lại. Chuyện cụ thể ta đã biết. Không đợi Nạp Lan Trường Sinh nói hết lời, Nạp Lan Dịch Đức đã lên tiếng, sau đó nhìn vào Nạp Lan Trường Sinh, rồi hỏi. Trường Sinh, con cảm thấy chuyện này như thế nào? Dựa vào lời nói của Minh Châu. Chuyện tình Diệp Tranh Vanh muốn đối phó với Bùi Đông Lai cũng không được Diệp gia ủng hộ và trợ giúp. Hiện giờ hắn muốn đối phó với Dương Sách chính là do Dương Sách khiêu khích với quyền uy của hắn, hơn nữa hắn còn muốn giết gà dọa khỉ. Sắc mặt Nạp Lan Trường Sinh phức tạp, mở miệng nói đến hai chữ Minh Châu thì hắn có chút mất tự nhiên. Hiện giờ Dương Sách đã tự sát, bên Yên Kinh cũng không có động tĩnh, chắc là Diệp Tranh Vanh đã thu tay lại. Thật sự là hắn đã thu tay lại rồi. Bởi vì hắn biết rõ không có Diệp gia ủng hộ, không chỉ nói Bùi gia, ngay cả Dương Viễn và Hầu Đông Bình thì hai người đó hắn đều không thể động vào được. Lúc nói chuyện, lông mày Nạp Lan Dịch Đức nhíu lại vào nhau. Đối với Diệp Tranh Vanh mà nói thì Minh Châu chỉ là một con cờ, nói đúng ra là một khẩu súng. Rất rõ ràng, hiện giờ Minh Châu đã bị Diệp Tranh Vanh quên đi. Thậm chí... Nếu bây giờ Diệp Tranh Vanh đồng ý nhưng Diệp gia chắc hẳn là sẽ không đồng ý để chúng ta đến gần Diệp gia. Lúc trước, khi biết Nạp Lan Minh Châu trở thành người tâm phúc bên cạnh Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Dịch Đức cảm thấy được cho dù sau này Nạp Lan Minh Châu không thể trở thành vợ của Diệp Tranh Vanh nhưng cũng có thể là một trong những nữ nhân của hắn. Sau khi chuyện Giang Ninh xảy ra thì hắn biết được Nạp Lan Minh Châu chỉ là một quân cờ trong tay của Diệp Tranh Vanh. Hiện giờ... Nghe Nạp Lan Trường Sinh nói như thế thì sắc mặt hắn lại càng trở nên khó coi. Trường Sinh, từ lúc tiểu tử Bùi gia dùng thủ đoạn đối phó với Minh Châu thì cha xem ra, so với Bùi Vũ Phu cha hắn thì thủ đoạn của ả hắn lại âm tàn hơn. Biểu tình Nạp Lan Dịch Đức trở nên ngưng trọng. Theo cha thấy, lấy tính khí cùng với thủ đoạn của tiểu tử Bùi gia, nếu làm không tốt chắc chắn Nạp Lan gia sẽ bị hắn khai đao. Cha, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nạp Lan Trường Sinh mang theo vài phần lo lắng hỏi. Nếu tiểu tử Bùi gia muốn động thủ với Nạp Lan gia chúng ta, tạm thời không nói đến thế lực của Bùi Vũ Phu, chỉ bằng vào thế lực của tiểu tử Bùi gia thì chúng ta đã chống đỡ vô cùng khó khăn rồi. Nạp Lan Dịch Đức nheo mắt lại, nói. Cho nên, không quản cách gì, nhất định phải ngăn cản không cho tiểu tử Bùi gia động thủ với Nạp Lan gia. Ngăn cản ư?
Nạp Lan Trường Sinh biến sắc, sau đó trong lòng vừa động, nghĩ tới điều gì, hỏi. Ý của cha là muốn chúng ta hướng Bùi gia nhận lỗi. Chính xác ra là hướng tiểu tử Bùi gia nhận lỗi. Nạp Lan Dịch Đức thở dài. Nạp Lan Trường Sinh trầm mặc. Trường Sinh, từng bước sai, từng bước sai, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm nữa. Thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói lời nào, Nạp Lan Dịch Đức tiếp tục nói. Ta biết làm như vậy, không nói Minh Châu, cho dù là con cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà vì lợi ích gia tộc, chúng ta chỉ có thể đem cái gọi là tôn nghiêm kia vứt đi cho chó ăn, ta mặc kệ con dùng biện pháp gì, nhất định phải thuyết phục Minh Châu, sau đó mang theo Minh Châu đến Đông Hải tìm tiểu tử Bùi gia để nhận sai. Tục ngữ có nói, xí biệt tam nhật, đương quát mục tương khán không gặp mặt ba ngày, lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Dịch Đức, trong đầu hiện ra tình hình ngày ấy của Bùi Đông Lai khi ở khu dân nghèo trong Trầm Thành, Nạp Lan Trường Sinh có một loại cảm giác hoảng hốt. Hắn nhớ rõ lần ấy hắn thấy được Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai đã lợi dụng Nạp Lan gia để dọa Trịnh Kim Sơn tới mức xanh mặt, trợ giúp cho khu dân nghèo để nhận lấy một khoản tiền khi bị giải tỏa, đã trở thành người anh hùng trong khu dân nghèo. Ở hắn xem ra, khi đó Bùi Đông Lai chỉ là một đứa con nít được Bùi Vũ Phu che chở. Hiện giờ, chưa đến một năm mà Bùi Đông Lai từ một đứa con nít đã trở thành một đại kiêu hùng, người nắm quyền vùng Tam Giác Trường Giang. Phù! Nạp Lan Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, cúi đầu chào một cái thật sâu với Nạp Lan Dịch Đức. Đã biết, thưa cha! Nói xong, Nạp Lan Trường Sinh không nói gì mà xoay người rời đi. Ra khỏi phòng, Nạp Lan Trường Sinh nhìn thoáng qua chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu, đôi chân mày của hắn nhíu lại. Ở hắn xem ra, ngay cả hắn còn không muốn đến tìm Bùi Đông Lai để nhận sai, huống chi là Nạp Lan Minh Châu, người hận Bùi Đông Lai đến thấu xương. Khẽ thở dài, Nạp Lan Trường Sinh bước chân đi về phía chỗ của Nạp Lan Minh Châu. 10 phút sau, khi Nạp Lan Trường Sinh đến chỗ Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng đã rời giường. Cha, có phải là Diệp Tranh Vanh đã động thủ với tên xúc sinh Bùi Đông Lai kia không? Mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh đi vào, Nạp Lan Minh Châu liền kích động đứng dậy. Vâng, nhất định là như vậy, Diệp Tranh Vanh là kẻ tự phụ, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hành động khiêu khích của tên xúc sinh Bùi Đông Lai kia. 2. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu tóc tai bù xù giống như người điên thì Nạp Lan Minh Châu ngầm thở dài. Minh Châu! Cha, Diệp Tranh Vanh dùng thủ đoạn gì để đối phó tên xúc sinh kia? Tên xúc sinh kia có phải là chết rồi không? Không đợi Nạp Lan Trường Sinh nói hết, Nạp Lan Minh Châu đã lên tiếng. Minh Châu! Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cố chấp không chịu tỉnh ngộ thì Nạp Lan Trường Sinh đành phải gọi to lên. Ân! Nghe được tiếng giống của Nạp Lan Trường Sinh thì Nạp Lan Minh Châu mới thanh tỉnh được một chút. Minh Châu, Diệp Tranh Vanh không có động thủ với Bùi Đông Lai, hắn chỉ khiến cho Dương Sách tự sát. Nạp Lan Trường Sinh trầm giọng nói. Diệp Tranh Vanh không động thủ với tên xúc sinh kia sao? Nghe được Nạp Lan Trường Sinh nói vậy, Nạp Lan Minh Châu vốn là ngẩn ra sau đó điên cuồng lắc đầu. Điều này không có khả năng, lấy tính cách tự phụ của Diệp Tranh Vanh tuyệt đối hắn sẽ không nuốt giận. Từ sau khi Nạp Lan Minh Châu từ Giang Ninh trở về, chẳng những là nàng mất đi sự khôn khéo của ngày xưa, hơn nữa tinh thần có chút thất thường, giống như là người bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng hồ muốn giết Bùi Đông Lai. Tuy rằng Nạp Lan Trường Sinh biết Nạp Lan Minh Châu đã nhận lấy đả kích rất lớn nhưng mà hắn cảm thấy Nạp Lan Minh Châu cần phải thanh tỉnh lại, cho nên giọng nói của hắn to lên, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Tranh Vanh thật sự là không muốn nén giận nhưng mà con có nghĩ hay không, không có Diệp gia ủng hộ thì Diệp Tranh Vanh dựa vào cái gì để đối phó với Bùi Đông Lai? Cha, làm sao cha biết Diệp gia không ủng hộ Diệp Tranh Vanh? Phải biết rằng, Diệp Tranh Vanh chính là người thừa kế của Diệp gia đó à? Nạp Lan Minh Châu buộc miệng nói ra. T. Nạp Lan Minh Châu khăng khăng làm cho Nạp Lan Trường Sinh tức giận, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cũng không phát hỏa mà từ từ giải thích. Minh Châu, con nên biết, Diệp Cô Thành trong Diệp gia có thân phận đặc thù, ngay cả Diệp Thạch là gia chủ của Diệp gia cũng không thể huy động được. Cũng chính bởi nguyên nhân này sau khi Bùi Vũ Phu y rời núi, Diệp gia vẫn không có người nào dám ra tay đối phó với Bùi Vũ Phu. Diệp Thạch không thể sai khiến Diệp Cô Thành, Diệp Tranh Vanh lại càng không thể. Con nghĩ đi, nếu không có Diệp Cô Thành ra mặt, dưới gầm trời này thì ai có thể làm gì Bùi Vũ Phu? Huống chi,
Trước kia chúng ta còn đánh giá thấp Bùi Đông Lai, sau lưng Bùi Vũ Phu còn có rất nhiều thế lực ẩn tàng. Đây cũng chính là nguyên nhân là Diệp gia không dám động thủ. Hiện giờ, kế hoạch của Diệp Tranh Vanh đã thất bại, còn nghĩ rằng Diệp gia sẽ ủng hộ Diệp Tranh Vanh đối phó với Bùi Đông Lai nữa sao? Sau khi nói xong, hơi thở của Nạp Lan Trường Sinh có chút dồn dập, nhưng mà sắc mặt vẫn phức tạp nhìn vào Nạp Lan Minh Châu. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Trường Sinh, sắc mặt Nạp Lan Minh Châu trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, không có mở miệng phản bác. Nhưng mà... sau đó, nàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Cho dù là hiện tại Diệp gia không động thủ với cha con tên xúc sinh kia, nhưng mà một ngày nào đó Diệp gia sẽ động thủ. Con tin chắc vào điểm này. Lúc này đây, Nạp Lan Trường Sinh cũng không có phản bác. Bởi vì hắn cảm thấy được, sớm muộn gì trận chiến giữa Diệp gia và Bùi gia cũng sẽ xảy ra. Minh Châu, ta tới đây là muốn nói với con một việc. Hơi trầm ngâm, Nạp Lan Trường Sinh nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề. Nạp Lan Minh Châu nghi hoặc nhìn Nạp Lan Trường Sinh. Chuyện gì? Gia gia của con muốn ta mang con đi tìm Bùi Đông Lai để xin lỗi. Giọng nói của Nạp Lan Trường Sinh vô cùng phức tạp. Cái gì? Nghe được Nạp Lan Trường Sinh nói vậy, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu khiếp sợ nhìn vào Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh nhíu mày không nói. Cha muốn mang con đến xin lỗi với tên xúc sinh kia sao? Thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói lời nào, Nạp Lan Minh Châu khẽ lắc đầu để làm cho thanh tỉnh một ít. Sau đó, nàng mở miệng hỏi, giọng nói hơi run rẩy. Ừ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu dứt khoát. Thấy được câu trả lời khẳng định của Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Minh Châu trở nên kích động, giọng nói của nàng trở nên sắc nhọn hơn. Cha, tên xúc sinh kia đã cường bạo con, cha, tại sao cha muốn con đi xin lỗi hắn? Cha có lầm hay không? Minh Châu. Nạp Lan Trường Sinh có thể hiểu được tâm tính lúc này của Nạp Lan Minh Châu, cho nên cố gắng an ủi. Cha, con nằm mơ cũng muốn giết tên hỗn đản đó. Cha cảm thấy rằng con có thể tìm hắn để xin lỗi sao, có thể sao? Nạp Lan Minh Châu nói xong, vẻ mặt đầy hận ý. Con mặc kệ nguyên nhân gì khiến cha và ông nội đã làm ra quyết định như vậy, tóm lại là tuyệt đối con sẽ không đi tìm tên xúc sinh kia để nhận lỗi, có chết cũng không được. Minh Châu, chắc hẳn con cũng biết Bùi Đông Lai là một người như thế nào. Sắc mặt Nạp Lan Trường Sinh khó coi, nói. Lấy tính cách tâm ngoan thủ lạt của hắn. Nếu ta là hắn thì nhất định sẽ khai đao với Nạp Lan gia. Nếu thật sự hắn dám làm như vậy thì đối với Nạp Lan gia là một kiếp nạn. Khai đao với Nạp Lan gia sao? Trong lòng Nạp Lan Minh Châu chấn động, nàng cố gắng muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói được một chữ. Sự thật nói cho nàng biết, tên phế vật trong mắt nàng hiện nay trở nên đủ lông đủ cánh. Hắn đã đủ lông đủ cánh. Cho đến bây giờ, nàng vẫn lấy ánh hào quang của gia tộc. Vẫn dựa vào Diệp gia cho nên đối với Bùi gia, thậm chí là Bùi Đông Lai thì nàng cho rằng đó cũng không phải là uy hiếp gì quá lớn. Cho nên, nếu thật sự giống như Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu Bùi Đông Lai khai đao với Nạp Lan gia thì quả thật Nạp Lan gia sẽ gặp nguy cơ. Trong đầu nghĩ đến cảnh này, thân thể Nạp Lan Minh Châu không nhịn được mà run lên. Nạp Lan Trường Sinh thấy thế lại ngầm thở dài. Cha, chuyện cho tới bây giờ con cũng không gạt cha. Con quả thật là ghét Bùi Đông Lai. Thứ nhất là trong hơn 20 mấy năm qua, con hoàn toàn không biết chuyện hôn sự này, đột nhiên lại xuất hiện một vị hôn phu thì làm cho con không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thứ hai, ở Yến Kinh thì người theo đuổi con rất nhiều mà toàn là danh gia vọng tộc, so với đám người đó thì Bùi Đông Lai quả thật là ếch ngồi đáy giếng, không đáng được nhắc tới. Thế nhưng mà hắn lại rất cuồng, cuồng đến nỗi cô biết được trời cao đất dày. Cha! Con có năng lực để tìm hạnh phúc cho bản thân con không muốn, cũng không cho phép mình gả cho một người mà hắn không có khả năng đem lại lợi ích cho gia tộc. Con thừa nhận là Bùi Vũ Phu có lịch sử huy hoàng nhưng tất cả những thứ kia đều là quá khứ rồi. Lần này con quay về Yến Kinh là muốn tìm hiểu chuyện của hắn, trong mắt con cho dù là hắn có thể đông sơn tái khởi nhưng hắn cũng không có khả năng đạt tới được sự huy hoàng như lúc trước, thậm chí cho dù là 1/10 thì cũng khó có thể xảy ra. Con cũng thừa nhận là ngày đó con có xem thường Bùi Đông Lai, nguyên bản con cho rằng hắn là một tên phế vật nhưng lại không ngờ hắn có thể thi được một điểm số chết người như vậy. Nhưng mà, điều này cũng không thể đại biểu được hắn là một người vĩ đại, càng không thể đại biểu được sau này nếu hắn làm rể ở Nạp Lan gia thì có thể đem lại chỗ tốt cho Nạp Lan gia.
Bên tai quanh quẩn lên lời nói ngày đó của Nạp Lan Minh Châu, cả người Nạp Lan Trường Sinh vô lực, trên mặt hiện ra vẻ hối hận. Ở hắn xem ra, nếu năm đó khi Diệp gia động thủ với Bùi Vũ Phu thì hắn ra tay, nếu ngày đó khi Bùi Vũ Phu mang theo Bùi Đông Lai tiến vào Nạp Lan gia, hắn kiên quyết để Nạp Lan Minh Châu lấy Bùi Đông Lai thì cũng không xuất hiện tình cảnh như ngày hôm nay. Trên thế giới này không có nếu, cũng không có bán thuốc hối hận. Nạp Lan Trường Sinh biết điều này. Cho nên khi thấy sắc mặt tái nhợt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Trường Sinh liền vươn tay ra, nâng hai vai Nạp Lan Minh Châu dậy, nói lời thấm thía. Minh Châu, cha biết con ủy khuất, nhưng con cũng biết bây giờ chúng ta đã bị dồn vào đường chết, vì lợi ích và tương lai của gia tộc, con nhất định phải đi với cha đến xin lỗi Bùi Đông Lai. Lợi ích cùng tương lai của gia tộc. Nghe được câu này, sắc mặt Nạp Lan Minh Châu liền trắng nhợt. Lúc trước sở dĩ nàng cự tuyệt gả cho Bùi Đông Lai, trừ đi tâm cao khí ngạo ra thì nàng cảm thấy Bùi Đông Lai không thể mang đến chỗ tốt cho Nạp Lan gia, ngược lại nàng cho rằng Bùi Đông Lai để ăn bám. Mà hiện giờ, quyết định của Bùi Đông Lai lại có thể phán quyết sinh tử của Nạp Lan gia. Loại tương phản này khiến cho nàng có cảm giác đang đi từ trên thiên đường lại rơi xuống địa ngục. Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nạp Lan Minh Châu ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Nạp Lan Trường Sinh, ở trong lòng tự hỏi. So với những ngày nóng bức của mùa hè thì trời vào mùa thu dịu mát hơn một ít. Lúc 7 giờ tối, một chiếc Audi A4 chạy trên đường chạy vào khu biệt thự Đàn Cung. Trong ô tô, một bên vừa lái xe, một bên Bùi Đông Lai vừa nghe điện thoại của Quý Hồng ở Giang Ninh gọi về. Lão bản thân ái, sự việc so với dự đoán của chúng ta thì khó khăn hơn một ít, những kẻ làm ô dù cho Dương Sách cũng không thèm đếm xỉa đến chúng ta. Một số kẻ thì sợ đắc tội với Dương Viễn, một số kẻ khác thì sợ Diệp Tranh Vanh, còn nữa, những kẻ dưới tay của Dương Sách cũng không an phận. Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Quý Hồng buồn bực kể khổ. Bùi Đông Lai nhíu mày. Đối với mấy lão quan gia kia thì cứ dựa vào kế hoạch cũ mà làm, cứ dùng cây gậy và củ cà rốt là được, nếu cần thì áp dụng mạnh vào. Còn về phần đám người dưới tay của Dương Sách, cứ thẳng tay vào, giết gà dọa khỉ. Ý cậu là xử lý kẻ phụ tá đắc lực của Dương Sách là Vương Hùng. Trong lòng Quý Hồng vừa động, nháy mắt liền hiểu ý của Bùi Đông Lai. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu. Vương Hùng là kẻ có uy tín cực cao, thế lực cũng không nhỏ, nếu có thể xử lý Vương Hùng thì đủ có tác dụng uy hiếp. Huống chi dòng binh Siberia là do hắn liên hệ, hắn phải chết. Tuân mệnh, lão bản thân ái. Quý Hồng cảm thấy đề nghị của Bùi Đông Lai không tồi. Giọng nói trở nên thoải mái hơn nhiều. Nghe được Quý Hồng trêu chọc, Bùi Đông Lai cũng biết Quý Hồng tiếp nhận thế lực của Dương Sách quả thật là không dễ dàng cho nên an ủi. Vất vả cho cô rồi. Ây da, lão bản thân ái, cuối cùng thì cậu cũng cảm thông với kẻ dưới A. Quý Hồng cười mắng. Tôi còn tưởng cậu hắt hủi những kẻ làm dưới như tôi đây A. Chờ cô về sẽ mời cô một bữa rượu. Bùi Đông Lai cười xấu hổ. Uống rượu. Không làm cái khác sao? Quý Hồng dùng một loại ngữ khí dụ người để hỏi. Cô không nghe nói, say rượu loạn tính sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói, hiện giờ hắn đã quen thuộc với sự trêu chọc của Quý Hồng. Quả nhiên thấy Bùi Đông Lai trêu chọc thì Quý Hồng liền trở mặt. Lão bản thân ái, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói, tôi cũng không phải là thùng rượu, chỉ cùng cậu uống rượu không ăn cơm, đầu óc tôi còn chưa bị trúng gió ha. Bùi Đông Lai trực tiếp không nói gì. Khanh khách, dường như có thể thấy được biểu tình của Bùi Đông Lai, Quý Hồng liền cười phá lên. Đệ sử nam thân ái, chúc cậu buổi tối mơ thấy tỷ tỷ sẽ mộng tinh. Quý Hồng lộ ra bản sắc yêu tinh, giọng nói nũng nịu. Đến hôn một cái. Nói xong, Quý Hồng liền dùng ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại. Làm xong mọi chuyện, Quý Hồng cố nén cười mà đưa điện thoại lên tai, kết quả lại thấy điện thoại sớm đã bị tắt. Tên lưu manh đáng chết. Quý Hồng khóc không ra nước mắt. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai cười khổ, sau đó hắn tăng tốc, chuẩn bị cùng Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi ba người cùng đi ăn tối. Cùng lúc đó, trong một khách sạn 5 sao ở Đông Hải, Nạp Lan Trường Sinh mặc trường bào ngồi trên ghế salon, sắc mặt ngưng trọng mà hút thuốc, mà Nạp Lan Minh Châu ngồi ở một bên, vẻ mặt mờ mịt nhìn vào trước cửa, cũng không biết là trong lòng nghĩ đến cái gì. So với ngày xưa thì khác xa, ngày hôm nay Nạp Lan Minh Châu không có trang điểm. Đồng thời,
nàng cũng không lộ ra bộ dáng ngồi trên thiên hạ mà là lông mày của nàng trao lại, lộ ra vẻ thống khổ. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói thuốc, thấy được bộ dạng thống khổ của Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Trường Sinh rất rõ, tuy rằng Nạp Lan Minh Châu đã đến đây nhưng trong lòng nàng vẫn không muốn xin lỗi Bùi Đông Lai. Ngược lại, Nạp Lan Dịch Đức muốn Nạp Lan Minh Châu đến xin lỗi Bùi Đông Lai, điều này làm cho hận ý của Nạp Lan Minh Châu đối với Bùi Đông Lai lại càng tăng lên. Sở dĩ Nạp Lan Minh Châu đến đây, chẳng qua là nàng lo lắng đến tương lai của Nạp Lan gia mà thôi. Minh Châu, bất kể trong lòng con hận hắn đến cỡ nào, một lát nữa nếu gặp hắn thì còn phải biết che giấu cảm xúc đi, có biết không? Nạp Lan Trường Sinh khẽ dập tẩu thuốc, lo lắng nói. Vâng. Nạp Lan Minh Châu biệt khuất gật gật đầu. 2. Nạp Lan Trường Sinh thở dài, muốn nói lại thôi. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, A Cửu bước vào. Tiểu vương gia, mới vừa nhận được tin tức, tiểu tử đó đang trên đường đến biệt thự Đàn Cung, hẳn là đi tìm Liễu Nguyệt. A Cửu đem tin tức vừa nhận được báo cho Nạp Lan Trường Sinh. Đi. Nghe A Cửu báo xong, Nạp Lan Trường Sinh quyết đoán làm ra quyết định rồi đứng lên. Nạp Lan Minh Châu thấy thế, vội vàng cố gắng đem hận ý đối với Bùi Đông Lai chôn giấu sâu trong lòng, đứng dậy, theo Nạp Lan Trường Sinh bước ra khỏi phòng. 30 phút sau.